Thần y trở lại, Ngô Bình. Chương 631, kiện tướng võ thuật. Lý Hoàng Đào biến sắc mặt hỏi, bác sĩ Ngô, vậy là Vô Phương cứu chữa rồi ư? Tôi sẽ chết sao? Ngô Bình đáp, cậu đừng lo, tôi chữa được. Nói rồi, anh kê một đơn thuốc rồi bảo người đi mua, còn mình thì bắt đầu châm cứu cho Lý Hoàng Đào. Anh vừa điều trị vừa hỏi, ông ơi, bang rắn độc dám ra tay với người nhà họ Lý ư? Lý Vân Đầu cau mày, theo lý thì không dám đâu. Bang rắn độc là bang phái giang hồ, họ không liên quan gì đến nhà mình cả, chuyện hôm nay lạ quá. Ngô Bình, ông, chuyện này bất thường nên mình phải tra cho rõ. Nếu là hiểu lầm thì bắt họ xin lỗi và bồi thường, vậy chuyện coi như xong. Còn nếu là họ cố tình thì không còn gì để nói nữa. Lý Đông Hưng, chủ của bang rắn độc là Đỗ Hạo Dương, Đơn Dị Nhân và Hoàng Khai, cả ba đều không đơn giản. Vì thế không xung đột là tốt nhất. Ngô Bình, đúng, nên mình phải điều tra rõ đã. Lý Vân Đầu gật đầu rồi nói với Lý Đông Hưng, Đông Hưng, con chơi khá thân với Đỗ Hạo Dương, con thử hỏi nhé. Lý Đông Hưng gật đầu, sau đó gọi ngay cho Đỗ Hạo Dương, điện thoại kết nối, sau vài câu chào hỏi khách sáo, Lý Đông Hưng vào thẳng vấn đề. Ngô Bình có thể nghe rõ giọng của Đỗ Hạo Dương trong điện thoại, anh Lý, con trai anh đã động vào nhầm người. Lý Đông Hưng vội hỏi, ai vậy? Đỗ Hạo Dương, Hoàng thượng kiện tướng võ thuật ở Vân Đông. Lý Đông Hưng run giọng nói, cảm ơn anh Đỗ đã nhắc nhở, tôi biết rồi, dứt lời, ông ấy ngắt máy. Sau đó, Lý Đông Hưng nổi giận mắng Lý Hoàng Đào, Hoàng Đào, sao con lại đắc tội với người nhà họ Hoàng hả? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lý Hoàng Đào cúi gằm mặt đáp, con không biết đấy là con gái của Hoàng thượng. Lý Vân Đầu thở dài nói, Hoàng Đào, cháu kể lại mọi chuyện rõ ràng ra xem nào, mọi người không trách cháu đâu. Lý Hoàng Đào kể lại hết mọi chuyện, thì ra, chiều nay cậu ta đã gọi vài người bạn lái xe đi hóng gió, sau đó mở tiệc đồ nướng ngoài trời. Ở đó, cậu ta đã nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp khoảng 19 tuổi. Lý Hoàng Đào lăm le lại gần bắt chuyện, nhưng cô gái không hề để mắt đến cậu ta. Lý Hoàng Đào là cậu chủ nhà họ Lý nên sao chịu được khi bị coi thường như vậy, vì thế, cậu ta bắt đầu cất giọng bàn luận về thân hình của cô gái, trên này trên kia. Cô gái nghe xong thì nổi giận, sau đó vung tay lên, một người đàn ông ở cạnh đó đi tới rồi đập cho Lý Hoàng Đào một phát, khiến toàn thân cậu ta nhức nhối. Nghe thấy thế, Ngô Bình biết cô gái ấy chính là con gái của Hoàng thượng. Lý Đông Hưng thở dài nói, may mà con chưa làm gì quá đáng. Lý Vân Đầu ông đã gặp Hoàng thượng mấy lần rồi, cũng coi như quen biết. Để chiều ông chuẩn bị quà rồi đến nhà họ xin lỗi. Ngô Bình biết thực lực của kiện tướng võ thuật số 1 ở Vân Đông rất mạnh nên nói, để cháu đi với ông. Lý Vân Đầu gật đầu, ừ, Tiểu Bình đi cùng ông. Sau đó, Ngô Bình bắt đầu nghe ngóng về lai lịch của Hoàng thượng. Đó là một thiên tài võ thuật, hơn chục tuổi đã vô địch cả huyện, hơn 20 tuổi thì đã không có địch thủ. Tới năm 30 tuổi thì đột phá lên cảnh giới võ thần, tới nay đã ngoài 40 thì tu vi vẫn tăng đều, nghe đâu ông ấy đã ở cảnh giới võ thánh rồi. Hoàng thượng gần như nắm giữ một nửa giang sơn của lĩnh Nam, chắc khang mà so với ông ấy thì chỉ như hạt cát trong sa mạc, không cùng đẳng cấp. Luận về địa vị trong giang hồ thì Hoàng thượng là một nhân vật lớn, Đơn Dị Nhân là sư đệ của ông ấy, hai người có chung một sư phụ. Sau khi biết rõ thân phận của Hoàng thượng, Ngô Bình không khỏi thấy kinh ngạc. Vì đây là một người không hề đơn giản, cuộc đời của ông như một truyền kỳ vậy. Ngô Bình chữa trị cho Lý Hoàng Đào xong thì chuẩn bị cùng Lý Vân Đầu đến nhà Hoàng thượng. Hơn nửa tiếng sau, chiếc xe đã tiến vào một ngôi nhà cổ kính ở Nam Đô, hai ông cháu xuống xe thì người gác cổng hỏi, hai vị là ai? Ngô Bình, phiền anh vào thông báo có người của nhà họ Lý tới chơi. Người gác cổng giả ngu, nhà họ Lý. Nhà họ Lý nào, họ tên đầy đủ là gì? Ngô Bình nổi giận. Tên này dám có thái độ bất kính với ông anh, đúng là chán sống rồi. Anh vào nói với Hoàng thượng ngay, nếu còn hỏi thêm một câu nào nữa, tôi sẽ cắt lưỡi của anh đấy, Ngô Bình lạnh giọng nói với vẻ đầy sát khí. Dù người gác cổng có tu vi ở cảnh giới khí, nhưng cũng phải thấy run người, sợ đến mức hồn bay phách lạc, sau đó chạy ngay vào thông báo, chứ không dám hạnh hoẹ nữa. Vài phút sau, anh ta trở ra rồi nói với Ngô Bình, ông chủ nhà tôi đang luyện công. Không rảnh để tiếp khách, mời hai vị về cho. Ngô Bình híp mắt lại, lão già họ Hoàng này lắm chuyện thế. Anh bật cười rồi nói với, ông, chúng ta về thôi. Lý Vân Đầu nhỏ giọng nói, Tiểu Bình,
mình đến xin lỗi thì chịu nhẫn nhục một chút. Ngô Bình tỉnh bơ nói, cháu thì không sao, nhưng cháu không muốn ông bị đối xử như thế. Nói rồi, anh kéo Lý Vân Đầu quay người bỏ đi. Chiếc xe chuẩn bị nổ máy thì có một bóng người chặn trước đầu xe. Người đàn ông này khoảng 40 tuổi, mặc đồ luyện công màu đen, để đầu đinh, đôi mắt sắc lạnh. Lý Vân Đầu nhìn thấy ông ta thì nói, đơn dị nhân, sao anh lại chặn đường tôi? Người đó cười nói, sư huynh tôi mời hai người vào trong nói chuyện. Ngô Bình lạnh giọng nói, giờ chúng tôi không rảnh, tránh ra. Đơn dị nhân lạnh mặt, này, đừng có không biết điều. Ngô Bình mở cửa xe rồi đi về phía đơn dị nhân, thấy anh lại gần, ông ta tung ngay một chưởng ra, chưởng pháp trông vó vẻ vô lực nhưng lại có uy lực khiếp người, vì ông ta đã thi triển miên chưởng của võ đang. Ngô Bình cũng tung ngay một chưởng để nghênh chiến, anh sử dụng kinh lôi chưởng. Hai chưởng pháp va chạm, đơn dị nhân kêu hự một tiếng, cả cánh tay tê dần như bị điện giật, sau đó ăn ngay một cái tát của Ngô Bình rồi bay xa cả mười mấy mét. Đơn dị nhân ngã xuống đất rồi hộc máu, răng rụng mất 7 cái, đầu óc cũng va vất. Ngô Bình định lên xe thì chợt có một quyền ý lao về phía anh, dù chỉ là quyền ý sơ cấp, nhưng vẫn khá mạnh. Anh ngoảnh lại thì nhìn thấy một người đàn ông trông chỉ khoảng 30 tuổi đang bước từ trong ra, sau mỗi bước đi của ông ấy, khí thế lại tăng lên một bậc. Khi hắn cách anh chừng 10 bước thì dừng lại rồi nói, dám đánh sư đệ của tôi, cậu chán sống rồi à? Ngô Bình cười lạnh, ông định giết tôi chắc. Người đó chính là Hoàng thượng kiện tướng võ thuật của Vân Đông, sư huynh của đơn dị nhân. Ông ấy nói, đúng, tôi định giết cậu đấy. Ngô Bình cảm nhận được quyền ý của ông ấy, nhưng sau đó chợt thấy là lạ rồi cau mày, nói, ban nãy, tôi còn tưởng ông ngưng luyện quyền ý, giờ xem ra ông chỉ luyện hóa một luồng quyền ý của người khác thôi. Hoàng thượng ngạc nhiên nói, cậu nhìn ra ư. Ngô Bình, tôi còn biết, trong 3 năm tới, chắc chắn ông sẽ gặp họa, nguy hiểm lắm, thập tử nhất sinh. Hoàng thượng xứng người rồi chắp tay với Ngô Bình, xin hỏi cậu có phải là thần y Ngô mà nhà họ Lý mời tới không? Ngô Bình cau mày, ông biết tôi à? Hoàng thượng, thần y rất nổi tiếng, sao tôi không biết cho được? Ngô Bình nhìn ông ấy, không giết tôi nữa à? Hoàng thượng cười nói, tôi có thể giết bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không dám động đến bác sĩ. Sau đó, ông ấy cúi chào Lý Vân Đầu, mời ông Lý và thần y Ngô vào nhà. Chương 632, đấu với Võ Thánh. Ngô Bình bước vào nhà, sau đó mời Lý Vân Đầu ngồi xuống trước, còn mình thì đứng cạnh ông. Hoàng thượng thấy Ngô Bình không ngồi thì cũng đứng, sau đó chắp tay nói, thần y Ngô, ban nãy cậu nói nhất định tôi sẽ gặp họa trong 3 năm tới, không biết là họa gì vậy ạ? Ngô Bình cười lạnh, ông biết rồi còn hỏi tôi làm gì? Khi luyện tâm ở cảnh giới thánh sẽ phải dùng đến nhiều kỹ thuật. Tuy ngoài mặt thì ông đã là Võ Thánh. Nhưng thực chất bên dưới thánh tâm đang áp chế mọt ma niệm rất mạnh. Ông cũng biết mà, nếu ông không áp chế nó cẩn thận, nhanh thì 1 năm, chậm thì 3 năm nó sẽ phản phệ lại ông. Đến lúc đó, ông sẽ là một ma quân. Hoàng thượng vã mồ hôi lạnh, ông ấy đã lờ mờ đoán ra tình trạng của mình, nhưng nghe Ngô Bình nói xong thì mới biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Ông ấy vái lại nói, xin thần y hãy cứu tôi. Ngô Bình cười lạnh, sao tôi phải cứu ông? Hoàng thượng! Nếu thần y chịu cứu tôi, nhất định tôi sẽ hầu tạ. Ngô Bình, ma niệm của ông mạnh lắm rồi, tôi không thể làm gì được nữa. Ông nhờ cao nhân khác đi, à bang rắn độc chẳng có một y vương còn gì. Sao ông không nhờ thử xem? Đơn dị nhân đứng một bên rồi bước ra, sau khi trúng một chưởng của Ngô Bình, ông ta đã biết sợ nên nói, thần y Ngô, Hoàng Khai cũng bó tay rồi. Ngô Bình nhìn chăm chăm vào đơn dị nhân rồi nói, mang tiếng là võ vương mà lại buôn ma túy. Ông cẩn thận đừng để tôi tóm được. Đơn dị nhân ngẩn ra, ma túy. Chắc thần y hiểu lầm rồi, bang chúng tôi không bao giờ động đến thứ ấy. Ngô Bình cười lạnh, vậy ư? Xem ra ông cũng không hiểu rõ về đám thuộc hạ của mình rồi. Đơn dị nhân nhăn mặt nói, nhất định tôi sẽ điều tra chuyện này. Hoàng thượng thở dài nói, chắc tôi cũng tận số rồi. Ngô Bình, tôi đến đây còn có việc khác, có người đã đánh Lý Hoàng Đào. Cậu ta chỉ là một người bình thường, nhưng người đó lại dùng thiết xa trưởng để tấn công, tôi rất muốn gặp cao thủ ấy. Hoàng thượng cau mày rồi nói, thần y Ngô, đó là một thuộc hạ của tôi, cậu ta không cố ý đâu. Ngô Bình, không cố ý ư, thế có nghĩa là tôi cũng có thể vô ý đánh người nhà ông à. Hoàng thượng trước đó muốn nhờ vả Ngô Bình nên mới khúm núm, sau khi biết anh không thể giúp gì được mình thì không còn khách sáo nữa,
mà thờ ơ nói, thần y Ngô đang uy hiếp tôi à? Ngô Bình cười nói, ông hiểu thế cũng được. Hoàng thượng bật cười nói, đúng là tuổi trẻ tài cao, làm tôi muốn thử so chiêu với cậu quá. Ngô Bình nói, nếu ông thua thì sau này phải phục tùng mệnh lệnh của nhà họ Lý. Hoàng thượng nhíu mày nói, thế cậu thua thì sao? Ngô Bình, tôi thua thì tùy ông xử trí. Hoàng thượng, thế có gì thú vị, nếu cậu thua thì tôi sẽ lấy một nửa lợi nhuận của nhà họ Lý. Lý Vân Đầu, được. Hoàng thượng và Ngô Bình ra ngoài sân, đơn dị nhân căng thẳng đi theo, vì ông ta đã giao thủ với Ngô Bình nên biết anh rất mạnh. Lý Vân Đầu không có biểu cảm gì, vì ông rất tự tin về cháu trai của mình. Hoàng thượng đứng trước hòn non bộ, Ngô Bình đứng đối diện ông ấy, hai người cách nhau 7 mét. Ngô Bình, ngưng luyện quyền ý không thể dùng kỹ xảo được. Hoàng thượng, sao cũng được, nhưng tôi đã có quyền ý rồi. Ngô Bình cười lạnh, thế mà cũng là quyền ý ư. Dứt lời, anh tung một quyền ý ra, hoàng thượng biến sắc mặt, nghe nói phía Bắc có một đại tông sư, là cậu đúng không? Ngô Bình, trong thiên hạ chưa có nhiều người ngưng luyện được quyền ý nên chắc là tôi đấy. Hoàng thượng, bảo sao cậu dám khiêu chiến tôi, nhưng tôi là võ thánh rồi, cậu không thắng được tôi đâu. Ngô Bình, võ thánh luyện tâm, còn ông thì luyện ma. Nghiêm túc mà nói thì ông không phải võ thánh, mà chỉ là một võ thần mạnh hơn một chút thôi. Hoàng thượng vòng tay nói, có phải võ thánh hay không thì cử thử là biết. Hai người lập tức tiến lên rồi tung liên tiếp vài chục quyền cước ra. Có hai hình bóng lao vu vút qua lại, không gian tràn ngập những tiếng động mạnh. Mỗi đòn tấn công của Ngô Bình đều chứa thần lực kết hợp với quyền ý, nên đã áp chết hoàng thượng ngay từ đầu. Các đòn phản công của ông ấy đều nằm trong phán đoán của anh nên không thể chiếm thế thượng phong được. Không ai có thể nhìn thấy động tác của bọn họ, vài giây sau, hoàng thượng đã mệt, còn Ngô Bình vẫn bình thản như không. Cậu đã luyện đến quyền ý đại thành rồi ư, hoàng thượng ủ rũ hỏi. Ngô Bình, đúng. Hoàng thượng thở dài nói, tôi thua rồi. Đơn dị nhân ngạc nhiên hỏi, sư huynh, hai người đã phân thắng bại đâu? Hoàng thượng lắc đầu, ban nãy, thần y Ngô đã có cơ hội đánh tôi bị thương nặng rồi, nhưng cậu ấy không làm. Ông ấy cúi gập người với Ngô Bình, cảm ơn thần y đã nương tay. Ngô Bình, ông thua rồi, hãy tuân thủ giao ước. Hoàng thượng nghiêm túc nói, từ giờ trở đi, tôi sẽ là thuộc hạ của nhà họ Lý, thần y Ngô và ông Lý dặn gì, tôi sẽ làm đó. Lý Vân Đầu cười nói, anh Hoàng này, anh đừng nặng lời thế. Sau này, chúng ta cùng giúp đỡ lẫn nhau để phát triển thôi. Ngô Bình không khách sáo như Lý Vân Đầu, mà nói, Hoàng thượng, ông hãy làm việc cho ông tôi cẩn thận, biết đâu tôi lại tìm được cách cứu ông. Hoàng thượng chấn động, thần y Ngô, tôi vẫn còn cơ hội sống ư. Ngô Bình, đương nhiên. Hoàng thượng hiểu ra ngay, không phải Ngô Bình không thể cứu được ông ấy, mà là không muốn, ông ấy hít sâu một hơi rồi nói, thần y Ngô yên tâm, sau này mạng của tôi sẽ thuộc về ông Lý. Ngô Bình nhìn sang đơn dị nhân rồi nói, ông hãy thanh lọc lại môn phái, không thì tôi sẽ xử ông đấy. Đơn dị nhân nhăn mặt, tay nắm chặt thành quyền, nhưng không dám nói gì. Ngô Bình đứng dậy nói, ông ơi, mình về thôi. Hai người ngồi lên xe, Lý Vân Đầu thở phào một hơi rồi nói, Tiểu Bình, ban nãy ông lo lắm đấy, cháu có bị thương không đấy? Ngô Bình cười nói, ông ơi, sao cháu không thấy ông có vẻ lo lắng nhỉ? Lý Vân Đầu, vì ông giữ được bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay mướt mồ hôi rồi này. Ngô Bình liếc nhìn thì thấy đúng là vậy, lòng bàn tay của Lý Vân Đầu vẫn đang ướt. Anh nói, ông ơi, cháu chắc chắn chế ngự được Hoàng thượng nên mới đi với ông mà. Lý Vân Đầu tò mò nói, Tiểu Bình, Hoàng thượng là võ thánh, cháu là võ vương, sao anh ta vẫn thua cháu? Ngô Bình cười nói, vì cháu đã luyện đến quyền ý đại thành, lên căn bản vững hơn ông ta nên đương nhiên cháu sẽ thắng. Đừng nói là hạng võ thánh nửa vời như ông ta, đến võ thánh thật xuất hiện, cháu cũng hạ được hết. Lý Vân Đầu yên tâm nói, tốt, cháu ông là đại cao thủ, sau này ông không sợ bị ai bắt nạt rồi. Ngay sau đó, có một bóng xám xuất hiện, đó là ảnh. Chủ nhân, thực lực của cậu chủ mạnh lắm, sau này chắc chắn sẽ là võ lâm chí tôn, ảnh nói. Ngô Bình lấy một viên tinh thạch linh hồn ra cho ảnh rồi nói, nó sẽ giúp ích cho anh đấy. Sau khi cầm lấy viên tinh thạch, ảnh phải chấn động khi cảm nhận được hồn lực tiên thiên thuần túy tỏa ra từ nó, bảo bối. Cậu chủ, thứ này quý quá. Ngô Bình, tôi còn nhiều lắm, anh cứ cầm lấy mà dùng, sau đó còn bảo vệ ông tôi. Xin cậu chủ yên tâm, ảnh nói.
Chương 633, Đại sư Thanh Liên. Lý Vân Đầu nói, Tiểu Bình, ngày mai ông sẽ tuyên bố trong phạm vi nhỏ là ông đã tìm thấy cháu trai lưu lạc nhiều năm. Trước đó, Lý Vân Đầu không công khai với bên ngoài vì lo bất lợi cho Ngô Bình. Nhưng giờ xem ra, thực lực của anh rất mạnh, hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình. Ngô Bình, vâng, cháu cũng muốn chính thức nhận tổ nhận tông, từ giờ trở đi, cháu sẽ là Lý Bình. Lý Vân Đầu cười nói, cháu thêm một chữ Huyền vào nữa, tên của cháu sẽ đổi thành Lý Huyền Bình. Lý Vân Đầu ngập ngừng một lát rồi nói tiếp, tên Lý Huyền Bình này thì cháu dùng ở nhà thôi, còn ra ngoài cứ dùng tên cũ, hành tẩu giang hồ có hai tên thì sẽ tiện hơn. Ngô Bình chớp mắt, sau đó chợt nhớ ra chuyện gì đó rồi nói, ông ơi, hay cháu đổi diện mạo khác được không ạ? Nói rồi, cơ mặt anh lập tức thay đổi thành diện mạo của một chàng trai tuấn tú, khoảng 19 tuổi với nụ cười trong sáng. Lý Vân Đầu cảm thấy rất thần kỳ, được đấy, nhưng cứ để mãi diện mạo này thì cháu có bị mệt không? Ngô Bình, ông yên tâm, khi tu vi đến cảnh giới nhân tiên thì thường sẽ có vài diện mạo để tiện hành tẩu giang hồ ạ. Nói rồi, anh gọi cho Hàn Bạch để nhờ anh ấy làm lại thân phận cho mình. Từ giờ, anh sẽ là Lý Huyền Bình, người Thiên Kinh, tốt nghiệp học viện điện ảnh Thiên Kinh, lớn lên ở cô nhi viện, mới tốt nghiệp đang chờ việc. Ngô Bình làm vậy để hai thân phận Ngô Bình và Lý Huyền Bình khác biệt hoàn toàn. Như vậy, khi là thân phận Ngô Bình, anh dễ dàng bảo vệ gia đình hơn. Sau khi hai ông cháu về Sơn Trang thì thấy hai bố con Lý Đông Hưng vẫn đang ngồi chờ tin ở đây. Lý Vân Đầu nói, ông đã nói chuyện với Hoàng thượng rồi, ông ấy đồng ý bỏ qua, chuyện này nói như xong. Lý Hoàng Đào thở phào một hơi rồi cười nói, cháu bảo rồi mà, ông mà ra tay thì chỉ có ổn thôi. Lý Đông Hưng hừ nói, Hoàng Đào, sau này con bớt gây chuyện đi. Lý Hoàng Đào hậm hực, cậu ta không mấy tôn trọng người bố quanh năm ốm yếu của mình. Lý Vân Đầu lạnh mặt nói, không biết phép tắc gì cả, quỳ xuống. Một khi Lý Vân Đầu nổi giận, Lý Hoàng Đào luôn sợ hãi nên lập tức quỳ xuống ngay. Ngô Bình nói, Hoàng Đào, bố mẹ là người sinh ra mình nên mình phải kính trọng, sao cậu lại vô lễ thế hả? Lý Hoàng Đào cau mày rồi lườm Ngô Bình, anh là cái thá gì mà dám dạy đời tôi? Lý Vân Đầu cười lạnh, nó là cháu nuôi của ông, là anh của cháu. Sau này, nếu cháu còn gây chuyện nữa, ông sẽ mặc kệ đấy. Lý Hoàng Đào không dám cứng miệng nữa, tuy trong lòng không phục, nhưng chỉ biết hậm hực bỏ đi. Lý Đông Hưng chán nản nói, đúng là không ai bảo được. Lý Vân Đầu nổi giận lườm con trai mình, chiều cho nó lắm vào, giờ thấy hậu quả chưa? Bị quở trách, Lý Đông Hưng cúi mặt xuống nói, bố, con sẽ về bảo ban lại cháu. Ừ, thôi con về đi, Lý Vân Đầu xua tay. Chờ Lý Đông Hưng đi rồi, Ngô Bình nói, ông ơi, với sự gia giáo của nhà ta, Hoàng Đào không nên như vậy mới đúng. Lý Vân Đầu thở dài nói, từ nhỏ Đông Hưng đã hay ốm yếu nên ông cũng quan tâm hơn bình thường. Sau khi Hoàng Đào ra đời, cả nhà đều yêu thương nó, thành ra nó mới có tính cách hương bướng như bây giờ. Ngô Bình chợt hỏi, à ông ơi, cháu đi thăm bà được không ạ? Thì ra, sau khi người con trai cả mất tích, bà nội của Ngô Bình trở nên u uất, thậm chí còn nhiều lần tự tử. Sau khi Lý Đông Hưng lên 7, bà đã chuyển lên núi ăn chay niệm Phật, không muốn gặp ai hết. Đến nay, bà đã sống trên núi hơn 30 năm rồi, đến Lý Vân Đầu muốn tới gặp cũng cần phải xin phép trước. Nghe Ngô Bình nhắc đến vợ mình, Lý Vân Đầu thở dài thườn thượt, ông vẫn chưa kể cho bà chuyện của cháu với Tiểu Mi đi gặp ba cũng được, chắc bà sẽ vui lắm. Nửa tiếng sau, Ngô Bình và Ngô Mi đã ngồi xe đi lên núi. Trên đỉnh núi có một am tên là Minh Nguyệt, bà của Ngô Bình đang tĩnh tâm ở đây, quanh năm bầu bạn với đèn và Phật. Chiếc xe dừng dưới chân núi. Ngô Bình và Ngô Mi đi bộ lên trên. Sau khi đi được hơn 300 bậc thang thì họ đã tới một mặt đất bằng phẳng. Ngô Mi không mệt, nhưng thấy ở đây có một cái chòi nghỉ mát trông là lạ thì vẫn vào ngồi chơi. Ngô Bình chiều ý cô bé nên hai anh em ngồi lại một lúc. Hai người vừa trò chuyện được vài câu thì thấy có người lên núi, đó là hai Nico khoảng 40 tuổi. Nico nhìn thấy Ngô Bình và Ngô Mi thì gật đầu, Ngô Bình đứng dậy rồi chắp tay hỏi, hai sư thái ở Am Minh Nguyệt ạ. Một ni cô đáp đúng, thí chủ đến tìm cư sĩ Tôn à. Bà của Ngô Bình họ Tôn nên anh đáp, vâng, đó là bà của hai anh em chúng tôi. Ni cô quan sát Ngô Bình rồi nói, tôi đã gặp cháu của cư sĩ Tôn rồi, nhưng không phải cậu. Thấy bà ấy nghi ngờ, Ngô Bình vội giải thích, sư thái đang nói đến Lý Hoàng Đào ạ. Tôi là Lý Huyền Bình, mới nhận lại ông nội cách đây không lâu.
Nico ngạc nhiên nói, ra là vậy, hai cô cậu đi theo tôi. Ngô Bình gọi Ngô Mi rồi cùng hai Nico lên núi. Đi được một lúc, Nico hỏi, cư sĩ Tôn có một người con trai bị mất tích, đó là bố của thí chủ ư? Ngô Bình đáp, vâng, bố tôi chính là người con trai bị mất tích của bà. Nico thở dài, A-di-đà Phật, Đức Phật Từ Bi đã giúp đại gia đình ta đoàn tụ. Ngô Bình hỏi, sư thái, bà tôi làm gì ở Am Minh ạ? Nico, cư sĩ Tôn thường niệm Phật và đọc kinh. À, sư tổ của tôi đã truyền cho bà ấy thuật ngồi thiền, ngày nào bà ấy cũng ngồi. Ngô Bình, sư tổ của sư thái cũng ở trên núi ạ? Ừm, sư tổ đang tu luyện ở nhà sau, Nico đáp. Trong lúc trò chuyện, họ đã lên đỉnh núi lúc nào không hay, một am Phật đã xuất hiện trước mắt. Cửa am mở ra, có một Nico khoảng 20 rất xinh và trắng ra chào, sư tỷ, mọi người vất vả rồi. Xong, khi cô ấy nai phơn thấy có đàn ông đứng sau hai Nico kia thì chợt sững người rồi chạy vào trong. Một Nico cười nói, tiểu thí chủ thông cảm, tiểu sư muội của tôi hay sợ người lạ. Ngô Bình cười nói, không sao, là tôi đã làm phiền đến mọi người. Nico mời Ngô Bình vào phòng khách, sau đó đi thông báo. Một lát sau, Nico đã trở lại rồi nói, cư sĩ Tôn mời hai vị đến gặp. Ngô Bình và Ngô Mi đi theo Nico đó đi qua một cổng vòm, sau đó vào một Phật đường, cuối cùng mới tiến vào một ngôi nhà nhỏ. Có một người phụ nữ trông mới chỉ hơn 40 tuổi đang đứng ở đây, khi bà ấy nhìn thấy Ngô Bình và Ngô Mi thì lập tức chấn động, nước mắt trực trào. Nico nói, cư sĩ Tôn, đây là cháu trai Lý Huyền Bình của bà. Ngô Bình rất ngạc nhiên, bà nội anh trẻ vậy ư? Sau đó anh nhìn lại thì phát hiện bà mình đã ở cảnh giới thần. Cháu, là con trai của Niệm Tổ ư, bà ấy hỏi. Sống mũi Ngô Bình cay cay, bà ơi. Đây chính là bà nội của anh, tên là Tôn Ái Bình, bà quan sát Ngô Bình rồi nói, cháu ngoan, cháu giống hệt bố đấy. Ngô Mi bước tới, đôi mắt đẫm lệ nói, bà ơi. Người phụ nữ ôm Ngô Mi vào lòng rồi bật khóc, cháu ngoan của bà. Bà cháu ôm nhau khóc một lúc thì mới bình tĩnh lại. Tôn Ái Bình hỏi chuyện anh em Ngô Bình, sau khi biết con trai mình đã qua đời thì vô cùng đau thương, suýt nữa khóc ngất đi. Ái Bình, đừng khóc nữa, đột nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Ngô Bình ngạc nhiên, sao người đó đến mà anh không hề phát hiện ra nhỉ? Chương 634, nhận tổ tông. Ngô Bình quay lại thì nhìn thấy có một Nico đứng ngoài cửa, thoạt nhìn khoảng 30 tuổi, nhưng tu vi rất cao. Thậm chí Ngô Bình còn thấy tu vi của Nico này cao hơn cả Lục Nhiễm Trần. Tôn Ái Bình nhìn thấy Nico ấy thì vội lau nước mắt rồi lễ phép hành lễ, đại sư, Ái Bình làm phiền đến người ạ. Nico đáp, không sao, con người đâu phải khúc gỗ, đâu ai kiềm chế được cảm xúc. Ngô Bình cũng tiến lên hành lễ, tham kiến đại sư. Nico nhìn Ngô Bình rồi nói, cậu đã ở cảnh giới nhân tiên rồi ư. Giỏi lắm, không biết là đệ tử của ai. Đông Phật Tiên Sinh ạ. Nico ngẫm nghĩ rồi nói, người họ Kiều ấy hả? Tư chất của tiểu tử đó bình thường, thế mà có thể thu nhận được một đệ tử giỏi giang như cậu. Ngô Bình ngạc nhiên, tư chất của sư phụ anh bình thường ư? Nico này còn gọi sư phụ anh là tiểu tử sao? Ngô Bình vội hỏi, xin hỏi pháp danh của đại sư. Nico, Bần Ni là Thanh Liên, hiện nay không còn mấy ai biết đến tôi nữa. Đúng là Ngô Bình chưa từng nghe đến danh của đại sư Thanh Liên. Anh đảo mắt hỏi, đại sư có biết Thánh Tăng không ạ? Đại sư Thanh Liên, ý cậu là người của chùa Lan Kha hả? Ngô Bình, vâng. Đại sư Thanh Liên, tính ra đó còn là sư đệ của tôi, chúng tôi cũng thường xuyên gặp gỡ. Ngô Bình chấn động, Nico này là sư tỷ của Thánh Tăng ư? Anh còn định hỏi tiếp, nhưng đại sư Thanh Liên đã nói, tôi vốn định bế quan tu luyện một giáp, nhưng ban nãy chợt có một linh cảm, biết là vì sự xuất hiện của cậu. Tiểu thí chủ. Tôi có một chuyện nhờ cậu giúp, cậu có đồng ý không? Việc mà một cao nhân thế này nhờ thì Ngô Bình không dám nhận ngay, anh hỏi, đại sư có việc gì vậy ạ? Đại sư Thanh Liên, tôi có một đồ tôn, trần duyên của cô ấy chưa tận, tôi định cho cô ấy hoàn tục. Nhưng cô ấy là một người rất thuần khiết nên dễ bị người khác hãm hại, tôi muốn nhờ cậu bảo vệ cô ấy, đừng để cô ấy bị người ta bắt nạt. Ngô Bình thấy đây không phải việc to tát gì nên nhận ngay, đại sư yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi. Đại sư Thanh Liên nhìn anh nói, đồ tôn này của tôi có sống hồng nhan họa thủy, dễ gây họa nên có thể sẽ gây nhiều rắc rối cho cậu đấy, cậu có đồng ý giúp cô ấy không? Hồng nhan họa thủy ư, Ngô Bình bắt đầu thấy hối hận,
nhưng anh chót vừa nhận lời rồi thì sao đổi ý được nữa, đại sư cứ yên tâm. Đại sư Thanh Liên cười nói, tôi không nhờ cậu không công đâu, tôi sẽ tặng cậu một lá bùa hộ mệnh. Nếu cậu giữ lá bùa bên người thì không một cường giả nào trong thiên hạ có thể đả thương cậu được. Nhưng nó chỉ có tác dụng 3 lần thôi, dùng xong thì chỉ còn là một tờ giấy bình thường. Nói rồi, bà ấy đưa một tờ bùa chú trông rất bình thường cho Ngô Bình, anh nhận lấy bằng 2 tay rồi cảm ơn. Đại sư Thanh Liên, ban nãy cậu có nhắc đến sư đệ Long Tượng của tôi ở chùa Lan Kha, ông ấy nợ tôi một ân tình, tôi sẽ gán lại cho cậu. Bà lại lấy một bông sen vàng ra rồi đưa cho Ngô Bình, cậu chỉ cần giơ vật này ra thì có thể nhờ Long Tượng làm giúp mình một việc. Ngô Bình mừng rỡ nói, cảm ơn đại sư. Thanh Liên xua tay, Nico xinh đẹp mà Ngô Bình gặp lúc mới tới bước ra, cô ấy cúi đầu, mặt thì đỏ bừng. Lúc mới gặp, Ngô Bình chỉ thấy cô ấy rất đẹp, nhưng giờ gặp lại, anh còn thấy cô ấy rất quyến rũ. Đại sư Thanh Liên, Tuệ Tâm, con hãy xuống núi với tiểu thí chủ này. Nico quỳ xuống nói, sư tổ, con không đi đâu, con muốn tu luyện với người. Đại sư Thanh Liên cười nói, ngốc ạ, hồng trần của con chưa tận, ở lại cũng không đạt được thành tựu lớn đâu. Thôi thì xuống núi đi, biết đâu lại gặp duyên kỳ ngộ. Dứt lời, bà ấy mỉm cười rồi quay người bỏ đi, Ngô Bình đuổi theo nhưng đại sư Thanh Liên đã biến mất. Nico rơi lệ, lưu luyến không muốn đi, từ nhỏ cô ấy đã được đại sư Thanh Liên nuôi lớn nên tình cảm rất sâu nặng. Thấy sư tổ đi rồi, Nico mới gặp người với Ngô Bình, chào anh, sau này Tuệ Tâm xin nhờ vả anh. Ngô Bình thầm nghĩ dẫn một cô nàng hồng nhan họa thủy theo người thì còn làm ăn gì nữa, nên anh nài nỉ Tôn Ái Bình, bà ơi, sau này để cô ấy ở cạnh bà được không ạ? Tôn Ái Bình được gặp lại cháu trai, cháu gái nên rất vui, ừ, bà cũng xuống núi luôn, bà muốn chăm sóc nhiều hơn cho 2 đứa. 4 người chào tạm biệt các Nico ở đây rồi cùng nhau xuống núi. Lên xe rồi, Ngô Bình hỏi, tiểu sư Thái Tuệ Tâm, tên thật của cô là gì? Nico đáp, tôi không biết, từ nhỏ sư phụ toàn gọi tôi là Mỹ Ngọc. Ngô Bình cười nói, tên hay đấy, vậy từ giờ tôi gọi cô là Mỹ Ngọc nhé. Chiếc xe tiến vào Sơn Trang, thấy vợ mình cùng về với 2 anh em Ngô Bình, Lý Vân Đẩu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, bội vàng ra đón ngay. Ông ấy ngạc nhiên nhìn Tôn Ái Bình, rồi nhẹ nhàng hỏi, Ái Bình, bà chịu về rồi à? Tôn Ái Bình gật đầu, tôi về rồi. Đôi vợ chồng già xúc động nhìn nhau rồi rơi lệ. Ngô Bình vội nói, ông ơi, bà về rồi, chúng ta phải ăn mừng ạ. Lý Vân Đẩu cười nói, đúng là phải ăn mừng. Tôn Ái Bình đã về nên người nhà họ Lý thi nhau đến chào hỏi, Lý Triển Đồ và con trai là Lý Thiếu Bác, Lý Đông Hưng và con trai Lý Hoàng Đào, Lý Thụy, Lý Hân, ngoài ra còn có cô của Ngô Bình là Lý Gia Hân cùng chồng con đều đến. Hôm nay, nhà họ Lý coi như đông đủ, Ngô Bình đã thay đổi diện mạo thành Lý Huyền Bình để ra mắt mọi người. Còn Ngô Mi thì vẫn là thân phận cháu gái nuôi, để an toàn cho cô bé, tạm thời họ vẫn giữ bí mật. Cả gia đình ngồi trong phòng khách, sự trở về của Tôn Ái Bình khiến mọi người đều rất vui, cả căn phòng ngập tràn tiếng cười nói. Khi nhìn thấy Ngô Bình với diện mạo mới, ai cũng ngạc nhiên. Vì ngoài Lý Vân Đẩu, Tôn Ái Bình và Ngô Mi ra, không ai biết thật phận thật sự của anh cả. Lý Đông Hưng nhìn Ngô Bình rồi hỏi, bố, ai đây ạ? Lý Vân Đẩu nhìn mọi người một lượt rồi cười nói, chính thức giới thiệu với mọi người, đây là Lý Huyền Bình, là con trai của Niệm Tổ, cháu trai ruột của tôi. Nghe thấy thế, ai nấy đều tròn mắt ngạc nhiên, Lý Đông Hưng nói, bố tìm thấy anh cả rồi ạ. Lý Vân Đẩu gật đầu, anh cả con đã qua đời vì tai nạn rồi, Huyền Bình là con của anh trai con. Lý Hoàng Đào lạnh lùng nhìn Ngô Bình rồi quay ngoắt đi. Lý Thiếu Bác hơn 20 tuổi, trông rất đô con cười nói với Ngô Bình, chú em, sau này mình là người một nhà rồi, có gì cần cứ nói với anh nhé, anh ta nói với giọng như chủ nhà. Ngô Bình gật đầu, không nói gì. Lý Gia Ninh là con gái duy nhất của Lý Vân Đẩu, vì biết cách chăm sóc bản thân nên dù đã ngoài 40, nhưng trông bà ấy chỉ như khoảng 30. Bà ấy đi tới cạnh Ngô Bình rồi vuốt má anh, nói cháu cô đẹp trai quá, đúng là dòng dõi nhà họ Lý có khác. Ngô Bình lễ phép chào hỏi, cháu chào cô. Ừ, Lý Gia Ninh, ngoan, sau này nhất định phải thường xuyên đến nhà cô chơi. Để cô giới thiệu, đây là chồng cô. Chồng Lý Gia Ninh đeo kính, dáng người cao gầy, khoảng hơn 40 tuổi, chào Huyền Bình, chú là Trịnh Tắc Sĩ. Chương 635, thân phận mới. Cháu chào chú, Ngô Bình chào hỏi. Lý Gia Ninh vẫy tay gọi một cô gái khoảng 15 tuổi tới rồi nói, Huyền Bình,
đây là Tình Nhi, con gái cô. Trịnh Tình quan sát Ngô Bình rồi cười nói, chào anh Huyền Bình. Đi sau cô nhóc là một cậu bé khoảng 12, 13 tuổi, nhưng đã cao gần 1m75, cậu bé cũng nói với Ngô Bình, em là Trịnh Hạo Vũ, anh Huyền Bình lớn lên ở đâu ạ? Ngô Bình cười đáp, chào Hạo Vũ, anh sống ở Thiên Kinh. Lý Gia Ninh cười nói, Hạo Vũ, Tình Nhi, sau này hai đứa phải tới chơi với anh nhiều hơn nhé. Lý Đông Hưng cũng bước tới nói, Huyền Bình, chú là Lý Đông Hưng, cứ gọi là chú hai nhé. Ngô Bình, chú hai. Lý Đông Hưng chỉ vào Lý Hoàng Đào rồi nói, đây là Hoàng Đào, năm nay 20 tuổi, chắc cháu lớn tuổi hơn nhỉ. Ngô Bình, vâng, cháu 21 rồi ạ. Lý Đông Hưng nói, Hoàng Đào, chào anh đi con. Lý Hoàng Đào hừ lạnh nói, quen biết gì đâu mà chào ạ. Lý Đông Hưng nổi giận, láo. Sau đó, ông ấy gọi con trai bé là Lý Thụy và con gái Lý Hân tới, Tiểu Thụy, Hân Nhi, chào anh đi các con. Lý Thụy và Lý Hân rất ngoan nên chào hỏi ngay. Lý Triển Đồ đã bị ảnh khống chế suy nghĩ nên cười nói, thiếu bác, con lớn tuổi nhất nên là anh cả, sau này phải chú ý đến Huyền Bình nhé. Ngô Bình vẫn luôn quan sát Lý Triển Đồ nên biết ông ta thật sự đã bị khống chế ý thức. Nhưng con trai ông ta là Lý Thiếu Bác vẫn bình thường, hơn nữa rõ ràng còn chưa biết chuyện gì nên vẫn nhìn anh với ánh mắt thù địch. Lý Thiếu Bác nói, bố yên tâm, nhất định con sẽ để ý đến các em. Lý Vân Đầu vui vẻ nói, để bố giới thiệu một người đẹp nữa. Ông vỗ vào đầu Ngô Mi rồi nói, đây là Ngô Mi, ông đã nhận cô bé làm cháu nuôi, cô bé chính là em gái của thần Y Ngô đấy. Trịnh Tình và Ngô Mi chạc tuổi nhau nên lân la bắt chuyện ngay, chào Ngô Mi. Ngô Mi, chào nhé. Hai cô nhóc nhanh chóng tụm lại một chỗ, Trịnh Tình biết Ngô Mi có thành tích đứng đầu thành phố xong thì vô cùng bái phục, vì thành tích của cô nhóc rất lẹt đẹt, luôn đứng cuối bảng. Sau khi thân thiết hơn, Lý Đông Hưng hỏi, Huyền Bình, cháu tốt nghiệp rồi à? Ngô Bình, vâng ạ, giờ cháu đang tìm việc. Thế hả, Lý Đông Hưng nói với Lý Vân Đầu, bố ơi, hay để Huyền Bình đến công ty nhà mình rèn luyện vài năm, sau đó lên làm quản lý. Lý Vân Đầu nói, Huyền Bình có dự định của mình rồi, không đến công ty đâu. Lý Gia Ninh rất thích người cháu trai này nên hỏi, Huyền Bình, cháu học đại học ở đâu? Ngô Bình, cháu học diễn viên ở Học viện Điện ảnh Thiên Kinh ạ. Lý Gia Ninh sáng mắt lên, cháu tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Thiên Kinh à. Giỏi quá, cháu đẹp trai thế này, chắc chắn sẽ nổi tiếng. Lý Hân chớp mắt nói, anh Huyền Bình, anh học đạo diễn ạ. Thế anh đã có bộ phim nào chưa? Ngô Bình, anh mới quay các thước phim ngắn thôi, chứ chưa có bộ phim nào. Trịnh Hạo Vũ hỏi, anh Huyền Bình, chắc các bạn học của anh có nhiều người nổi tiếng lắm nhỉ? Anh có biết Lâm Băng Tiên không? Ngô Bình cười nói, có, bọn anh là bạn mà. Lý Hoàng Đào cười lạnh nói, anh kêu quen Lâm Băng Tiên á. Chém vừa thôi. Lâm Băng Tiên đang hoạt động trong công ty của Diệp Huyền, giờ đã là nghệ sĩ hạng A, mức cát xê rất khủng. Lý Đông Hưng cau mày, Hoàng Đào, con ăn nói kiểu gì thế? Mau xin lỗi anh đi. Lý Hoàng Đào, con nói đúng mà, sao phải xin lỗi? Trịnh Hạo Vũ rất thích Ngô Bình nên nói, anh ơi, anh chứng minh cho anh ấy thấy đi. Ngô Bình cười hỏi, em bảo anh chứng minh kiểu gì? Trịnh Hạo Vũ, thì anh gọi video cho Lâm Băng Tiên, thế là chứng minh được rồi. Ngô Bình gật đầu, có lý. Anh lấy điện thoại ra rồi gửi một tin nhắn cho Lâm Băng Tiên trước, nói qua về tình hình hiện tại, đồng thời thông cho cô ấy biết thân phận hiện giờ của mình là Lý Huyền Bình. Lâm Băng Tiên đang nghỉ trong lúc quay phim. Nhận được tin nhắn của Ngô Bình thì vui vẻ đồng ý ngay. Ngô Bình gọi video cho cô ấy, ngay lập tức có một cô gái xinh đẹp như tiên dáng trần xuất hiện trên màn hình điện thoại, Lâm Băng Tiên mặc đồ cổ trang rồi cười nói, anh Huyền Bình, lâu lắm mới gặp nhỉ. Ngô Bình nói, Băng Tiên, dạo này em thế nào? Lâm Băng Tiên, em ổn, khi nào anh về Thiên Kinh? Ngô Bình, dạo này anh hơi bận, khi nào rảnh sẽ tới tìm em? Trịnh Hạo Vũ nhìn Lâm Băng Tiên trên màn hình điện thoại rồi vẫy tay, chào chị, em là fan của chị, em là Trịnh Hạo Vũ. Lâm Băng Tiên mỉm cười, chào nhóc. Trịnh Hạo Vũ kích động đến nỗi cười ngây ngốc. Lý Hoàng Đào hơi ngạc nhiên, sau đó nhăn nhó mặt mày, tên này cố ý làm cậu ta mất mặt mà. Cậu ta lạnh giọng nói, chỉ là một diễn viên thôi mà, cỡ này tôi chỉ cần vẫy tay một cái là cả chục cô chạy tới. Ngô Bình cau mày, Lý Hoàng Đào đúng là loại vô học. Lý Đông Hưng bực mình mắng, ăn nói thế à, cút ra ngoài ngay. Một người phụ nữ đứng sau ông ấy chợt lên tiếng, Hoàng Đào,
con cứ đứng đấy, để mẹ xem ai dám đuổi con nào. Người phụ nữ môi mỏng, mày nhỏ, trông chỉ như mới hơn 30 tuổi, nhưng thực chất đã ngoài 40, đây chính là Vương Cầm Cầm, mẹ của Lý Hoàng Đào. Lý Đông Hưng quanh năm đau ốm, trong khi nhà họ Vương lại rất mạnh ở Vân Đông nên luôn sợ vợ. Chỉ cần Vương Cầm Cầm nói một câu, ông ấy sẽ không dám cãi lại, mà chỉ thở dài. Cả gia đình đoàn tụ, nhưng bầu không khí lại không mấy êm ấm, vì Vương Cầm Cầm và Lý Thiếu Bác luôn có ác ý với Ngô Bình. Điều này cũng dễ hiểu thôi, sự xuất hiện của Ngô Bình ảnh hưởng đến việc phân chia tài sản. Thậm chí, khéo Lý Vân Đầu còn yêu ái anh hơn vì anh đã lưu lạc bên ngoài nhiều năm. Ăn uống xong thì đã là buổi chiều, Lý Thiếu Bác chợt nói với Ngô Bình, Huyền Bình, chiều anh dẫn chú đi chơi nhé. Ngô Bình đang định từ chối, dẫu sao sớm muộn Lý Thiếu Bác cũng bị loại trừ nên anh không muốn phí thời gian với anh ta. Nhưng anh đã nhìn thấy một tin nhắn mà Lý Thiếu Bác vừa nhận được, nội dung tin nhắn là bảo Lý Thiếu Bác dẫn anh ra ngoài, sau đó để họ xử lý. Ai là người gửi tin nhắn này? Mục đích họ dụ anh ra ngoài là gì? Ngô Bình nói, vâng, em cũng đang muốn đi dạo quanh Vân Đông. Lý Vân Đầu đương nhiên không lo lắng, cháu ông ấy đã ở cảnh giới nhân tiên, dù Lý Thiếu Bác định giở trò cũng vô dụng, hai đứa đi đi, đừng về muộn quá nhé. Ngay sau đó, Lý Thiếu Bác đã lái xe đưa Ngô Bình rời đi. Ngô Bình ngồi trên xe nghịch điện thoại, Lý Thiếu Bác quan sát anh qua gương chiếu hậu rồi lộ ra vẻ nham hiểm. Ngô Bình đang liên lạc với tổng bổ của Tiên Cơ ở Vân Đông, anh sắp là nhân vật chủ chốt của Tiên Cơ, thông báo bổ nhiệm sẽ có trong nay mai, và anh sẽ ngang hàng với Dương Mộ Bạch. Nhiệm vụ chính của Tiên Cơ là tìm và khai phá động phủ, di tích và các cơ quan mới xây dựng gần đây. Chi nhánh Tiên Cơ ở Vân Đông phụ trách toàn bộ khu Lĩnh Nam nên có tên là Lĩnh Nam Tư. Biết Ngô Bình đã đến nên cả tổ chức đều kinh động. Ngô Bình nói ngày mai mình sẽ tới. Chiếc xe nhanh chóng đến một nơi hoang vắng, sau đó đi vào vùng núi, đường đi rất gập ghềnh. Ngô Bình nhìn ra ngoài cửa sổ rồi hỏi, mình đi đâu đây? Lý Thiếu Bác, anh cho chú đi ăn đồ rừng. Ngô Bình, thế à? Ngon đấy, em rất thích ăn đồ rừng. Chương 636, tâm ý thích giáp. Lý Thiếu Bác lái xe đến một ngôi chùa cổ rất đổ nát, xung quanh không một bóng người. Anh ta dừng xe, Ngô Bình hỏi, ở đây có đồ rừng ư? Đương nhiên, xuống xe đi Huyền Bình, Lý Thiếu Bác nhìn Ngô Bình với ánh mắt khó chịu và sát ý. Ngô Bình mạnh dạn xuống xe, sau đó nhìn ngó xung quanh rồi nói, đây là một ngôi chùa bỏ hoang. Lý Thiếu Bác, anh dẫn em đến đây làm gì? Lý Thiếu Bác vỗ tay, cửa chùa bị ai đó đẩy mở, có hai người bước ra. Hai người họ gồm một người đàn ông trung niên ngoài 40 và một ông lão hơn 70. Người đàn ông mặc áo bào, tay cầm một cái chuông đồng. Tay còn lại giấu trong ống tay áo. Nhìn thấy ông lão kia, Lý Thiếu Bác vội bước tới rồi thân thiết gọi ông nội. Ông lão hiền từ vỗ vai anh ta, Thiếu Bác, cháu làm tốt lắm. Ngô Bình híp mắt lại rồi hỏi ông lão, ông là ai? Ông lão, tính ra cậu cũng phải gọi tôi là ông đấy. Ngô Bình, ông là Lý Vân Thành ư? Ông lão đáp, đúng. Ngô Bình liếc nhìn Lý Thiếu Bác rồi lại nhìn Lý Vân Thành. Sau đó lạnh giọng nói, thì ra Lý Thiếu Bác là cháu trai ruột của ông, vậy thì Lý Triển Đồ chính là con trai ông ư. Lý Vân Thành, cậu thông minh lắm, bảo sao Lý Vân Đầu lại coi trọng như vậy. Nhưng Lý Triển Đồ không phải con trai tôi, sau khi con trai của Lý Triển Đồ ra đời, tôi đã cho người đánh cháu, đổi thành cháu trai của tôi, hay chính là Thiếu Bác của bây giờ. Ngô Bình thở dài nói, ông làm thế làm gì? Lý Vân Thành hừ nói, đương nhiên để chiếm tài sản của nhà họ Lý rồi. Tôi đã cài Lý Triển Đồ và Thiếu Bác vào nhà họ Lý, không lâu nữa, tôi sẽ nắm toàn bộ quyền hành trong tay. Ngô Bình hỏi, ra là thế, ông lừa tôi đến đây để giết tôi hả? Lý Vân Thành lắc đầu, không, tôi sẽ không giết cậu, vì làm thế thì rách việc lắm. Đây là đại sư hoàn thuật mà tôi mời đấy, ông ấy sẽ khống chế suy nghĩ của cậu. Sau đó, cậu sẽ ở cạnh Lý Vân Đầu và tự sát trước mặt ông ta. Như vậy thì ông ta không thể nào nghi ngờ tôi được. Ngô Bình bình thản nhìn lão ta rồi nói, ông tôi bảo dù ông không phải người tốt, nhưng làm gì cũng có chừng mực. Nhưng xem ra ông tôi sai rồi, ông không hề biết điều chút nào. Lý Vân Thành hừ nói, chỉ cần thành công thôi, chừng mực với biết điều làm gì. Lão ta vẫy tay, đại sư ma, lên. Người đàn ông trung niên lắc cái chuông rồi thò tay còn lại ra khua múa trước mặt Ngô Bình. Thường thì chỉ cần ông ta làm vậy là có thể thôi miên người khác. Nhưng lần này thì không. Mắt Ngô Bình vẫn sáng ngời như thường,
anh lạnh giọng nói, thế mà cũng đòi gọi là hoan thuật ư. Dứt lời, anh điểm một ngón tay vào mi tâm người đàn ông ta đờ ra rồi lập tức rơi vào ảo giác. Ông ta chợt hét lên rồi nhảy xuống núi như đã phát điên. Thấy thế, Lý Vân Thành nghệt mặt ra, lão ta hoảng sợ nói, cậu cũng là thầy hoan thuật ư. Ngô Bình điểm vào mi tâm lão ta, sau đó niệm chú thi triển khối lỗi thuật, để khống chế lão ta tạm thời. Lý Thiếu Bác sợ tái mặt, đứng chôn chân tại chỗ, chờ Ngô Bình khống chế Lý Vân Thành xong mới nói, khốn kiếp, mày đã làm gì ông tao? Ngô Bình lại điểm vào mi tâm anh ta, làm Lý Thiếu Bác ngã ra đất rồi sùi bọt mép. Mãi sau đó, anh ta không thể nói hay cử động được. Anh nói với Lý Vân Thành, Lý Vân Thành, tôi là chủ nhân của ông phải phục tùng tôi. Lý Vân Thành, vâng, thưa chủ nhân. Ngô Bình hỏi lão ta, hiện giờ, tổng tài sản của Nam Viện là bao nhiêu? Lý Vân Thành, khoảng 150 tỷ. Cụ thể là như thế nào? Ngô Bình hỏi tiếp. Lý Vân Thành nói cho anh biết sản nghiệp lớn nhất của Nam Viện nhà họ Lý là xí nghiệp pin, mới nổi lên gần đây, doanh thu cả 100 tỷ, lãi cả chục tỷ, giá trị xí nghiệp đã lên tới hơn 300 tỷ. Nam Viện là cổ đông chính của dự án pin năng lượng với 50% cổ phần. Có thể nói, đây là sản nghiệp cá kiếm nhất của Nam Viện, nếu không có nguồn thu từ đây thì Nam Viện phá sản lâu rồi. Ngô Bình, ông chuẩn bị một chút đi, trong vòng 3 ngày phải chuyển hết cổ phần của xí nghiệp này cho tôi với giá 50 tỷ. Sau khi nhận được khoản tiền này thì ông cháu ông phải rời khỏi đây luôn, đến nơi khác mà sống. Vâng, Lý Vân Thành đáp. Lý Vân Thành gọi người khiêng Lý Thiếu Bác đi, còn Ngô Bình thì quay lại xe rồi nói ảnh, anh đến lúc nào thế? Ảnh lập tức xuất hiện rồi nói, cậu chủ hiền quá, chẳng những không giết Lý Thiếu Bác, mà còn tha cho Nam Viện đường sống và cho họ 50 tỷ. Ngô Bình, dù gì thì đó cũng là anh cùng cha khác mẹ với ông tôi không thể ra tay quá tàn nhẫn được. Ảnh, cậu chủ nói đúng, từ giờ nhà họ Lý không còn Nam Viện nữa rồi. Đúng lúc này, Ngô Bình nhận được điện thoại của Ngô Mi, cô bé nói, anh ơi, Lý Hoàng Đào dẫn Mỹ Ngọc ra ngoài rồi. Ngô Bình cau mày, cậu ta dẫn Mỹ Ngọc đi đâu? Bà không ngăn cản à? Ngô Mi, ông với bà ở phòng khác, em không dám cản nên đành gọi cho anh. Ngô Bình, anh biết rồi. Ngắt máy xong, Ngô Bình thở dài, đúng là hồng nhan họa thủy, mới tới ngày đầu tiên đã có chuyện rồi. Ảnh, cậu chủ cần tôi giúp không? Ngô Bình xua tay, không, anh đi bảo vệ ông bà tôi đu, chuyện này nhỏ thôi. Ảnh đi rồi, Ngô Bình lái xe về Sơn Trang, sau đó lần theo dấu vết của Lý Hoàng Đào. Nửa tiếng sau, anh đã tới một khách sạn, xe của Lý Hoàng Đào đang đỗ ngay bên ngoài. Ngô Bình đã trở lại diện mạo bình thường, anh bước nhanh vào sảnh rồi nói, chủ của chiếc xe bên ngoài ở phòng nào. Chủ khách sạn là một người phụ nữ mập mạp khoảng 4, 50 tuổi, bà ta lừ mắt nói, tôi không biết. Ngô Bình rút một tờ tiền giá trị cao đập lên mặt bàn rồi nói, giờ biết chưa? Người phụ nữ lập tức mỉm cười rồi cất tiền đi, nói, phòng 207 trên tầng 2, họ mới vào 10 phút thôi. Ngô Bình lập tức chạy lên phòng đó mở cửa, ngay sau đó anh đã thấy Lý Hoàng Đào đang quỳ dưới đất, hai tay sưng phù, đau đến mức vã mồ hôi. Xin lỗi, tôi sai rồi, tha cho tôi, cậu ta cầu xin. Mỹ Ngọc đứng trong góc phòng, quần áo xộc xệch, mắt đờ ra nhìn Lý Hoàng Đào. Thấy Ngô Bình vào, cô ấy chạy nhanh tới trốn sau lưng anh. Ngô Bình hỏi, Mỹ Ngọc, cô không sao chứ? Cô ấy lắc đầu, tôi không sao. Ngô Bình đá cho Lý Hoàng Đào một phát rồi quát, không biết Mỹ Ngọc là người được tôi bảo vệ hay sao mà dám động vào cô ấy. Cậu chán sống rồi à? Lý Hoàng Đào van nài, đau quá, tôi đau sắp chết rồi. Thần y Ngô, cứu tôi với. Ngô Bình cười lạnh, đáng đời. Không cho cậu một bài học thì cậu không yên thân được. Dứt lời, anh dẫn Mỹ Ngọc đi. Ra khỏi khách sạn, Ngô Bình tò mò hỏi, Mỹ Ngọc, đại sư Thanh Liên đã hạ ám thủ trên người cô à? Mỹ Ngọc lắc đầu, tôi không biết, ban nãy tên đó bắt nạt tôi, da tôi tự nhiên mọc gai, hắn bị gai đâm rồi kêu oai oái. Ngô Bình chẹp miệng, đúng là Bồ Tát sống có khác. Siêu thật. Mỹ Ngọc, anh Ngô, các cái gai ấy là gì? Sao chúng lại mọc ra? Ngô Bình cười đáp, đó là tâm ý thích giáp, là một loại pháp khí kỳ diệu. Khi cô quá sợ hãi hoặc căng thẳng thì chúng sẽ mọc khắp người để chống lại kẻ thù. Gai có độc nên ai dính phải sẽ bị đau 3 tháng. Đau chết đi sống lại luôn. Chương 637, mua thuốc. Mỹ Ngọc thẫn thờ nói, người ban nãy phải đau đến 3 tháng, liệu có xảy ra chuyện gì không?
Ngô Bình khẽ thở dài, trong lòng tự nhủ ni cô này đúng là quá lương thiện. Anh đáp, yên tâm đi, không chết được đâu. Ngô Bình đi bộ tới đây, nơi này cách nhà khá xa nên anh gọi một chiếc taxi để đưa Mỹ Ngọc trở về biệt thự. Trước cửa biệt thự, Tôn Ái Bình đang lo lắng chờ đợi. Nhìn thấy Mỹ Ngọc bình an trở về, bà ấy mới thở phào, vội vã hỏi, Mỹ Ngọc, cháu không sao chứ? Mỹ Ngọc gật đầu, bà nội, cháu không sao, anh Ngô Bình đã cứu cháu. Tôn Ái Bình nhìn Ngô Bình, áy náy nói, Tiểu Bình, là bà đã nghĩ sai cho cháu. Ngô Bình lắc đầu, việc này không thể trách bà nội được. Đây vốn là bổn phận của cháu, là do cháu không cẩn thận. Nghĩ ngợi một lát, anh nói với Mỹ Ngọc, trong lúc ở Vân Đông, cô phải theo sát, không được rời tôi nửa bước rõ chưa? Mỹ Ngọc chớp chớp mắt, gật đầu đáp vâng. Ngô Bình kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Lý Vân Đầu nghe, Lý Vân Đầu nghe xong thì tức đến nỗi toàn thân run lên bần bật. Ông ấy đập mạnh bàn, quát thằng khốn nạn, ông nhất định sẽ đánh chết nó. Vợ chồng Lý Đông Hưng cũng đang ở đó. Vương Cầm Cầm lạnh lùng nói, bố, Hoàng Đào chẳng phải cháu trai ruột của bố sao? Vậy mà bố lại đòi đánh chết nó. Lý Vân Đầu không muốn tranh cãi với con dâu nên chỉ hừ một cái. Nhưng Ngô Bình thì chẳng hề kiêng dè. Anh lạnh lùng nói, quản con trai thím cho chặt vào. Nếu thím không quản được thì để tôi quản hộ. Vương Cầm Cầm nheo mắt lại, đằng đằng sát khí tức giận đáp, con trai tôi mà đến lượt người ngoài như cậu giáo huấn sao? Ngô Bình cười hi hi đáp, thím chắc chắn là không cần tôi quản chứ. Vương Cầm Cầm hừ một tiếng, đáp không khiến. Rất tốt, hy vọng sau này thím không hối hận vì câu nói này, Ngô Bình cười lạnh. 10 phút sau, ngoài cửa vọng tới tiếng kêu gào thảm thiết. Lý Hoàng Đào lao vào bên trong, nước mắt nước mũi giàn giụa, hai tay sưng như cái móng heo, lớp da bên ngoài thì chỗ đỏ chỗ tím ngắt. Mẹ, cứu con với .con đau sắp chết rồi, cậu ta khóc giống lên. Vương Cầm Cầm kinh ngạc, vội vã hỏi, con trai, con làm sao vậy? Lý Hoàng Đào vẫn đang lăn lộn dưới đất, giơ hai tay lên. Sau đó đột nhiên ngồi bật dậy, dập đầu với Ngô Bình, Ngô Thần Y, tôi sai rồi. Cầu xin anh cứu tôi. Hu hu, tôi đau sắp chết rồi. Loại độc này không giết chết người nhưng sẽ tạo ra cảm giác đau đớn vượt quá sức chịu đựng của con người, khiến người ta đau đến nỗi sống không bằng chết. Mới có một lúc mà Lý Hoàng Đào đã không chịu được nữa, ở đó khóc giống lên ăn vạ. Ngô Bình khẽ thở dài đáp, vốn dĩ tôi định giúp cậu, có điều mẹ cậu không cho tôi quản chuyện của cậu. Cho nên tôi cũng đành lực bất tòng tâm. Vương Cầm Cầm sững sờ, bà ta vội vã nói, Ngô Thần Y, xin hãy chữa cho con trai tôi. Tôi nhất định sẽ hầu tạ. Ngô Bình lạnh lùng đáp, ban nãy thím bảo tôi không được quản chuyện của con trai thím, giờ lại bảo tôi phải quản. Có phải não thím uống nước rồi không? Vương Cầm Cầm tức lắm, nhưng vì con trai mình, bà ta chỉ đành nén cơn giận, đáp, Ngô Thần Y, hãy chú ý lời nói của cậu. Tôi đâu có bảo cậu giúp không, sau khi xong việc tôi nhất định sẽ hầu tạ. Ngô Bình điềm nhiên đáp, muốn cứu cậu ta cũng không phải là không có cách. Có điều cần dùng tới một số loại dược liệu cực kỳ đắt đỏ, tôi e là thím không mua nổi. Nhắc đến tiền, Vương Cầm Cầm cực kỳ tự tin. Bà ta đáp, chuyện dược liệu cậu cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ mua được. Bà ta nghĩ rằng loại dược liệu đắt nhất cùng lắm cũng chỉ vài triệu tệ. Đây đối với bà ta chỉ là chút tiền lẻ. Ngô Bình gật đầu, được, tôi nói, thím hãy ghi lại. Vương Cầm Cầm vội vã sai người giúp việc lấy giấy bút ra ghi lại. Ngô Bình nói, sâm vua nhị phẩm một củ, 7 lạng linh chi vua, 1 quả chu, 1 nanh rắn của dược vương. Đó là những dược liệu chính, ngoài ra còn cần thêm 10 loại dược liệu phổ thông khác bổ trợ. Vương Cầm Cầm ghi lại rồi nói, được, tôi lập tức cho người đi tìm dược liệu. Bà ta lập tức sai quản gia ra ngoài tìm thuốc, nhưng chưa được 10 phút sau thì quản gia đó đã quay trở lại, vẻ mặt vô cùng phức tạp ghé vào tai Vương Cầm Cầm thì thầm mấy câu. Vương Cầm Cầm kinh ngạc. Sau đó giận dữ nhìn Ngô Bình, những dược liệu cậu liệt kê vốn dĩ không thể nào mua nổi. Ngô Thần Y, cậu đang đùa với tôi sao? Ngô Bình, đùa với thím. Đùa với thím chẳng thà tôi đùa với khỉ còn hơn. Tôi không có hơi sức mà làm việc đó. Lý Đông Hưng thấy con trai mình đau đớn như vậy thì bước tới trước mặt Ngô Bình cầu xin. Ngô Thần Y, xin hãy nể mặt chú mà cứu Hoàng Đào. Ngô Bình thở dài đáp, không phải cháu không muốn giúp mà thực sự là những dược liệu kia quá đắt đỏ. Cháu cũng không còn cách nào. Vương Cầm Cầm, phương thuốc của cậu vốn không hề tồn tại. Cậu không muốn chữa bệnh cho con tôi thì có. Ngô Bình đáp, vậy sao? Vậy thì chờ một chút. Ngô Bình đi vào trong phòng,
khi trở lại trong tay anh đã cầm một củ sâm vua nhị phẩm, một ít linh chi vua, một quả chu và nanh rắn lấy từ dược vương. Những thứ này vô cùng kỳ diệu, cho dù là vương cầm cầm một người không hiểu gì về y thuật nhìn vào cũng biết đây không phải những dược liệu thông thường. Ngô Bình lấy ra củ sâm vua, nói, đây chính là sâm vua nhị phẩm. Giá cả của nó vào khoảng 15 tỷ tệ. Lý Đông Hưng xá lại gần thì ngửi thấy một mùi thơm vô cùng thanh khiết, khiến tinh thần ông ấy cảm thấy rất thoải mái. Ông ấy kinh ngạc hỏi, đây chính là sâm vua sao? Ngô Bình lại lấy linh chi vua ra, toàn thân cây linh chi này có màu trắng như ngọc, mùi thơm càng khiến người ta động lòng. Anh nói, linh chi vua này có giá ít nhất là 11 tỷ tệ. Vương Cầm Cầm và Lý Đông Hưng đưa mắt nhìn nhau. Vương Cầm Cầm cắn răng hỏi, chữa bệnh cho con trai tôi nhất định phải dùng những dược liệu này sao? Ngô Bình, trình độ của tôi có hạn, chỉ có mấy loại dược liệu này mới chữa được. Nếu thím không nỡ tiêu tiền thì xin mời đi tìm cao nhân khác. Lý Đông Hưng do dự một lát rồi hỏi, Ngô Thần Y, bốn loại dược liệu này tổng cộng bao nhiêu tiền? Ngô Bình, quả chu 10 tỷ tệ, nanh rắn 1 tỷ tệ. Tất cả bốn loại dược liệu cộng lại là 44 tỷ. Cộng thêm 1 tỷ tệ tiền phí chẩn đoán bệnh là 45 tỷ tệ. Vương Cầm Cầm nghe xong cái giá mà ngã ngồi ra đất. Bà ta giận dữ quát lớn, cậu đang lừa nhà họ Lý chúng tôi phải không? Ngô Bình cười lạnh, sau câu nói này của thím, giá đã tăng lên 50 tỷ tệ. Các người thích chữa thì chữa, không thích thì thôi. Vương Cầm Cầm lúc này đột nhiên khóc giống lên, chạy tới trước mặt Lý Vân Đầu, quỳ sụp xuống, bố, cậu ta là cháu trai nuôi của bố phải quản chuyện này chứ. Lý Vân Đầu hừ lạnh đáp, những dược liệu này đều là Ngô Bình khó khăn lắm mới thu thập được. Chẳng lẽ cô đòi phải tặng không cho nhà cô? Vương Cầm Cầm, nhưng hơn 40 tỷ tệ là quá đắt. Những loại dược liệu này chắc chắn không đáng từng đó tiền. Ngô Bình thản nhiên đáp, thím chê đắt thì có thể tự đi mua. Dù gì con trai thím cũng chưa chết ngay được đâu. Vương Cầm Cầm lại tiếp tục khóc giống lên khiến Lý Vân Đầu vô cùng bực mình. Ông ấy đành nói với Ngô Bình, Tiểu Bình, ngoài cách dùng những loại dược liệu này, liệu còn cách nào trị bệnh nữa không? Ngô Bình nhún vai, ông nội, phí điều trị cháu có thể không thu, nhưng giá của những loại dược liệu này ông cũng biết rõ. Giá cháu đưa ra đã là giá thấp nhất rồi. Thấy Ngô Bình vẫn không chịu nhượng bộ, Lý Đông Hưng cắn răng nói, Ngô Thần Y, hơn 40 tỷ nhà chú nhất thời không thể lấy ra được ngay. Có thể cho chú vài ngày được không? Ngô Bình đáp, không có đủ tiền mặt cũng không sao. Nhà chú chẳng phải có rất nhiều cổ phần trong các công ty lớn hay sao? Có thể đem cổ phần đó chuyển cho cháu, hoặc là các tài sản khác dưới tên người nhà chú cũng có thể chuyển cho cháu là được. Vương Cầm Cầm lập tức thét lên chói tai, không đời nào, đừng kẻ nào mơ đụng tới cổ phần và tài sản của tôi. Ngô Bình cười lạnh, vậy đưa tiền cũng được, 44 tỷ tệ, một xu không được thiếu. Vương Cầm Cầm sững người, sau đó lại tiếp tục khóc giống lên. Ngô Bình liền kéo Ngô Mi sang phòng khác. Mấy phút sau Lý Vân Đầu đi vào phòng. Ông ấy nói, Tiểu Bình, cháu đang muốn trị Hoàng Đào một vố sao? Lý Vân Đầu cực kỳ thông minh nên ông ấy sớm đã nhận ra dụng ý của Ngô Bình. Ngô Bình gật đầu, ông nội, ông thế này không được đâu. Cứ thế này thì sớm muộn gì cũng hại chết nhà họ Lý mất. Lần này ông không được mềm lòng, việc cứ để cháu giải quyết. Cháu nhất định sẽ trị cho thím hai và Hoàng Đào một trận nên thân. Lý Vân Đầu gật đầu, được rồi. Chỉ cần không ảnh hưởng đến tính mạng của ai thì cháu cứ làm theo cách của cháu, ông nội sẽ ủng hộ. Chương 638, quyền ý viên mãn. Ngô Bình mắt không thấy thì tai không đau. Anh gọi Mỹ Ngọc, bà nội và Ngô Mi tới cùng chơi mạt chược. Sau khi chơi được vài ván thì Lý Đông Hưng đi vào phòng. Ông ấy cúi đầu, thở dài nói với Ngô Bình, Ngô Thần Y, nhà chú đồng ý chuyển nhượng cho cháu các tài sản dưới tên gia đình chú. Ngô Bình ừm một tiếng rồi hỏi, là công ty nào vậy? Lý Đông Hưng, dưới tên người nhà chú có một tòa cao ốc văn phòng ở Cảng Thành. Giá của nó vào khoảng 30 tỷ tệ. Nam Đô có một trung tâm thương mại, giá vào khoảng 13 tỷ tệ. Ngoài những tài sản trên, chú sẽ đưa thêm cho cháu 1 tỷ tệ tiền mặt. Ngô Bình biết hai sản nghiệp này là của riêng gia đình Lý Đông Hưng. Anh gật đầu đáp, được, vậy chúng ta đi làm thủ tục sang tên trước. Một tiếng sau, luật sư của gia đình Lý Đông Hưng đến để giúp Ngô Bình thực hiện thủ tục chuyển giao tài sản. Trước khi chuyển giao tài sản, anh châm cứu giảm bớt cơn đau cho Lý Hoàng Đào. Thủ tục đổi chủ khá phức tạp, trước tiên anh phải đi tới Nam Đô một chuyến để chuyển trung tâm thương mại ở đây thành tên anh.
Ngày mai anh còn phải đi một chuyến đến Cảng Thành để làm nốt thủ tục chuyển nhượng tòa cao ốc văn phòng kia. Tòa cao ốc này sẽ đứng tên Ngô Mi. Gia đình Lý Đông Hưng tổn thất vô cùng nặng nề, nhưng bọn họ không còn cách nào. Nếu không đưa tiền thì Ngô Bình sẽ không chữa bệnh, họ cũng không thể đứng nhìn con trai mình đau đớn đến chết. Đêm xuống, ở nhà Lý Đông Hưng, Lý Đông Hưng thẫn thờ ngồi trên sofa, cúi gằm mặt xuống. Vương Cầm Cầm đáng lẽ phải vô cùng tức giận la hét sùm thì lúc này lại im lặng bất thường. Lý Hoàng Đào đã đỡ đau hơn trước, nhưng cơn đau vẫn vô cùng dữ dội khiến cậu ta một chốc lại rên hừ hừ. Lý Đông Hưng suy nghĩ một lát, sau đó thận trọng nói với Vương Cầm Cầm, Tiểu Cầm, bà đừng giận nữa. Sản nghiệp không còn nhưng có thể gây dựng lại. Vương Cầm Cầm đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn ông ấy, ánh mắt đầy oán hận khiến Lý Đông Hưng không thể nói tiếp nữa. Vương Cầm Cầm nghiến răng, gằn từng chữ, Vương Cầm Cầm này chưa bao giờ phải chịu thiệt như thế này. Ngô Bình này dám chơi tôi nhất định sẽ khiến hắn phải ân hận. Lý Đông Hưng kinh ngạc, vội vã nói, Tiểu Cầm, bà đừng làm bậy. Ngô Thần Y là nhân tiên, người thường chúng ta đấu không lại đâu. Vương Cầm Cầm cười lạnh, ông coi nhà họ Vương chúng tôi là gì chứ? Lý Đông Hưng sững lại, nhớ ra chú của Vương Cầm Cầm là một cao thủ của chùa Đại Thiên. Ông ấy vội nói, bệnh của tôi là Ngô Thần Y chữa khỏi, bà đừng gây hấn với cậu ấy. Câm miệng, Vương Cầm Cầm nhìn Lý Đông Hưng bằng ánh mắt căm hận, đừng có chõ mũi vào chuyện này. Lý Đông Hưng thở dài, không dám nói thêm gì nữa. Trong một cái sân yên tĩnh bên trong biệt thự, Ngô Bình đang ngồi thiền. Mỗi tay anh cầm một viên tinh thạch linh hồn, hồn lực tiên thiên bên trong khối tinh thạch này không ngừng đi vào trong cơ thể anh. Kết hợp thêm phương pháp hít thở vô song, chỉ khoảng 3 tiếng sau là hai khối tinh thạch trong tay anh đã hóa thành màu xám đen. Toàn bộ hồn lực tiên thiên trong tinh thạch đã bị anh hút hết, đi vào thần hồn của anh. Hiện giờ, hồn lực trong thần hồn của anh đã gần đạt đến mức viên mãn. Anh đánh thức quyền ý, bắt đầu luyện Ngũ Long Thánh Quyền trong sân. Ngũ Long Thánh Quyền này anh đã luyện từ lâu, sớm đã thuần thục. Giờ anh kết hợp với quyền ý, thi triển từng chiêu thức một. Đi xong hai bài quyền, anh cứ cảm thấu thiếu gì đó. Thứ cốt lõi nhất của Ngũ Long Thánh Quyền là long hình. Tứ chi và phần thân chính là 5 con rồng. Cái gì là rồng, Ngô Bình tự hỏi bản thân, nhưng anh cũng chưa trả lời được. Trầm ngâm vài giây xong anh lấy ra viên long châu. Anh điều khiển cho viên long châu bay trước mặt mình. Sau đó anh dùng mắt thấu thị quan sát thế giới bên trong viên long châu. Bên trong có một con rồng vô cùng oai hùng và bá đạo. Ngô Bình quan sát thật kỹ nhất cử nhất động của rồng. Cứ quan sát một hồi lâu rồi anh cũng cử động theo, từng động tác mô phỏng hình rồng trong viên long châu. Trong thế giới hiện tại, e là không có ai từng được nhìn thấy rồng nữa bởi chủng loài này đã sớm tuyệt diệt. Nhưng Ngô Bình nhờ có mắt thấu thị mà quan sát được một con rồng thực sự. Quyền pháp của anh càng lúc càng nhanh, cơ thể càng lúc càng mềm dẻo. Thậm chí, cả tốc độ hít thở và tuần hoàn máu cũng nhanh hơn, càng lúc càng giống loài rồng. Khi tốc độ đã đẩy nhanh tới một mức độ nhất định thì anh lại đột nhiên chậm lại. Từng chiêu thức chậm rãi như ốc sên nhưng lại chứa đựng sức mạnh kinh hoàng. Sau khi luyện một hồi, Ngô Bình đột nhiên mỉm cười rồi thu quyền lại. Lúc này cả quyền ý và khí thức của anh đều quay trở lại đan điền. Anh đứng yên tại đó, rơi vào trạng thái thiền sâu. Vài giờ sau, mặt trời lên. Khi tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu lên cơ thể anh khẽ mở mắt ra rồi ngân nga một tiếng. Lúc này, quyền ý của anh cuối cùng đã viên mãn. Khí thức của anh hùng mạnh như rồng. Đợi khi khai mở thần khiếu xong là có thể hợp nhất quyền ý và thần niệm, đúc kết thành võ hồn, anh lẩm bẩm. Đột nhiên cửa mở ra, Mỹ Ngọc cầm một hộp cơm bước vào. Dưới ánh nắng mai, cô ấy đẹp đến mê người. Cô ấy cười nói, anh Ngô, tôi đưa đồ ăn sáng tới cho anh. Ngô Bình, cảm ơn. Ngô Bình về phòng rửa mặt, sau đó đi ăn sáng. Mỹ Ngọc ngồi bên cạnh anh, ánh mắt như đang bối rối. Cô gái này không thể nào giấu nổi tâm sự của mình, đôi mắt to cứ nhìn qua nhìn lại, rõ ràng là có chuyện gì đó muốn nhờ anh. Ngô Bình đặt đôi đũa xuống, nói, Mỹ Ngọc, có chuyện gì cô cứ nói đi. Tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cô. Mỹ Ngọc cười đáp, anh Ngô, tối hôm qua tôi nói chuyện với Tiểu Mi. Tiểu Mi nói tôi nên đi học. Ngô Bình ngẩn người, đi học sao? Anh hỏi Mỹ Ngọc, năm nay cô bao nhiêu tuổi? Mỹ Ngọc, tôi 19 tuổi. 19 tuổi mà học đại học thì cũng không coi là muộn. Nhưng cô chưa từng đi học, trong thời gian ngắn có thể học bù chương trình của những lớp dưới được không? Lúc này Ngô Mi bước vào,
Cô bé cười nói, anh yên tâm đi. Chị Mỹ Ngọc còn thông minh hơn em đấy. Ngô Bình vô cùng ngạc nhiên, thông minh hơn cả em sao? Ngô Mi gật đầu, anh, em chỉ cần dạy một lần là chị ấy có thể làm được một câu vật lý cực kỳ khó. Còn nữa, chị ấy nhìn qua một lần là nhớ. Đoạn văn cực kỳ dài và khó, chỉ cần đọc hai lần là thuộc, hơn nữa đọc ngược lại cũng trôi chảy không kém. Ngô Bình sững sờ không ngờ Nico này lại lợi hại đến vậy. Anh nhìn Mỹ Ngọc, suy nghĩ một lát rồi nói, nếu cô đã muốn đi học như vậy thì tôi sẽ sắp xếp cho cô đi học ở trường cấp 3 số 1 trong huyện. Hè năm nay sẽ tham gia thi đại học, vậy có được không? Mỹ Ngọc rất vui, vội vã đáp, được, cảm ơn anh. Ngô Bình xua tay đáp, giờ thì đi chơi đi, đừng làm phiền tôi. Ngô Bình vừa viên mãn được quyền ý nên tâm trạng rất tốt. Sau khi ăn sáng xong, anh lái xe tới cảng thành để làm thủ tục sang tên tòa cao ốc văn phòng. Chương 639, phản đòn tàn nhẫn. Đây không phải lần đầu Ngô Bình đến cảng thành nên anh đã làm giấy thông hành từ trước rồi. Lái xe mất chừng 2 tiếng, sau đó anh cùng luật sư của Vương Cầm Cầm đi tới nơi làm thủ tục sang tên nhà đất. Trong lúc anh đang làm thủ tục thì trong một biệt thự trên đỉnh núi của cảng thành, Vương Cầm Cầm đang nói chuyện với một người đàn ông. Người này không đoán được tuổi tác, khí tức lãnh đạm. Ông ta ngồi đó sừng sững như một ngọn núi khiến người ta ngước nhìn. Vương Cầm Cầm vô cùng cung kính nói, chú à, Ngô Bình đó giờ đang làm thủ tục sang tên rồi. Khi nào chú mới ra tay đây? Người đàn ông kia là chú của Vương Cầm Cầm, cũng là cao thủ đại thiên tự, tên là Vương Trung. Ông ta tinh thông 7 loại tuyệt kỹ của đại thiên tự. Vương Trung Bình thản đáp, người này là nhân tiên. Để ăn chắc, chú sẽ liên thủ với Đặng sư huynh để đối phó cậu ta. Bên cạnh ông ta còn có một người chừng 50 tuổi, dáng hơi gầy, tóc cắt bằng. Vương Cầm Cầm, chú, cháu phải gọi vị tiên sinh này là. Vương Trung đáp, vị sư huynh này của chú giang hồ gọi là Tiểu Vũ Hoàng, là cao thủ võ thần. Hai người bọn chú liên thủ thì Ngô Bình có mạnh hơn nữa cũng chỉ có đường chết. Người này không ai khác chính là Tiểu Vũ Hoàng Trịnh Luân, lần trước Ngô Bình làm ông ta xấu mặt nên giờ được sư đệ mình rủ đối phó với Ngô Bình là ông ta đồng ý ngay. Trịnh Luân khẽ mỉm cười đáp, Ngô Bình đó tôi biết, tu vi của cậu ta không tồi, nghe nói giờ đã là nhân tiên. Có điều chỉ cần chúng ta tính toán cẩn thận thì vẫn dồn được cậu ta vào chỗ chết như thường. Vương Cầm Cầm rất vui mừng, vậy thì tốt quá rồi. Nếu không giết được hắn thì cục tức này cháu nuốt không trôi. Vương Trung đáp, hừ, hắn ta dám ức hiếp nhà họ Vương chúng ta. Nếu không diệt cỏ tận gốc thì nhà họ Vương sau này làm sao đứng vững được. Tiểu Cầm, lát nữa cháu hẹn Ngô Bình kia đến đây. Cứ nói là chuyển nhượng xong thì muốn đưa cậu ta đi xem xét tòa nhà. Cậu ta tới đây rồi bọn chú sẽ xử lý nốt. Vương Cầm Cầm gật đầu như bổ củi, vâng. Sau hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng Ngô Bình cũng làm xong thủ tục chuyển nhượng. Anh đang định về tổng bộ của Thiên Sát thì vị luật sư kia đột nhiên nói, cậu chủ Ngô có muốn tới xem tòa nhà không? Dù gì giờ nó cũng đã là của cậu rồi. Ngô Bình nghĩ cũng có lý nên đáp, được, vậy chúng ta đi xem. Luật sư kia và Ngô Bình lên xe. Luật sư mở định vị ra, cười nói, cậu chủ Ngô, chúng ta đi lấy thẻ ra vào trước để ra vào tòa nhà thuận tiện hơn. Ngô Bình cũng chẳng nghi ngờ gì, lái xe đi theo định vị. Hơn 20 phút sau, chiếc xe đi tới một biệt thự trên núi. Sau khi dừng xe, luật sư nói, cậu chủ Ngô, đã đến đây rồi thì cậu vào uống tách trà nhé. Ngô Bình, không cần đâu, lấy được thẻ tôi sẽ đi luôn. Luật sư, được, vậy xin đợi một lát. Luật sư đẩy cửa đi vào biệt thự còn Ngô Bình ngồi lại trên ô tô nghịch điện thoại. 10 phút sau luật sư kia vẫn chưa ra, Ngô Bình đã hơi mất kiên nhẫn nên gọi điện cho anh ta. Điện thoại không ai nghe. Chẳng còn cách nào, anh đành xuống xe để vào trong tìm người. Anh thấy cổng chính đang mở nên cứ thế đi vào. Luật sư Hầu, anh lớn tiếng gọi nhưng không ai trả lời nên tiếp tục đi vào trong. Đang định đưa tay đẩy cửa bước vào nhà thì đột nhiên quyền ý của anh thức tỉnh và cảm nhận được gì đó. Anh không do dự mà đấm thẳng một quyền về phía cửa. Đoàng! Sau hai cú đấm, cánh cửa to nặng nề phút chốc nổ bùm, một kẻ nào đó đằng sau cánh cửa bị Ngô Bình đánh bay. Ngô Bình nhướng mày, thi triển quỷ thần bộ lao vút lên phía trước. Đúng lúc này, bên cạnh có một cây gậy sắt vung lên nhằm hướng đầu Ngô Bình mà lao tới. Nếu bị cây gậy này đánh trúng thì đúng là nát bét đầu. Ngô Bình giơ tay lên bảo vệ đầu, đỡ đòn hiểm này. Tang! Tiếng kim loại va đập vang lên, cây gậy sắt của đối phương gãy làm đôi.
Ngô Bình lập tức tung một cú đá về hướng đó. Cú đá này anh dùng toàn lực sau khi đã viên mãn quyền ý nên lực mạnh kinh hoàng. Đối phương mắt tối sầm lại, sau đó chân phải kêu rắc một cái, nát vụn đầu gối rồi bay mất luôn nửa cái chân, máu chảy thành sông. Tiếng thét kinh hoàng vang lên, kẻ đánh lén ngã nhào ra đất. Lúc này, Ngô Bình đã nhìn rõ mặt mũi một trong hai kẻ đánh lén mình, chính là Tiểu Vũ Hoàng Đặng Luân. Phải giáp lá cả với Ngô Bình khiến Trịnh Luân lạnh sống lưng, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Lúc ông ta bị đánh bay ra là đã biết không đánh thắng được Ngô Bình. Cho nên ông ta lập tức nghĩ cách chuồn. Thế nhưng giờ chuồn cũng đã muộn, tốc độ phản ứng của Ngô Bình quá nhanh. Sau khi phế chân của Vương Trung, anh bắt đầu truy sát Trịnh Luân. Trịnh Luân lúc này đột nhiên hô lớn, Ngô Bình, là tôi. Ngô Bình không hề dừng lại, tung một chưởng về phía Trịnh Luân. Chưởng anh dùng chính là kinh lôi chưởng, một trong những tuyệt kỹ của chùa Đại Thiền. Đoàng! Ngô Bình dùng lực thiên tinh khai triển chiêu thức này, uy lực lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Chưởng còn chưa tới nơi, Trịnh Luân đã như muốn ngừng thở. Ông ta hét to, không! Rắc! Hai cánh tay Trịnh Luân dùng để đỡ chưởng nát vụn, chưởng của Ngô Bình đi vào cơ thể ông ta. Mỗi lỗ chân lông trên người ông ta đều trào máu. Trịnh Luân bay xa mấy mét, đập vào bức tường trong nhà. Ông ta vừa chạm đất thì chân Ngô Bình cũng hạ xuống, dẫm lên lồng ngực ông ta. Rắc! Cú đạp này anh dùng toàn lực khiến lồng ngực và nội tạng bên trong dập nát, vỡ mạch máu. Máu tươi chảy ra khắp nơi, Trịnh Luân chết ngay tức khắc. Trước khi chết, Trịnh Luân chỉ tay về phía Ngô Bình, muốn nói gì đó nhưng không kịp, tắt thở rồi chết. Ngô Bình mặt không cảm xúc, đi tới chỗ Vương Trung đã bị anh đánh gãy chân. Thấy sức mạnh và cách Ngô Bình ra tay tàn độc như vậy, Vương Trung sợ đến mỗi mặt trắng bệch ra. Ông ta kêu lên, vị bằng hữu này, nghe tôi nói đã. Ngô Bình tung một cú đá, nhắm thẳng vào đầu ông ta. Vương Trung vội vã đưa tay lên che đầu nhưng cú đá này uy lực quá lớn khiến tay ông ta gãy làm đôi, người bay ra xa mười mấy mét. Ông ta đập vào một cây cột bê tông rồi rơi xuống. Ngô Bình không cho ông ta cơ hội nói, liên tục giáng ba cú đạp, đánh gãy hết xương trên người ông ta. Vương Trung lúc này không còn khả năng phản công. Khi anh ra đòn cuối cùng, Vương Trung đã gần như hôn mê. Ngô Bình giáng đòn kết liễu, dẫm nát đầu ông ta. Cảnh tượng trong căn phòng vô cùng kinh dị. Ở trên lan can tầng 2, Vương Cầm Cầm đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Bà ta run rẩy, mặt trắng như tờ giấy, trong mắt là sự khiếp sợ. Bù! Ngô Bình bật nhảy một cái lên không trung, hạ cánh xuống trước mặt bà ta. Anh nhìn Vương Cầm Cầm hỏi, bà muốn giết tôi? Vương Cầm Cầm vội vã xua tay, không, không, không phải tôi. Bốp! Ngô Bình tát cho bà ta ngã lăn ra đất. Một nửa hàm răng của bà ta rụng xuống, bị đánh đến ngơ người. Ngô Bình đá thêm cho bà ta vài cái, Vương Cầm Cầm đau đến tỉnh người. Bà ta kêu rên thảm thiết, cầu xin cậu, xin đừng giết tôi. Tôi sai rồi, hu hu. Ngô Bình mặt vô cảm nhìn Vương Cầm Cầm, anh nắm tóc bà ta, để bà ta nhìn thẳng vào mắt mình rồi chậm rãi nhả từng chữ, bà biết không? Nếu không phải vì nể mặt ông nội thì bà sớm đã thành một cái xác rồi. Có điều tội chết miễn nhưng tội sống không thể miễn, giờ tôi sẽ nguyền rủa bà. Từ nay về sau, cứ mỗi ngày trăng tròn là bà sẽ đau đến chết đi sống lại. Còn nữa, toàn bộ tài sản của bà tại Cảng Thành phải sang tên hết cho tôi. Lập tức đi làm thủ tục đi. Nói rồi, anh nhìn sang luật sư Hầu lúc này đang co rúm lại một góc, hai tay ôm đầu run cầm cập. Luật sư Hầu, anh đã nghe thấy chưa? Ngô Bình hỏi. Nghe, nghe thấy rồi, anh ta run rẩy đáp. Ngô Bình quay sang Vương Cầm Cầm, còn bà thì sao? Vương Cầm Cầm khóc nấc lên, nghe thấy rồi, tôi nghe thấy rồi. Chương 640, em gái giàu có. Hồi bé Vương Cầm Cầm sống ở Cảng Thành nên hầu hết sản nghiệp đều ở Cảng Thành. Ngoài tòa nhà văn phòng sang tên cho Ngô Bình, bà ta còn hơn 300 biệt thự ở Cảng Thành đang được cho thuê, tổng giá trị khoảng 12 tỷ. Cùng với hai khách sạn 5 sao, một công ty trang sức và 47 cửa hàng. Hai khách sạn có giá trị hơn 5 tỷ, công ty trang sức là công ty lên sàn, giá thị trường 3,6 tỷ, còn 47 cửa hàng trị giá gần 10 tỷ. Tất cả sản nghiệp này có lợi ích hàng năm khoảng 3, 4 tỷ, lợi nhuận rất khả quan. Vương Cầm Cầm cảm thấy bi phẫn, tuyệt vọng, bà ta quá sợ hãi, Ngô Bình nói sao thì làm vậy, không dám phản kháng. Chuyển nhượng toàn bộ sản nghiệp rất phiền phức, nên Ngô Bình nhờ Đường Tử Di gọi luật sư. Luật sư vừa đến. Anh bèn bàn giao mọi chuyện cho đối phương xử lý.
anh thì đến trụ sở chính của Thiên Sát ở Cảng Thành. Là ti mệnh của Thiên Sát, khi anh không có mặt, mọi chuyện do Lục Thánh Dương phụ trách. Khi anh xuất hiện, Lục Thánh Dương dẫn đầu các thành viên ra nghênh đón. Ti mệnh, thành viên của Thiên Sát cung kính chào. Ngô Bình chào mọi người rồi đến phòng làm việc. Anh Lục, gần đây mọi chuyện vẫn ổn chứ, anh hỏi. Lục Thánh Dương cười đáp, ti mệnh, tất cả đều ổn. Nhưng có hai chuyện cần báo cáo với ti mệnh. Nói đi. Lục Thánh Dương tiếp tục, chuyện thứ nhất là người Đông Doanh đã bắt đầu bố trí ở Cảng Thành. Trong 12 người đứng đầu của hội tham hợp đã có 7 người bị diệt. Thủ lĩnh Hồng Khôn bị thương nặng. Ngô Bình cau mày, Hồng Khôn bị thương. Lục Thánh Dương trả lời, phải, còn bị thương rất nặng, có lẽ không còn cầm cự được lâu nữa. Ngô Bình hỏi, người Đông Doanh của Cảng Thành thuộc thế lực nào? Lục Thánh Dương đáp, theo chúng tôi điều tra, có lẽ là người của hội Phù Tang. Ngô Bình thắc mắc, hội Phù Tang. Lục Thánh Dương nói, có lẽ hội Phù Tang này có dính dáng đến Cô Ga. Cụ thể vẫn đang được điều tra. Ngô Bình gật đầu, tôi biết rồi. Nói sang chuyện thứ hai đi. Lục Thánh Dương tiếp lời, chuyện thứ hai có liên quan đến ti mệnh. Gần đây Cảng Thành có một nữ đại gia tên là Ngô Ngạo Sương, rất thích đàn ông trẻ trung đẹp trai, tự xưng là em gái ti mệnh. Chúng tôi cảm thấy chuyện này ảnh hưởng đến danh tiếng của ti mệnh, nên... Ngô Ngạo Sương, sắc mặt của Ngô Bình rất khó coi, thầm nghĩ Ngô Ngạo Sương chạy đến Cảng Thành làm gì? Anh hỏi, cô ấy đang ở đâu? Lục Thánh Dương húng hắng, người này sống ở biệt thự đỉnh núi đắt nhất Cảng Thành. Ngô Bình thở dài, hỏi tiếp, cô ấy còn làm gì nữa không? Lục Thánh Dương đáp, Ngô Ngạo Sương giỏi đầu tư lắm, mua cổ phiếu nào là cổ phiếu ấy tăng mạnh. Cô ấy thích cá cược đua ngựa nữa, lần nào cũng thắng. Cô cũng thích đánh bạc và đã thắng rất nhiều tiền. Nhân tiện, cô ấy đã mua một lượng lớn tài sản ở Cảng Thành. Theo ước tính của chúng tôi, tài sản hiện tại của cô ấy đã vượt quá 50 tỷ. Ngô Bình bó tay, Ngô Ngạo Sương muốn làm gì vậy, thiếu tiền đến thế à? Anh không ngồi yên được nữa, đoạn bảo, anh cử ra một người, lập tức đưa tôi đến gặp Ngô Ngạo Sương. Ngô Bình đến nhanh đi vội, ai nấy đều bàn tán xôn xao. Không hổ là ti mệnh, ngay cả em gái cũng lợi hại như vậy. Đừng nói nữa, không thấy sắc mặt ti mệnh đầy mây đen sao? Ti mệnh là người của Thiên Long mà, người Đông Doanh dở trò ở Cảng Thành, chắc chắn ti mệnh sẽ ra tay nhỉ. Người Đông Doanh rất khó đối phó, không biết ti mệnh tình ứng phó thế nào. Ti mệnh đang là người được Đường Môn xem trọng, nghe nói Đường Môn chuẩn bị giao Kim Ngọc Đường cho ti mệnh quản lý đấy. Chẳng bao lâu sau, Ngô Bình đã đến lưng chừng núi nơi tập trung các đại gia của Cảng Thành. Một căn biệt thự ở đây trị giá hơn 3 tỷ, mỗi mét vuông cũng hơn 2 triệu. Căn biệt thự này có khu vườn rộng hơn 2.000 mét vuông, người chủ hiện tại chính là Ngô Ngạo Sương. Sau khi người gác cổng thông báo, Ngô Bình được cho phép vào trong. Anh được quản gia đưa vào phòng khách. Trong phòng khách, Ngô Ngạo Sương đang ngồi trên một chiếc sofa cực lớn. Trái, phải, trước, sau cô ấy là bốn người đàn ông lực lưỡng trẻ trung. Ngoại hình của bốn người này không hề thua kém mấy anh diễn viên trẻ đẹp, thậm chí còn điển trai hơn một chút. Trông thấy Ngô Bình, Ngô Ngạo Sương nói, không ngờ cậu đến tìm tôi đấy. Tôi rất ngạc nhiên. Ngô Bình lạnh lùng đáp, bảo mấy người này cút ra ngoài. Bàn tay ngọc ngà của Ngô Ngạo Sương vẫy nhẹ một cái, bốn anh chàng điển trai bèn rời đi. Phòng khách rộng lớn chỉ còn cô ấy và Ngô Bình. Nói đi, cậu tìm tôi vì chuyện gì, Ngô Ngạo Sương châm thuốc. Ngô Bình cau mày, Ngô Ngạo Sương, cô có thể bớt phóng túng một chút không? Ai cũng biết cô là em gái tôi cả, tôi mất mặt lắm. Ngô Ngạo Sương cười khẩy, tôi làm cậu mất mặt như thế nào cơ? Ngô Bình hỏi, bốn người đàn ông ban nãy ở đây làm gì? Ngô Ngạo Sương xí một tiếng, tôi thích, không được à? Tôi trả tiền cho họ, họ làm tôi vui, hai bên trao đổi, có gì không ổn? Ngô Bình cười lạnh lùng, cô vui là được. Chỉ cần đừng tự xưng là em gái tôi thì cô có làm gì, tôi cũng chẳng muốn can dự. Ngô Ngạo Sương nhìn anh, đàn ông các cậu thật lạ lùng. Các cậu trêu hoa ghẹo nguyệt thì được, mà lại không cho phụ nữ chúng tôi trái ôm phải ấp à. Ngô Bình thở dài, tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của cô, cũng không muốn can thiệp. Ngô Ngạo Sương cười bảo, anh không hiểu, tôi đang luyện tâm hồng trần đấy. Ngô Bình cười khẩy, cảnh giới sáu địa tiên, luân hồi đại kiếp. Ngô Ngạo Sương rất bất ngờ, cậu cũng có hiểu biết đấy nhỉ? Đúng vậy, luân hồi đại kiếp của tôi sắp kết thúc rồi, đang ở giai đoạn cuối. Trong vòng từ 3 đến 5 năm,
tôi sẽ thăng lên cảnh giới 7 của địa tiên, trở thành chân quân. Ngô Bình nói, chân quân thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Ngô Ngạo Xương bật cười, cậu bảo chân quân không ghê gớm. Cậu nhóc, ngay cả vào thời thiên quốc, chân quân cũng là mục tiêu mà đại đa số người không đạt được đấy. Trở thành chân quân tức là có triển vọng trở thành thiên tiên. Ngô Bình bảo, mặc kệ cô có thể thành thiên tiên hay không, trả tiền cho tôi trước đã. Trước đó Ngô Bình đã cho cô ấy 10 tỷ, bây giờ cô ấy kiếm được tiền rồi, tất nhiên anh phải đòi lại. Ngô Ngạo Xương đảo mắt, lúc trước cậu bảo là cho tôi 50 tỷ, còn thiếu tôi 40 tỷ. Thế mà giờ còn muốn tôi trả. Ngô Bình tối sầm mặt, tại sao phải cho cô mượn 50 tỷ? Ngô Ngạo Xương cười nói, tôi từng nói rồi, sẽ không bạc đãi cậu. Cô ấy lật tay ra, trong tay có ba người giấy màu vàng. Ngô Bình thấy người giấy này có khí tức rất lạ, tuyệt đối không đơn giản. Anh hỏi, đây là gì? Ngô Ngạo Xương đáp, bùa thần kim giáp. Dùng bùa này có thể triệu hồi chiến thần kim giáp, thực lực ngang ngửa cao thủ cấp chân nhân. Đôi mắt Ngô Bình sáng rực, tôi có thể sử dụng món đồ này không? Chỉ cần nhỏ một giọt máu lên trên là dùng thần niệm sử dụng được ngay. Tất nhiên, thần niệm của cậu phải mạnh, nếu không sẽ dễ bị thương. Ngô Bình đón lấy ba lá bùa, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, tôi sẽ đưa cô thêm 20 tỷ. Dứt lời, anh gọi điện, bảo công ty chuyển tiền cho cô ấy. Chuyển khoản xong, anh mới hỏi Ngô Ngạo Xương, cô cần nhiều tiền như thế làm gì? Ngô Ngạo Xương trả lời, nuôi đàn ông rất tốn kém. Ngô Bình hết nói nổi, nhún vai, được rồi, tôi không quấy rầy cuộc sống hạnh phúc của cô nữa. Về nhé. Anh nói đi là đi, Ngô Ngạo Xương cũng không giữ, tiễn Ngô Bình ra cửa. Sau khi Ngô Bình rời đi, một cô gái xinh đẹp độ 20 tuổi bước ra, thắc mắc, sư tỷ, người này chẳng qua chỉ là một nhân tiên, sao phải đối xử khách sáo như vậy? Mà sao chị lại hỏi mượn tiền từ anh ta vậy? Ngô Ngạo Xương cười nói, chị cần gieo nhân quả, có như vậy, sau này chị mới dễ dàng nhờ anh ta giúp đỡ. Cô gái nọ ngạc nhiên, nhờ anh ta giúp đỡ. Sắp tới chị đã là chân quân, thiên tiên rồi, cần nhờ vả anh ta ư. Ngô Ngạo Xương đáp nhẹ tênh, có vài chuyện không thể nói được. Đến lúc đó em sẽ biết. Chương 641, điều trị cho Hồng Khôn. Rời khỏi lưng núi, Ngô Bình gọi cho Hồng Khôn. Chẳng bao lâu sau, một giọng nam xa lạ cất lên, tìm ai vậy? Ngô Bình đáp, tôi là Ngô Bình, tìm Hồng Khôn. Đối phương nói, chờ một lát. Nửa phút sau, một giọng nói yếu ớt vang lên, là Hồng Khôn, là cậu Ngô đấy à? Ngô Bình hỏi, ông Hồng, là Ngô Bình đây, tôi nghe nói ông bị thương. Hồng Khôn thở dài, người Đông Doanh khí thế hung hăng, ngay cả người của Thiên Long cũng không ngăn cản họ được. Tôi đã là người sắp chết. Sau này cậu Ngô gặp Vân Tôn, hãy thay tôi nói lời xin lỗi, truyền lời rằng Hồng Khôn này không thể làm việc cho Vân Tôn nữa. Ngô Bình cười bảo, ai bảo người của Thiên Long không thể ngăn cản họ. Ông chờ đấy, tôi sẽ đến ngay. Hỏi xong địa chỉ, Ngô Bình lái xe đến gặp Hồng Khôn. Giữa đường, anh gọi cho Đoàn Long, báo cáo chuyện Cảng Thành. Đoàn Long bảo, anh biết chuyện Cảng Thành rồi, tối nay anh sẽ cử người đến đó, giúp cậu xử lý chuyện này. Ngô Bình hỏi, ai sẽ đến đây? Đoàn Long đáp, đều là cao thủ của Thiên Long, cậu làm quen với họ đi nhé. Ngô Bình không hỏi nữa, tập trung lái xe. Không lâu sau đó, anh đến nhà Hồng Khôn một căn biệt thự cũ. Tuy Hồng Khôn đang bị thương nhưng vẫn gắng gượng ra nghênh đón. Lúc này, da ông ta đã xanh đen, cơ thể phù thủng, lông mày và tóc đều rụng sạch. Ngô Bình vừa nhìn đã biết ông ta trúng tà độc. Cậu Ngô, Hồng Khôn cúi chào. Ngô Bình đỡ ông ta dậy, ông đang bị thương, không cần hành lễ. May mà tôi biết chút y thuật, có thể chữa cho ông. Hồng Khôn cảm mừng, cảm ơn cậu nhiều lắm. Ông ta mời Ngô Bình vào phòng khách, hàn huyên được vài câu, Ngô Bình bắt đầu xem mạch cho ông ta. Quan sát một lúc, anh nói, ông bị thương không quá nặng, nhưng đã trúng độc. Kể lại xem, ông đã bị thương thế nào. Hồng Khôn bèn thuật lại mọi chuyện. Hôm kia, ông ta giao đấu với nhẫn thánh người Đông Doanh tên là Sosuke. Do sơ suất, ông ta trúng phải phi tiêu độc của đối phương. Sosuke rất xảo trá, sau khi làm ông ta bị thương thì bỏ trốn ngay, không đánh tiếp nữa. Khi biết hung thủ là Sosuke, Ngô Bình cười lạnh lùng, tôi đang tìm Sosuke đấy. Không ngờ tên này cũng đến Cảng Thành, tốt lắm. Hồng Khôn tò mò hỏi, cậu quen người này ư? Ngô Bình đáp, Sosuke nằm trong danh sách phải giết của tôi. Hồng Khôn nói, Sosuke rất mạnh,
lại còn xảo quyệt. Cậu phải cẩn thận nhé. Ngô Bình không nhiều lời nữa, bắt đầu tập trung chữa trị cho Hồng Khôn. Vết thương nặng hơn của Hồng Khôn mà anh còn chữa được, quá trình trị liệu này diễn ra suôn sẻ vô cùng. Sau hơn một giờ, độc tố đã được loại bỏ hoàn toàn, tình trạng của Hồng Khôn khá hơn rất nhiều. Cuối cùng, Ngô Bình kê một đơn thuốc, bảo ông ta uống mỗi ngày, sau 7 ngày sẽ hồi phục như trước. Hồng Khôn cực kỳ cảm kích, rối rít cảm ơn anh. Nếu không nhờ Ngô Bình, có lẽ ông ta chỉ còn sống không quá 3 ngày. Chờ tinh thần của Hồng Khôn tốt lên, Ngô Bình mới hỏi, nghe nói đã có 7 trong số 12 người đứng đầu của các ông bị bọn Đông Doanh tiêu diệt. Hồng Khôn thở dài, do tôi kém cỏi. Ngô Bình cười bảo, chuyện thắng bại nhất thời, ông không cần bận lòng quá. Tôi đã đến đây thì chắc chắn sẽ giúp ông diệt trừ bọn Đông Doanh ấy. Mắt Hồng Khôn sáng rỡ, cảm ơn cậu. Ngô Bình rửa tay, uống một ngụm trà rồi bảo, nói cho tôi biết cục diện hiện tại đi. Hồng Khôn kể rằng thế giới ngầm Cảng Thành hiện nay đã bị người Đông Doanh nắm giữ phần lớn. Người Đông Doanh rất hung hăng, đã có chuẩn bị từ trước. Nội bộ những người đứng đầu đều có gián điệp do bọn họ cài vào. Mới đầu Thiên Long cũng có can thiệp, nhưng sau khi có quá nhiều thành viên thương vong thì đã tạm dừng hành động. Người Đông Doanh đã nắm bắt cơ hội này, nhanh chóng chiếm địa bàn các nơi ở Cảng Thành. Tuy Hồng Khôn đã liều mạng phản kháng, nhưng sau cùng lại bị thương nặng, lực bất tòng tâm. Ngô Bình hỏi, ông có biết vì sao người Đông Doanh lại xâm chiếm Cảng Thành không? Hồng Khôn lắc đầu, tôi cũng thấy quái lạ. Dù họ có giành được Cảng Thành thì cũng không thể giữ lâu dài được. Một khi Thiên Long hoặc hội tham hợp của chúng tôi phản đòn, bọn họ cũng sẽ nhận thất bại. Biết rõ kết quả mà vẫn đánh vào Cảng Thành, thật sự rất khó hiểu. Ngô Bình nói, không cần nghĩ nữa. Chờ đến khi tóm được bọn Sosuke, chúng ta sẽ biết đáp án thôi. Anh định tối nay về Nam Đô, nhưng xem ra đành phải ở lại Cảng Thành rồi. Ngô Bình gọi điện cho Ngô Mi, nhắn rằng 2 hôm nữa mới về được. Một lát sau, anh suy nghĩ xong bèn gọi cho Diệp Thiên Tông và Diệp Huyền, báo cho họ biết tin Sosuke đang ở Cảng Thành. Hay tin kẻ thù đang ở đó, Diệp Thiên Tông lập tức cùng Diệp Huyền bay đến. Cơ hội trả thù tốt như vậy, tất nhiên ông ấy sẽ không bỏ qua. Lúc Diệp Thiên Tông và Diệp Huyền vừa lên máy bay, một chiếc máy bay khác cũng đang trên đường đến Cảng Thành. Đây là máy bay tư nhân, có 2 người ngồi trên máy bay, một người là Đoàn Thuần, người còn lại là một ông lão. Ông lão tóc bạc phơ, tinh thần có vẻ kém, mắt hơi nheo lại. Đoàn Thuần nhìn ông lão, cười bảo, ông Năm, khống tâm thuật của ông đã luyện đến tầng thứ 7. Theo lý thuyết, nó còn khống chế được địa tiên cảnh giới đầu. Dùng nó để điều khiển Ngô Bình chắc là không thành vấn đề nhỉ. Ông lão đáp, hiệu quả của khống tâm thuật ở mỗi người mỗi khác, không thể khinh suất. Đoàn Thuần nói, nếu kết hợp với mê thần hương của nhà họ Đoàn, dù có là chân nhân cũng sẽ bị ông kiểm soát. Ông lão gật gù, kết hợp với mê thần hương là tốt nhất, tôi chắc chắn có thể khống chế tâm thần của cậu ta. Đoàn Thuần bảo, tên Ngô Bình này càng lúc càng ghê gớm, chắc chắn đang nắm giữ bí mật động trời nào đó. Nếu chúng ta hỏi được bí mật này thì sẽ rất có lợi cho nhà họ Đoàn. Ông lão mỉm cười, hy vọng được như lời cậu nói. Lúc này, Ngô Bình đã vào ở khách sạn 5 sao đứng tên anh khách sạn Hoàng Tôn. Trong căn phòng sang trọng nhất khách sạn Hoàng Tôn, anh ôn dưỡng quyền ý, tu luyện phương pháp hít thở. Bất giác, trời đã tối. Khoảng 7 giờ rưỡi, có người ấn chuông cửa. Anh mở cửa ra, thấy đứng ngoài cửa phòng là một ông lão và một người đàn ông chừng 34. 35 tuổi. Ông lão mỉm cười, trưởng nhóm Ngô, chúng tôi được anh Long cử đến hỗ trợ. Tôi là Đoàn Tam Hợp. Ngô Bình gật đầu, mời vào. 3 người ngồi xuống, Ngô Bình hỏi, anh Long nói sao? Đoàn Tam Hợp đáp, anh Long nói rằng trưởng nhóm Ngô tùy ý hành sự, 2 chúng tôi sẽ dốc toàn lực phối hợp. Nói đoạn, ông lão lấy một chiếc lò sưởi tay từ trong túi ra, khói bốc lên nghi ngút, tỏa hương thơm nhàn nhạt. Ông lão cười bảo, trưởng nhóm Ngô, đây là Long Diên Hương, có tác dụng an thần. Dùng thử nhé. Ngô Bình nhìn qua mà không nói gì, chỉ bảo có lẽ đám người Đông Doanh này đến từ hội Phù Tang. Bọn họ đang dốc sức mở rộng địa bàn, mục đích chưa rõ. 2 người có tin tức gì về chuyện này không? Đoàn Tam Hợp cười đáp, trưởng nhóm, đúng là tôi có một chút thông tin. Nói được vài câu, giọng nói của ông lão bỗng thay đổi, mỗi từ thốt ra đều mang sức mạnh kỳ lạ nào đó. Mới nghe mấy câu, đầu Ngô Bình đã hơi choáng, anh vỗ đầu, không biết mình bị làm sao. Giọng của ông lão bỗng nhỏ dần, Ngô Bình đành ghé lại,
Nghe thêm vài câu nữa, ông lão đột nhiên chỉ vào giữa hàng lông mày anh, niệm một tràng chú. Hai mắt Đoàn Thuần sáng rực lên, nụ cười thắng lợi nở trên môi. Chờ Đoàn Tam hợp niệm chú xong, gã cười to, ông Năm, thành công rồi. Ông lão thở phào, lực thần hồn của cậu ta rất mạnh. Nếu là người khác thì đã bị khống chế lâu rồi. Không ngờ cậu ta còn kiên trì được 5 phút. Đoàn Thuần cười hỏi, ông Năm à, có thể hỏi rồi chứ? Ông lão gật đầu, nói với Ngô Bình, hãy thành thật trả lời câu hỏi của chúng tôi. Ngô Bình bỗng nhướng mày, lạnh lùng bảo, tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của các người? Chương 642, đồng loạt thăng cấp. Ông lão kinh ngạc, hoảng sợ giật lùi vài bước, cậu không bị khống chế. Ngô Bình cười khẩy, thuật thôi miên rác rưởi thế này mà cũng dám dùng với tôi. Đoàn Thuần cả kinh, bèn phất tay phóng ngân châm như mua. Ngô Bình túm lấy khăn trải bàn rồi rũ thật mạnh, quét sạch ngân châm sang một bên. Cùng lúc ấy, anh đấm thẳng về phía Đoàn Thuần. Gã nhanh chóng lùi lại. Song tốc độ của gã kém xa Ngô Bình, mới lùi được nửa bước đã biết mình không tránh được, đành vung nắm đấm ra đỡ đòn. Ầm, hai nắm đấm chạm nhau, Đoàn Thuần cảm giác như bị một quả núi sắt đập vào vậy. Gã văng ra mấy mét, chưa tiếp đất đã bị Ngô Bình dẫm xuống đất. Cả tòa nhà rung chuyển, sàn nhà vỡ vụn. Đoàn Thuần phun ra một ngụm máu tươi. Gã kêu lên, Đoàn Long là chú hai của tôi. Rắc. Động tác của Ngô Bình nhanh như cắt, đá bay đầu gã. Sau khi đánh chết Đoàn Thuần, anh lướt đến trước mặt ông lão. Ông lão này ở cảnh giới võ thần, bàn tay gầy gò túm lấy Ngô Bình nhưng bị anh nắm chặt rồi vặn mạnh. Một âm thanh giòn tan vang lên, cánh tay ông lão bị gãy mấy đoạn, đau đớn hét ầm lên. Ngô Bình bóp cổ ông lão rồi nhấc đối phương lên. Lạnh lùng hỏi, vì sao muốn hại tôi? Ông lão vội đáp, xin bớt giận, là Đoàn Thuần mời tôi đến đây. Nếu biết cậu mạnh như vậy, tôi chắc chắn không dám dây vào. Đoàn Thuần là ai? Ngô Bình hỏi. Ông lão chỉ vào thi thể trên sàn, đó là Đoàn Thuần, là cháu gọi Đoàn Long bằng chú. Ngô Bình híp mắt, Đoàn Thuần muốn làm gì? Ông lão đáp, cậu ta bảo cậu nhất định đang nắm giữ bí mật gì đó, muốn tôi hỏi được bí mật của cậu. Ngô Bình hỏi tiếp, Đoàn Long có biết chuyện này không? Sắc mặt ông lão hơi thay đổi, tất nhiên là biết. Ngô Bình ném ông lão xuống sàn, hờ hững bảo, mang thi thể Đoàn Thuần cút khỏi đây đi. Nhắn với Đoàn Long rằng tôi cần lời giải thích từ anh ta. Ông lão như được đại xá, vội vàng bế thi thể Đoàn Thuần lên rồi chạy ra khỏi khách sạn. Sau khi ông lão đi rồi, Ngô Bình hơi nhíu mày. Quả nhiên Đoàn Long không phải người lương thiện gì, còn dám tính kế với anh. Có điều, đối phương đánh giá thấp anh quá. Ban nãy, ông lão vừa thi triển khống tâm thuật thì anh đã biết rồi. Anh âm thầm niệm chú để giữ tỉnh táo, rồi tương kế tự kế, xem họ dở trò gì. Không bao lâu sau, Diệp Thiên Tông và Diệp Huyền đã đến nơi. Thấy căn phòng lộn xộn, Diệp Thiên Tông ngạc nhiên hỏi, sư đệ đánh nhau với ai à? Ngô Bình kể lại chuyện của Đoàn Long. Diệp Thiên Tông hơi cau mày, sư đệ, trước đây anh đã nhắc nhở cậu rồi. Không nên quá thân thiết với Đoàn Long, phải cẩn thận đề phòng. Diệp Huyền nói, ông nội à, Đoàn Long đứng đầu Thiên Long, cháu nghĩ không nên đối đầu trực diện với người này. Tiền bối chỉ cần rút khỏi Thiên Long là được. Diệp Thiên Tông hỏi Ngô Bình, sư đệ nghĩ sao? Ngô Bình nhẹ nhàng đáp, Đoàn Long dám tính kế với em không thể bỏ qua dễ dàng như thế. Diệp Thiên Tông khuyên giải, sư đệ, nhà họ Đoàn là gia tộc Võ Lâm, thế lực rất mạnh. Nếu không cần thiết thì không nên đối chọi với họ. Ngô Bình không nói tiếp chuyện này nữa, chuyện này để sau này bàn tiếp. Sư huynh, chúng ta thương lượng xem nên giết Sosuke và Mitsuru như thế nào. Hai tên này đang ở Cảng Thành, cơ hội hiếm có. Diệp Thiên Tông bảo, cả hai đều là nhẫn thánh, còn dẫn theo cao thủ, thực lực không kém anh và cậu. Chúng ta có nên nhờ người hỗ trợ không? Ngô Bình nói, không cần, chúng ta là đủ rồi. Nợ máu phải để sư huynh trả, đến lúc ấy em sẽ chừa mạng cho chúng. Mắt Diệp Huyền sáng rỡ, tiền bối tự tin đến vậy, chẳng lẽ thực lực lại tăng lên rồi? Ngô Bình trả lời, quyền ý của tôi vừa viên mãn. Chỉ cần bọn họ không phải địa tiên thì đều không đáng để tôi bận tâm. Rồi anh nhìn Diệp Huyền, bảo rằng, tốt lắm, luyện khí thành sức mạnh rất nhanh, xem ra đã đến rất gần cảnh giới thần. Diệp Huyền cười đáp, đều nhờ tiền bối dạy giỏi. Ngô Bình hỏi, hiện giờ Huyền Bá và Tạ Cuồng thế nào? Diệp Huyền trả lời, ngày nào họ cũng tu luyện cùng đệ tử, tiến bộ rất nhanh. Đặc biệt là Lý Huyền Bá, cứ như quái thai vậy,
bây giờ đã ở giai đoạn sau của cảnh giới thần rồi, nhanh hơn đệ tử rất nhiều. Diệp Thiên Tông vui vẻ vô cùng, sư đệ, may mà cậu giúp đỡ Diệp Huyền, bằng không cả đời nó xem như bỏ. Ngô Bình khen ngợi, nhờ Diệp Huyền có tư chất tốt, thành tựu sau này chắc chắn sẽ vượt cả sư huynh. Diệp Thiên Tông cười bảo, có sư đệ giúp đỡ nó, anh cực kỳ yên tâm. Nói được mấy câu, Diệp Thiên Tông nhìn đồng hồ, phía mộ bạch chắc cũng sắp đến rồi. Trước khi đến đây, Diệp Thiên Tông có thông báo với Dương Mộ Bạch. Ông ấy trả thù cho con trai và con dâu, tất nhiên phải tìm người mình tin cậy nhất để nhờ giúp đỡ. Chưa đầy 10 phút sau, Dương Mộ Bạch đã đến nơi, dẫn theo đại đệ tử Lý Long Thần và nhị đệ tử Triệu Phương Ninh. Dương Mộ Bạch bừng bừng sát khí, vừa đến đã hỏi, sư đệ, hung thủ đang ở đâu? Ngô Bình cười đáp, sư huynh yên tâm, bọn chúng đều đang ở Cảng Thành, không chạy thoát được đâu. Hiện nay Dương Mộ Bạch đã đả thông hai thần khiếu, tiến vào cảnh giới hai nhân tiên, là cao thủ cấp võ thần. Hai đệ tử Lý Long Thần và Triệu Phương Ninh của Dương Mộ Bạch là cao thủ cảnh giới tiên thiên, đều thống lĩnh một phương, người xưng Bá Hà Đông, người xưng Vương Hoài Bắc. Lý Long Thần và Triệu Phương Ninh vội cúi chào, sư bá, sư thúc. Ngô Bình gật đầu, không cần đa lễ. Diệp Thiên Tông nói, Nhược Tùng cũng sắp đến rồi, chờ đông đủ rồi chúng ta bàn bạc. Trần Nhược Tùng là đại đồ đệ của Diệp Thiên Tông, cũng là cao thủ tiên thiên như Lý Long Thần. Ngô Bình từng gặp ông ta một lần. Trần Nhược Tùng gần như đến cùng lúc với Lý Long Thần. Gặp lại Ngô Bình, ông ta thầm kinh ngạc, cảm giác tu vi của Ngô Bình sâu không lường được, khí tức nhân tiên còn mạnh hơn sư phụ Diệp Thiên Tông của ông ta. Ông ta lần lượt chào mọi người, đoạn nói với Ngô Bình, sư phụ bảo rằng sư thúc đã là cao thủ cảnh giới võ vương. Lúc mới nghe, đệ tử còn không tin. Nay gặp nhau mới nhận thấy tu vi của sư thúc còn mạnh hơn đệ tử nghĩ. Rồi ông ta khẽ thở dài, đệ tử tu luyện 40 năm dòng còn không bằng sư thúc tu hành nửa năm. Diệp Thiên Tông hừ giọng, người bình thường làm sao có thể so với sư thúc. Lần trước gặp nhau ở Thiên Kinh, Trần Nhược Tùng còn có ý xem thường Ngô Bình. Nhưng bây giờ mới thấy sư tổ quả là sở hữu con mắt tinh tường, mới có thể nhận một nhân tài kiệt xuất như anh làm đệ tử. Ngô Bình nói, Nhược Tùng, Long Thần. Cả hai đã ở cảnh giới tiên thiên một thời gian rồi. Mấy ngày tới, tôi sẽ giúp hai người thăng lên nhân tiên. Trần Nhược Tùng đã ở cảnh giới sinh niệm của tiên thiên, Lý Long Thần thì ở cảnh giới luyện hình của tiên thiên, chỉ cần đan thành nữa thôi là có thể thăng lên cảnh giới nhân tiên. Nhưng một bước này đã gây khó khăn cho biết bao anh hùng hảo hán. Trần Nhược Tùng và Lý Long Thần vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, cùng vái lại Ngô Bình. Diệp Thiên Tông cũng kinh ngạc hỏi, sư đệ. Chuyện này cũng giúp được ư. Người khác thì không, nhưng em thì giúp được. Dứt lời, anh lấy hai viên đại luyện hình đan, bảo Trần Nhược Tùng và Lý Long Thần uống vào rồi ra phía sau tu luyện. Đoạn anh vừa quan sát Triệu Phương Ninh vừa hỏi, Phương Ninh, ông đã thăng cấp lên tiên thiên được một thời gian rồi nhỉ? Triệu Phương Ninh vội đáp, đã hơn một tháng rồi, sư thúc. Ngô Bình nói, bão đan của ông gặp chút vấn đề, cần điều chỉnh một chút. Nói đoạn. Anh vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Triệu Phương Ninh, truyền năng lượng vào. Cơ thể Triệu Phương Ninh chấn động, khí tức của đan điền bỗng thu nhỏ lại. Ông ấy lập tức cảm thấy rất khác, khí tức ổn định và êm mượt hơn, không khỏi mừng rỡ, sư thúc quả là thần thánh. Lợi hại quá! Ngô Bình cũng đưa cho ông ấy một viên đại luyện hình đan, đoạn nói uống vào rồi sang một bên tu luyện đi. Triệu Phương Ninh cảm mừng, nhận viên đan dược rồi ra phía sau tu luyện. Dương Mộ Bạch bỗng thấy hơi ghen tị, sư đệ không cho sư huynh vài viên đan dược à. Ngô Bình đảo mắt, nhị sư huynh, đây là đại luyện hình đan, không có tác dụng gì với anh cả. Có điều anh không cần ghen tị, em sẽ đưa đồ tốt cho hai sư huynh mà. Nói xong, anh quay về phòng, đem hai vò rượu nhỏ ra, mỗi vò chừng 2 cân. Đây là rượu thuốc mà anh ngâm bằng dược vương bảo xà, hiệu quả luyện hình rất tuyệt vời. Dương Mộ Bạch háo hức uống một ngụm. Ông ấy cảm thấy trong cơ thể mình sản sinh những năng lượng rất kỳ diệu, lập tức biết được rượu này rất phi thường, bèn kinh ngạc kêu lên tác dụng của thuốc rất mạnh. Sư đệ, đây là rượu gì vậy? Chương 643, thủ lĩnh mới. Ngô Bình, đây là rượu thuốc em ngân, tốt hơn đại luyện hình đàn nhiều, mỗi ngày sư huynh uống một ngụm sẽ rất tốt cho sức khỏe. Diệp Thiên Tông cười nói, sư đệ, cậu thần bí như vậy, bảo sao đến Đoàn Long cũng muốn tính kế với cậu. Dương Mộ Bạch nổi giận, Đoàn Long tính kế với sư đệ ư. Diệp Thiên Tông gật đầu, sau đó kể lại mọi việc cho Dương Mộ Bạch nghe.
Dương Mộ Bạch cười lạnh nói, Đoàn Long tưởng chúng ta dễ bị bắt nạt lắm à? Chuyện này không thể cho qua như thế được. Diệp Thiên Tông, hôm khác rồi tính tiếp, giờ mình phải bàn chuyện báo thù đã. Đêm đó, ba sư huynh đệ đã lên một kế hoạch trả thù vô cùng kín kẽ, sau đó Ngô Bình đã cho Diệp Thiên Tông và Dương Mộ Bạch mỗi người một viên tinh thạch linh hồn, để họ hấp thu hồn lực tiên thiên ở bên trong để củng cố tu vi. Nhìn thấy tinh thạch linh hồn, cả Diệp Thiên Tông và Dương Mộ Bạch đều vô cùng ngạc nhiên. Diệp Thiên Tông nói, sư đệ, thứ này quý quá, anh không dám nhận đâu. Ngô Bình cười nói, sư huynh đừng khách sáo, giờ chúng ta cần tăng tu vi thật nhanh. Thật ra, Diệp Thiên Tông và Dương Mộ Bạch đều có tư chất rất tốt, vì thế Ngô Bình muốn giúp họ đột phá lên cảnh giới địa tiên. Hai vị sư huynh cảm kích trong lòng, sau đó không nói nhiều nữa mà tập trung tu luyện. Chờ khi trời sáng, nhóm Lý Long Thần đã tu luyện xong, hiệu quả của đại luyện hình đan rất tốt, luyện hình của Lý Long Thần đã tiến bộ rất nhiều. Trần Nhược Tùng cũng đã đột phá lên cảnh giới đan thành nhờ sự hỗ trợ của Ngô Bình. Thậm chí Triệu Phương Ninh cũng đã tiến vào cảnh giới luyện hình của tiên thiên, cả ba đều đột phá, không lâu nữa sẽ tiến vào cảnh giới nhân tiên. Sau đó, Ngô Bình bảo họ ở lại khách sạn chờ tin, còn anh đi tìm Hồng Khôn để thực hiện kế hoạch. Hồng Khôn biết Ngô Bình sẽ đến nên đã pha trà chờ sẵn. Hai người vừa gặp mặt, Ngô Bình đã nói, ông Hồng, tôi muốn dụ Mitsuru và Sosuke xuất hiện nên cần ông phối hợp. Hồng Khôn vội nói, được, có gì cậu cứ căn dặn. Ngô Bình, hội tham hợp của các ông có các đả thủ giỏi, tôi sẽ đóng giả một trong số họ rồi tham gia trận đấu của vệ sĩ sắp tới. Đến lúc đó, tôi sẽ cho hội phù tăng tổn thất nặng nề, kiểu gì Mitsuru và Sosuke cũng sẽ xuất hiện để đối phó tôi. Hồng Khôn ngẫm nghĩ rồi nói, cậu Ngô, cậu đóng giả đả thủ không thích hợp đâu. Hay cậu chịu khó mà thủ lĩnh mấy hôm? Ngô Bình xua tay, không cần đâu, tôi thấy làm đả thủ là được rồi. Hồng Khôn nói, nếu cậu không muốn làm thủ lĩnh, hay nhận làm người đứng đầu của một nhóm đã bị tiêu diệt. Ngô Bình hỏi, người đứng đầu nào? Hồng Khôn đáp, tuy tôi là thủ lĩnh của hội tham hợp, nhưng các người đứng đầu mạnh nhất chỉ nể tôi ngoài mặt thôi, chứ các đại ca của họ ngang vai với tôi. Cách đây không lâu một trong các người đứng đầu mạnh nhất của Cảng Thành là đại ca của Đại Tam Nghĩa đã bị người Đông Doanh đánh chết, giờ họ như rắn mất đầu, thêm có kẻ phản bội nữa nên hội Phù Tăng đang dần chiếm đại bàn của họ. Ngô Bình, tôi là người ngoài mà lại làm đại ca của họ, thế thì ai phục? Hồng Khôn, tôi sẽ tiến cử cậu, hơn nữa giờ đang là thời khắc sống còn, họ sẽ chấp nhận cậu ngay. Điều quan trọng nhất là thực lực của cậu rất mạnh, họ dám không phục chắc. Ông ta ngập ngừng một lát rồi nói tiếp, à, Đại Tam Nghĩa có một món bảo bối là đỉnh hỗn nguyên, nặng khủng khiếp. Họ có một quy tắc, nếu ai nhấc được cái lò luyện ấy lên thì sẽ được làm đại ca mới. Ngô Bình tò mò hỏi, sao Đại Tam Nghĩa lại có cái lò ấy? Hồng Khôn, kể ra thì dài lắm, nghe đâu đó từng là bảo bối trấn thủ đời Minh, để nó không rơi vào tay giặc mà ba thái giám đã liều mạng để chuyển đi. Về sau, họ đều lưu bạt bên ngoài rồi thành lập Đại Tam Nghĩa. Tam Nghĩa có nghĩa là ba vị thái giám một lòng trung thành với Triều Minh. Ngô Bình thấy truyền thuyết này rất đáng quý, nhưng khả năng cao là do người đời sau nghĩ ra, chứ cái lò nặng như thế thì sao ba người thái giám vận chuyển đi nổi. Anh nói, được rồi, để tôi thử. Hồng Khôn cười nói, cậu Ngô, chờ diệt được hội Phù Tăng rồi, cậu sẽ là đại ca của Đại Tam Nghĩa. Ngô Bình cau mày, vì anh không hứng thú với vị trí này, tôi không có thời gian để quản lý nhóm ấy đâu, ông mời cao nhân khác đi. Hồng Khôn không nhiều lời mà nói ngắn gọn, cậu Ngô, mình đi luôn nhé. Ngô Bình gật đầu, ừ. Cả đoàn người kéo nhau lên tổng bộ của Đại Tam Nghĩa tại khách sạn Nghĩa Khí. Khách sạn này đang tạm ngưng hoạt động, vì đại ca của tổ chức này mới bị sát hại nên nội bộ đang rất rối loạn, khách sạn không thể hoạt động tiếp được. Ngô Bình và Hồng Khôn lên xe đến thẳng đó, lập tức có một đám người lao từ trong khách sạn ra rồi xếp thành hàng chào đón. Tham kiến thủ lĩnh. Hồng Khôn xuống xe, tất cả mọi người đều cúi đầu với vẻ tôn trọng. Hồng Khôn gật đầu nói, các anh em vất vả rồi, người Đông Doanh được voi đòi tiên, dám giết đại ca Khương, thù này không báo, chúng ta không xứng làm hảo hán của hội tham hợp. Báo thù, mọi người đồng thanh hô lên. Một người đàn ông trung niên tóc bạc trắng bước ra nói, thủ lĩnh, giờ chúng tôi không có người đáng tin, hơn nữa mọi người đang rất rối bời nên xin thủ lĩnh chỉ bảo cho chúng tôi hành động tiếp theo. Hồng Khôn gật đầu, vào trong rồi nói. Tất cả cùng đi vào trong đại sảnh của khách sạn. Hồng Khôn ngồi trên chiếc ghế thái sư, sau đó nhìn mọi người rồi nói, các anh em,
hôm nay tôi đến để tiến cử một người tạm làm đại ca của mọi người. Ai nấy đều ngẩn ra, đại ca mới ư. Ngô Bình bước ra rồi cười nói, chào các anh em, tôi là Ngô Thanh Niên, sau này sẽ là đại ca của mọi người, tôi sẽ trả thù cho đại ca trước của các anh em, sau đó giành lại địa bàn đã mất của chúng ta. Anh vừa nói dứt câu thì tất cả thành viên của Đại Tam Nghĩa đều cười khẩy với vẻ khinh thường. Chém gió thì ai chẳng làm được, đương nhiên họ sẽ không chấp nhận Ngô Bình ngay chỉ vì vài lời hứa hẹn của anh. Ngô Bình không giận mà nói, xem ra mọi người không phục nhỉ. Đúng thế, nhưng thủ lĩnh đã sắp xếp thì chúng tôi phải nghe thôi, tuy nhiên đâu thể chọn bừa một người làm đại ca của chúng tôi được. Người lên tiếng là một cao thủ cảnh giới khí khoảng 30 tuổi. Ngô Bình hỏi, anh giữ chức vụ gì ở Đại Tam Nghĩa? Người đó đáp, tôi là Đồng Cường đả thủ của Đại Tam Nghĩa. Ngô Bình, tốt, phải thế nào thì anh mới phục tôi? Đồng Cường, đơn giản thôi, chỉ cần anh đánh bại được các đả thủ như chúng tôi thì tôi sẽ phục anh. Đả thủ là nhân vật cốt cán trong mỗi tổ chức, vì họ có thực lực rất mạnh. Ngô Bình đáp, được. Một người đàn ông bước ra, ông ta khoảng hơn 40 tuổi, mặt dày dữ tợn, dáng người không cao. Tu vi ở cảnh giới thần, dùng vũ khí là hai thanh đao. Ông ta trầm giọng nói, đả thủ Lâm Quang Đầu xin thỉnh giáo. Ngô Bình nói, lên luôn đi. Lâm Quang Đầu chém một thanh đao tới vừa nhanh vừa mạnh, Ngô Bình không thèm nhìn mà giơ tay lên chộp lấy chuôi đao rồi bẻ gãy nó. Bụp! Khi thanh đao bị gãy, anh bồi thêm một cú đá lên mặt Lâm Quang Đầu, làm ông ta ngã nhào. Lâm Quang Đầu kinh hãi, đứng dậy định đánh tiếp nhưng người trao đảo rồi lại ngồi phệt xuống. Cú đá ban nãy của Ngô Bình đã khiến ông ta hoa mắt chóng mặt. Ngô Bình nói, yếu quá, nếu tôi muốn giết ông thì ông chết cả chục lần rồi. Mọi người đều kinh ngạc vì thực lực mạnh mẽ của Ngô Bình. Ngô Bình nhìn họ rồi hỏi, thấy võ công của tôi thế nào? Một người đàn ông mập mạp khoảng 50 tuổi lên tiếng, tuy câu giỏi đánh đấm, nhưng còn kém đại ca cũ của chúng tôi xa, đại ca là cao thủ cảnh giới tiên thiên rồi. Ngô Bình cười nói, xem ra mọi người vẫn chưa hiểu vấn đề nhỉ, để tôi giới thiệu lại, tôi là Ngô Thanh Niên, tu vi cảnh giới võ vương. Mọi người chấn động, võ vương. Hồng Khôn lên tiếng, đúng thế, cậu Ngô đây là một cao thủ cấp võ vương của cảnh giới nhân tiên. Thực lực của cậu ấy không kém gì tôi đâu. Chương 644, lò luyện thần trấn yêu hồ. Ngô Bình, tôi nghe nói ở đây có một cái lò luyện hỗn nguyên, ai nhắc được thì người ấy sẽ làm đại ca, đúng không? Người đàn ông lớn tuổi nói, đúng, nhưng cái lò luyện ấy nặng lắm, cậu không nhấc nổi đâu. Ngô Bình, không thử thì sao biết được, ai dẫn đường đi? Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, Ngô Bình định đi khiêng cái lò luyện ấy ư. Cuối cùng, cả đám người đã đi ra sân sau, cửa ở đây khóa chặt, phía sau là một căn nhà. Trong ngôi nhà ấy có một cái lò luyện cao nửa mét, vuông vức, không biết được làm từ chất liệu gì, nhưng nặng tới 500 cân. Xung quanh lò luyện có các hình khắc cá và chim, cùng vài chữ tiên. Ngô Bình liếc nhìn thì thấy không có gì lạ cả, nhưng sau khi khởi động khả năng nhìn xuyên thấu thì anh đã phải ngẩn người. Nhờ khả năng này mà anh đã nhìn thấy có một con hồ ly đang được trấn áp bên trong lò luyện. Nó oai phong như một ngọn núi lớn cùng với 9 cái đuôi. Nó đang được trói bằng sợi xích to như một thân người, sợi xích xuyên qua người nó, khiến nó không thể cử động. Đột nhiên con hồ ly nhìn về phía Ngô Bình. Ánh mắt ấy khiến Ngô Bình suýt ngã nhào nên phải tạm ngưng khả năng nhìn xuyên thấu. Người đàn ông kia nói, lò đây, cậu mà bê lên được thì chúng tôi nhận cậu làm đại ca. Ngô Bình không nói nhiều mà nhấc cái lò lên bằng một tay. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, trời ơi! Ngô Bình đổi sang tay khác rồi giữ thêm một lúc mới nhẹ nhàng đặt lò luyện xuống đất, giờ được chưa? Tham kiến đại ca! Những người khác lập tức quỳ xuống với vẻ kích động. Ngô Bình thấy hơi lạ nên hỏi Hồng Khôn, ông Hồng, chuyện gì thế? Hồng Khôn cười nói, cậu Ngô, Đại Tam Nghĩa có một quy định, ai nâng được cái lò luyện này thì con cháu của người đó sau này sẽ được kế vị. Ngô Bình ngạc nhiên, anh có cảm giác như bị lừa vậy, mọi người đứng dậy đi. Mọi người đứng lên, người đàn ông cao tuổi kia nói, đại ca, mời đến hương đường. Sau đó, Ngô Bình đi tới hương đường cùng mọi người, bái lạy quan nhị gia xong thì chính thức tiếp quản tín vật của Đại Tam Nghĩa. Chính là một con dao nhỏ. Tiếp theo, từng người tới cúi chào với anh, Ngô Bình đã chính thức trở thành đại ca của môn phái. Nghi thức còn chưa xong, cửa khách sạn đã vang lên tiếng đập phá, một đám người đông doanh xông vào trong. Đi đầu là một người đàn ông mặc trang phục của võ sĩ,
tay xách kiếm nhật rồi cười nói, nghe nói ở đây mới chọn được đại ca mới hả? Không biết vị đại ca ấy có tiếp được một kiếm của tôi không? Nhìn thấy người đông doanh xuất hiện quá đúng lúc, Ngô Bình biết ở đây có nội gián, anh đứng dậy rồi đi ra ngoài. Anh càng tới gần, tên mặc trang phục võ sĩ kia lập tức thấy căng thẳng, nhưng tay vẫn cầm chặt kiếm rồi hỏi Ngô Bình, cậu ở cảnh giới nhân tiên à? Ngô Bình lạnh giọng nói, dám đến đại tam nghĩa làm loạn, cũng to gan đấy. Tất cả bỏ lại một cánh tay rồi biến ngay, không thì đừng có trách. Tên mặc trang phục võ sĩ nổi giận, ngông cuồng, chán sống rồi hả? Người đàn ông cao tuổi vội nói, đại ca cẩn thận, đại ca trước đã chết dưới kiếm của tên này, hắn tu luyện bạt đao thuật, thủ pháp rất quỷ dị. Người đàn ông cao tuổi này là Hà Chí Lâm quân sư của đại tam nghĩa, tuy không biết đánh đấm, nhưng túc trí đa mưu. Ngô Bình, sao, bạt đao thuật ư, tiếc là hắn không có cơ hội rút đao trước mặt tôi đâu. Nói rồi, anh cất bước tới gần tên đó, một bước, hai bước, ba bước. Vù, thanh đao của tên kia mới rút ra được một nửa thì Ngô Bình đã tung quyền đánh trúng ngực hắn. Rắc, tên mặc trang phục võ sĩ bay xa cả chục mét ra tới tận ngoài cửa. Ngô Bình không hề nương tay nên tên kia chết ngay tại chỗ, tim gan phèo phổi nát vụn. Ngô Bình nhìn sang những người đông doanh khác rồi nói, các người vốn có cơ hội sống mà không biết trân trọng, giờ thì chết hết đi. Anh tấn công nốt những người đông doanh còn lại, nửa phút sau, tất cả đều gục tại chỗ, không một ai sống sót. Thực lực của những người này cao nhất là cảnh giới khí thì sao đọ được với Ngô Bình. Chỉ một loáng là anh hạ gục hết. Thấy cả đám người đông doanh bị Ngô Bình hạ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều phục anh sát đất, sau đó đồng thanh hô vang, đại ca vô địch. Ngô Bình xua tay, xử lý thi thể đi. Lễ nghi kết thúc, Hồng Khôn ra về, vị trí của Ngô Bình đã vững nên ông ta yên tâm rồi. Ngô Bình được mời vào một gian phòng nhỏ, đi qua phòng này sẽ tới phòng sách và phòng ngủ, đây chính là nơi đại ca cũ chỉ huy mọi người trong bang hội. Sau đó, các nhân vật quan trọng của Đại Tam Nghĩa lần lượt tới báo cáo tình hình với Ngô Bình. Gặp bọn họ xong, Ngô Bình đã nắm rõ tình hình hiện tại của Đại Tam Nghĩa. Đây là một thế lực rất mạnh, không chỉ hạn chế ở Cảng Thành, mà còn ở Loan Đảo, Đông Nam Á, Nam Mỹ, La Sát. Nhưng các chi nhánh này đều có hoạt động riêng, chứ không nghe nhóm chính hoàn toàn. Đại Tam Nghĩa có 20.000 thành viên, chia ở khắp các khu vực. Họ kiếm ăn rất khá với nhiều sản nghiệp cùng các công ty. Sau khi đã chia hoa hồng cho các thành viên, mỗi năm môn phái vẫn còn dư hơn 3 tỷ tiền lãi. Ngô Bình đang xem sổ sách thì có người vào báo, đại ca, chị dâu tới ạ. Ngô Bình biết chị dâu đó chắc là vợ của đại ca cũng nên nói, mời vào. Ngay sau đó, có một cô gái xinh đẹp khoảng 22, 23 tuổi đi vào, cô ấy chào Ngô Bình, cảm ơn đại ca đã trả thù cho chồng tôi. Bấy giờ, Ngô Bình mới hay cô gái này đang mang thai, anh nói, là việc nên làm tôi, mời chị ngồi. Cô gái không ngồi mà nói, đại ca, tôi đang mang thai, sau này muốn sống tiếp ở đây là rất khó. Lúc này, người đàn ông cao tuổi kia chợt đi vào, đại ca, sản nghiệp của đại ca trước đều đứng tên chị dâu, cho nên. Ngô Bình hiểu ra, cô gái này đến đòi tài sản, anh hỏi, tài sản của đại ca trước là bao nhiêu? Lập tức có người vào mở sổ sách, Ngô Bình liếc nhìn thì thấy khoảng hơn 300 triệu, anh hỏi cô gái, chị dâu, tài sản của chồng chị thuộc về môn phái, nhưng tất cả lợi nhuận của từ sản nghiệp cho thuê và đầu tư thì tôi sẽ chia cho hai mẹ con chị trong vòng 30 năm, chị thấy sao? Hơn 300 triệu thì mỗi năm lãi ít nhất khoảng trên chục triệu, như vậy là đủ cho hai mẹ con cô ấy sống rồi. Cô gái đồng ý ngay, cảm ơn đại ca, tôi đồng ý. Nói rồi, cô ấy lấy một cái hộp gỗ trong túi xách ra rồi đưa cho Ngô Bình, đại ca, đây là chiếc hộp mà chồng tôi đã đưa cho tôi từ năm ngoái. Anh ấy bảo nếu nhỡ một ngày anh ấy chết, đại ca mới đồng ý chia tài sản cho tôi thì hãy giao nó cho đại ca mới. Ngô Bình nhận lấy chiếc hộp gỗ rồi mở ra. Bên trong có một chiếc chìa khóa bằng đồng rất lớn, Ngô Bình cầm lên xem rồi nói, chiếc chìa khóa này có tác dụng gì? Cô gái lắc đầu, tôi không biết, nhưng chồng tôi bảo tôi cất cẩn thận. Hà Chí Lâm đứng cạnh đó tròn mắt nói, đại ca, tôi biết. Chương 645, chiếc chìa khóa thần bí. Ngô Bình hỏi Hà Chí Lâm, ông biết à? Hà Chí Lâm gật đầu, tôi nghe đại ca trước nhắc đến một lần, chiếc chìa khóa này hình như liên quan đến lò luyện hỗn nguyên. Ngô Bình ừm một tiếng rồi nói với cô gái, chị dâu, sau này cần gì thì chị cứ đến đây. Cô gái cúi người cảm ơn Ngô Bình rồi ra về. Ngô Bình lại đi tới nơi đặt lò luyện hỗn nguyên,
anh dùng khả năng xuyên thấu thì phát hiện có một lỗ tra khóa rất nhỏ, nếu không dùng tới khả năng này thì anh không thể thấy được. Lẽ nào, nó dùng để mở lò luyện này ra ư? Lúc này, con hồ ly chín đuôi lại nhìn anh, làm Ngô Bình vội vàng ngưng khả năng nhìn xuyên thấu, sau đó nói với mọi người ở xung quanh, mọi người ra ngoài đi. Ngay sau đó, chỉ còn một mình anh ở đây, Ngô Bình lấy điện thoại ra, sau đó chụp mọi góc của cái lò rồi gửi cho Đường Tử Di. Anh gọi cho cô ấy rồi nói, Tử Di, em kiếm ai làm cho anh một cái lò y hệt thế này nhé, càng nhanh càng tốt. Đường Tử Di không hỏi nhiều mà đáp ngay, vâng, để đó cho em. Ngô Bình, à, màu cũng phải y hệt nhé. Đường Tử Di, em biết rồi, à khi nào anh về Vân Kinh? Nghe thấy giọng nói nũng nịu của cô ấy, Ngô Bình mềm lòng nói, vài hôm nữa anh về. Ngô Bình trò chuyện thêm vài câu với Đường Tử Di rồi về phòng sách tu luyện. Tới giờ cơm trưa, có người mang cơm đến cho anh. Anh đánh chén xong thì ra vườn hoa đi dạo. Khi Ngô Bình đi ngang qua một bụi rậm, chợt có một đường đao sắc lạnh vừa nhanh vừa chuẩn xẹt qua cổ anh. Khi thanh đao chỉ cách cổ Ngô Bình vài phân, anh đã túm ngay lấy cán đao. Bụp! Một bóng người xuất hiện, Ngô Bình tung một cú đá vào bụng, làm hắn ngã ngay xuống đất. Ngô Bình liếc nhìn thì thấy là một ninja có thực lực khá mạnh, tu vi cảnh giới tiên thiên. Trước đó, tên này đã nấp sẵn sau bụi hoa, chỉ chờ Ngô Bình đi tới rồi tấn công anh. Ninja này vẫn đang hộc máu, Ngô Bình nói, có chút tài mọn này mà cũng dám ám sát tôi ư. Ngay lập tức có 9 thành viên của Đại Tam Nghĩa đi tới, thấy ninja kia đã bị thương nặng thì họ rất cả kinh. Ngô Bình, người này không sống được đâu, xử lý đi. Vâng, mấy người đó khiêng thi thể đi. Lúc này, có một tay súng bắn tỉa đang nhắm thẳng vào đầu của Ngô Bình trên nóc một tòa nhà các vườn hoa hơn 200 mét, chuẩn bị bóp cò. Ngay khi Ngô Bình bị ngắm bắn, quyền ý đã phản ứng lại, anh quay lại nhìn về phía đó. Tay súng bắn tỉa thấy Ngô Bình chợt nhìn về phía mình thì hết hồn rồi vô thức bóp cò. Bằng! Một viên đạn bắn về phía đấu Ngô Bình, ở khoảng cách hơn 200 mét, nhưng viên đạn chỉ mất 0.3 giây để đến nơi. Ngô Bình chợt nghiêng đầu sang một bên, viên đạn sượt qua tóc anh rồi bắn vào hòn non bộ ở phía sau. Tay súng bắn tỉa lại nổ tiếp viên đạn thứ hai, nhưng không thấy Ngô Bình đâu nữa. Gã hoảng loạn, lập tức thu súng lại rồi đứng dậy bỏ chạy. Gã vừa chạy xuống dưới thì cổ đã bị bóp chặt, sau đó cả người bị nhấc bổng lên, toàn thân gã vô lực, ánh mắt thì hoảng sợ. Quỳnh! Ngay sau đó, gã bị ném mạnh xuống đất, không thể cử động được nữa. Cuối cùng gã đã nhìn thấy rõ gương mặt của người ra tay với mình, đó chính là Ngô Bình mục tiêu ngắm bắn của gã. Hai người cách nhau hơn 200 mét, sao Ngô Bình có thể tìm thấy gã nhanh vậy chứ? Ngô Bình nhìn gã rồi hỏi, người của hội Phù Tăng hả? Tên đó cắn răng nói, tôi không giết được cậu thì người khác cũng giết cậu thôi. Ngô Bình đá cho gã một phát rồi nói, tạm thời tôi sẽ giữ lại mạng cho anh, về báo với người của bên anh là đừng phái loại vô dụng như anh tới nữa, tôi chẳng thèm giết mấy kẻ yếu như sên đâu. Tay súng bắn tỉa đờ ra nhìn Ngô Bình, cậu không giết tôi ư? Ngô Bình, nếu còn không đi là tôi đổi ý đấy. Tay súng bắn tỉa sợ hãi rồi chạy mất ngay. Gã đi rồi, Ngô Bình mới bước tới gần khẩu súng. Đây là loại súng bắn tỉa mà quân đội Mỹ thường dùng, tầm bắn xa lên tới hơn 1.000 mét, đạn còn được tẩm độc. Khẩu súng này rất đắt nên anh nhặt lên rồi quay lại vườn hoa. Người ở đây không hề biết anh vừa chạy đi, giờ thấy anh cầm một khẩu súng bắn tỉa thì đều không khỏi ngạc nhiên. Ngô Bình không hứng thú với súng nên đưa luôn cho người khác. Khi đã đột phá lên cảnh giới nhân tiên, thì những viên đạn bình thường không còn tác dụng gì nữa. Đương nhiên không phải anh có thể chống lại mọi loại đạn, ví dụ một loại súng đặc biệt của võ thần ti, nó có thể bắn ra loại đạn đặc biệt với lực sát thương cao, loại đạn ấy có thể hạ được cao thủ như anh. Nửa tiếng sau, tay súng bắn tỉa kia đã cải trang thành phụ nữ rồi đi vào một căn nhà trong một khu chung cư. Có mấy người ngồi trong nhà, một người hỏi, hoàn thành nhiệm vụ chưa? Tay súng bắn tỉa quỳ xuống rồi run rẩy nói, xin lỗi đội trưởng, tôi đã thất bại. Người đó rất mạnh, khi tôi ngắm bắn cậu ta thì hình như cậu ta đã biết rồi. Khi tôi chuẩn bị nổ phát súng thứ hai thì cậu ta đã biến mất. Một người vừa béo vừa lùn khoảng 40 tuổi đứng dậy hỏi, ý cậu là nó phát hiện ra cậu. Tay súng bắn tỉa mướt mồ hôi đáp vâng, tôi lập tức bỏ chạy ngay, nhưng chưa xuống bên dưới đã bị người đó bắt được. Người đàn ông béo lùn tức giận nói, vớ vẩn. Địa điểm bắn của cậu cách nó hơn 200 mét, hơn nữa cậu còn ở trên sân thượng,
dù nó có bay cũng không tới nơi nhanh thế được. Tay súng bắn tỉa, đội trưởng, tôi không hề nói dối, cậu ta xuất hiện bất thình lình, đã thế còn nói lần sau đừng cử loại vô dụng như tôi đến nữa, cậu ta chẳng thèm giết. Khốn kiếp, người đàn ông nổi điên rồi đạp vào người tay súng bắn tỉa. Xong, đột nhiên có một luồng sức mạnh khủng khiếp bật ra từ người của tay súng bắn tỉa rồi tiến vào cơ thể của người đàn ông béo lùn. Tim ông ta nổ tung, hai mắt chảy máu, sau đó ngã vật ra đất chết. Ngực tay súng bắn tỉa cũng thủng một lỗ rồi mất mạng. Mọi người ở đó đều hoảng sợ rồi chạy đến kiểm tra. Chuyện gì thế này, một người đàn ông để dâu hỏi, là bom à? Lúc này, cửa chợt mở ra, một người đàn ông cao gầy đi vào, người này không rõ tuổi tác, ánh mắt sắc như đao. Người đó nhìn thi thể rồi nói, có thể phong ấn quyền kình vào cơ thể của một người sống rồi gián tiếp giết người, cao thủ đây rồi. Tất cả mọi người ở đó đều quỳ xuống, tham kiến ngài Mitsuru. Người này chính là nhẫn thánh Mitsuru. Mitsuru mặc võ phục màu đen, lưng dắt kiếm nhật, đôi tay thon dài, vai rộng eo nhỏ, là dáng người rất hợp để luyện võ. Ông ta nhìn mọi người rồi nói, cậu ta nói đúng đấy, các người chỉ là một đám vô dụng thôi, cậu ta không thèm ra tay. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, nhưng không dám phản bác. Mitsuru, tối nay, tôi sẽ đi gặp cậu ta. Chương 646, tu luyện thành công chân không đại thủ ấn. Buổi chiều, Ngô Bình ngồi tu luyện quyền ý, tiện thể luyện luôn lực chân không. Lực chân không là một sức mạnh rất khó luyện, trước khi đột phá lên cảnh giới nhân tiên, Ngô Bình từng luyện rồi, nhưng mới chỉ ở cấp nhập môn. Giờ quyền ý của anh đã viên mãn, anh còn ở cảnh giới nhân tiên rồi nên đã hiểu rõ về sức mạnh hơn. Khi anh tung một đòn bất kỳ ra, không gian vang lên tiếng nổ rất đáng kinh ngạc. Nhưng cảnh giới cao nhất của lực chân không là chân không đại thủ ấn. Uy lực của nó mạnh hơn kinh lôi trưởng của anh nhiều. Ngô Bình tung hai trưởng lên cao, mỗi lần đều tạo ra những tiếng động khác nhau, khi thì vun vút, khi thì trầm lắng. Đó là vì tuần suất dao động trong không khí thay đổi nên tiếng động mới không giống nhau. Ngô Bình luyện vài trăm lần thì chợt tung một trưởng ra phía trước, lần này không gian chấn động, một thủ ấn màu đen tím rõ ràng đã xuất hiện. Một tiếng nổ mạnh vang lên, hòn non bộ vỡ nát, bụi bay mù mịt. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều hoảng hốt, cả tá người xông vào phòng Ngô Bình vì tưởng có người ám sát. Khi họ nhìn thấy hòn non bộ cao hơn 5 mét bỗng bốc hơi thì đều kinh ngạc. Hòn non bộ đâu rồi, có người hỏi. Đại ca đang thử nghiệm bom à. Ngô Bình xua tay ra hiệu cho mọi người lùi lại, còn mình tiếp tục luyện chân không đại thủ ấn. Anh luyện thêm tầm trăm lần nữa thì đã nắm được bí quyết. Cuối cùng, thủ ấn mà anh tạo ra chuyển sang màu đỏ tím. Hơn nữa không có một tiếng động nào. Dù nó tiếp xúc với một vật bất kỳ, cũng chỉ tạo ra tiếng động rất khẽ. Ngô Bình tung trưởng vào tấm lò xò dày 30 phân, nó lập tức lõm vào, mặt trước bằng phẳng như được cắt bằng laser, còn mặt sau thì lồi lên, tạo thành một thủ ấn to như cái chậu. Khi Ngô Bình luyện thành chân không đại thủ ấn thì trời đã tối, anh đi pha trà, sau đó nằm trên ghế trong vườn hoa lướt mạng. Thì ra anh bị một bạn học cấp 3 cũ Thôi Hưng Khải kéo vào một nhóm chat. Hình như mọi người trong nhóm này đều rất thành công, họ toàn nói về chuyện đầu tư bao nhiêu trăm triệu, công ty nào đầu tư lời hơn, hay các hãng xe hơi và đồng hồ nổi tiếng. Ngô Bình không hề hứng thú với nội dung thảo luận của họ, nhưng sau đó anh phát hiện Lâm Băng Tiên và Trần Lăng Sương cũng ở trong nhóm này. Hơn nữa, ngoài hai bọn họ ra, bên trong còn rất nhiều ngôi sao nổi tiếng hạng A khác. Ngô Bình hỏi Thôi Hưng Khải, Hưng Khải. Đây là nhóm gì thế, anh không hề nhắc tới chuyện mình quen Lâm Băng Tiên và Trần Lăng Sương. Thôi Hưng Khải, Ngô Bình, đương nhiên là nhóm kết bạn, nhưng trong nhóm này có nhiều ngôi sao nữ lắm, nếu cậu thích ai thì họ thể hẹn họ đi chơi riêng đấy. Chỉ cần cậu chịu bỏ tiền thì còn được tâm sự mỏng với các cô nàng cơ. Ngô Bình cau mày hỏi, cô nào cũng được à? Thôi Hưng Khải cười nói, đương nhiên là không, có mấy nghệ sĩ thì không nha, bọn mình gọi họ là tứ đại trinh nữ. Ngô Bình, gồm những ai thế? Thôi Hưng Khải, thứ nhất là Lâm Băng Tiên, nghe đầu hấu thuận cho cô này làm to lắm, từng có một cậu ấm ở Thiên Kinh không hẹn được với cô ấy nên còn mắng chửi trong nhóm mà. Kết quả là ngay ngày hôm sau, đã bị người ta đánh gãy một chân, sau đó bị ném xuống sông băng ngâm mình nửa đêm, suýt nữa chết cóng. Cô thứ hai là Trần Lăng Sương, hoạt động đã lâu, đã thế lại biết võ nên không ai dám dây đâu. Cô thứ ba là người mới. Làm người mẫu tên là Liễu Tô Nghiên. Cô này không có hậu thuẫn, cũng không nổi quá, nhưng không cũng không dây vào được.
Mình nghe nói có vài cậu ấm từng điều tra về cô ấy, xem có nắm được điểm yếu nào không để con hạ gục cô nàng. Cô thứ tư không phải nghệ sĩ, nhưng xinh kinh khủng, tên là Nhậm San San. Con gái của đại gia Nhậm Thiên Thắng đấy, nghe đâu cô ấy tham gia vào nhóm chat này để tìm một người bạn trai phù hợp. Trong lúc hai người đang trò chuyện, thì có người mắng chửi trong nhóm, người đó có nick là ông Miêu, ông ta đang mắng Nhậm San San. Mẹ kiếp, tưởng mình là ai mà dám chê tôi xấu hả, người đó rất nóng tính nên buông những lời mắng chửi rất khó nghe. Nick của Nhậm San San là quả ô liu, cô ấy chỉ nhắn lại đúng một câu, tự lo lấy thân. Ông Miêu, eo ôi, dọa tôi à? Ừ thì nhà họ Nhậm các cô cũng có thế lực ở Hải Thành, nhưng ông đây ở Thiên Kinh cơ. Ngô Bình cao mày, dẫu sao Nhậm San San cũng là phụ nữ, tên này mắng cô ấy như vậy thật quá đáng. Vì cũng có người đang khuyên nhủ ông Miêu, nên Ngô Bình cũng chen vào một câu, được rồi đấy, tức với phụ nữ làm gì. Nào ngờ, ông Miêu lập tức nổi đóa. Mẹ kiếp, mày là ai, tao quen mày à mà xen vào, hay tưởng được ép vào nhóm chat này thì có quyền nói chuyện với tao. Ngô Bình cao mày, thấy tên này như một con chó điên chính hiệu, gặp ai là cắn người đó. Anh nhắn lại, ăn nói cho cẩn thận. Ông Miêu gửi một icon hình ngón tay giữa, thằng kia, biết bố mày là ai không? Nhậm San San lên tiếng, chuyện của tôi không cần anh lo. Hai người từng trao đổi số điện thoại nên Nhậm San San biết nick này của Ngô Bình. Ngô Bình, này, tôi bênh cô nên mới bị chửi đấy, cô không cảm ơn tôi à? Nhậm San San, ai khiến anh lo chuyện bao đồng? Ngay sau đó, Trần Lăng Sương không bao giờ tham gia vào cuộc trò chuyện nào đã gửi một tin nhắn. Sao anh lại ở trong nhóm này? Lâu rồi không gặp, hôm nào đến Thiên Kinh chơi đi. Ngô Bình, được, khi nào rảnh tôi sẽ tới. Trần Lăng Sương, nhớ đấy nhé. Tôi được bạn cho một chai rượu ngon, vẫn cất đi chưa uống, nếu anh đến thì tôi sẽ khui. Nhậm San San, kinh rồi, anh quen cả ngôi sao hạng A cơ à? Ngô Bình, tôi cũng quen cô đấy thôi. Nhậm San San, dạo này tôi đang chán quá, anh ở đâu, tôi tới tìm. Ngô Bình, tôi ở Cảng Thành. Nhậm San San, ok, mai gặp. Ngô Bình ngạc nhiên, cô đến thật à? Nhậm San San, sao, không muốn gặp tôi à? Ngô Bình, Nhậm San San lập tức gửi lên một icon hình con dao. Ông Miêu thấy mình bị phớt nên lại nổi điên rồi nói, thằng kia, mày được lắm, quen cả Trần Lăng Sương cơ à? Ngô Bình không thèm chấp ông ta. Nhưng thấy ông ta lại nói mình nên đáp, tôi còn quen nhiều người lắm. Ông Miêu, thế à? Thế mày biết tao không? Ngô Bình gửi ngay tin nhắn cho Hàn Bạch, để nhờ anh ấy điều tra thân phận thật của tài khoản này. Một phút sau, anh đã nhận được kết quả. Ngô Bình liếc nhìn rồi nhắn vào nhóm chat, ông là Miêu Đông Hỏa, 45 tuổi, có 3 công ty với giá trị là 7.5 tỷ. Nhưng thực chất ông đang nợ hơn 15 tỷ. Ông Miêu sợ hết hồn, mãi không thấy trả lời. Ngô Bình nói tiếp, ông và vợ đã ly hôn, mục đích để bảo toàn tài sản. Ông có một cô con gái 13 tuổi, đang học cấp 2, bên ngoài còn có một con riêng năm nay. Dừng. Ông Miêu gửi tin nhắn thoại. Tôi sai rồi, xin lỗi cậu. Ngô Bình cười lạnh, xin lỗi cũng vô dụng. Ông Miêu, Nhậm San San, xin lỗi cô, tôi không phải đàn ông, tôi là rác rưởi, xin cô tha cho tôi. Nhậm San San chẳng thèm để ý đến ông ta. Cô ấy gửi một tin nhắn riêng cho Ngô Bình, ngày mai tôi đến Cảng Thành tìm anh, chờ đấy. Ngô Bình đáp, tôi sợ cô chắc. Cùng lúc đó, Trần Lăng Sương cũng gọi Lâm Băng Tiên vào nhập hội. Quả nhiên, Lâm Băng Tiên cũng nhắn, sao anh lại ở trong nhóm này? Ngô Bình, anh bị bạn ép vào, không ngờ em cũng ở đây. Tất cả mọi người trong nhóm đều nhao lên vì không biết Ngô Bình là thần thánh phương nào, sao quen cả Lâm Băng Tiên. Hơn nữa, sao anh có thể biết rõ về ông Miêu như vậy? Chương 647, Mitsuru chết. Một người có nick là Mã Đế Quân lên tiếng, cậu bạn, làm quen chút nhé. Ngô Bình, được. Sau đó, nick này nhắn riêng cho Ngô Bình, nhưng anh đang mải nói chuyện với Lâm Băng Tiên và Trần Lăng Sương nên mặc kệ. Chờ anh nói chuyện với mấy cô gái chán chê rồi mới nhắn lại cho người kia. Mã Đế Quân, cậu bạn, chắc cậu có bạn trong tổ chức tình báo à? Không thì sao tra ra thông tin của ông Miêu nhanh thế được. Ngô Bình không trả lời, người kia lại nhắn tiếp, tôi muốn nhờ cậu giúp một việc, tôi muốn điều tra về một người. Xong việc, tôi sẽ trả công cho cậu. Ngô Bình đang định từ chối thì người kia nhắn một con số, 1 tỷ. 1 tỷ, Ngô Bình kinh ngạc, dù anh đang có khối tài sản lớn,
nhưng 1 tỷ không phải một con số nhỏ, người này dám trả anh những 1 tỷ, không phải có tiền thật mà là đang chém gió. Anh muốn tìm ai? Ngô Bình hỏi. Người đó gửi cho anh một bức ảnh đen trắng rất mờ, nhìn là biết đã chụp từ rất lâu. Đó là ảnh một người đàn ông cầm kiếm, đứng trong mưa, xung quanh toàn thi thể, mặt kiếm nhuốm máu. Mã Đế Quân, cậu bạn, nhờ cậu tìm người cầm kiếm giúp tôi. Ngô Bình, anh đùa tôi à? Có mỗi bức ảnh thì tìm được cái gì? Mã Đế Quân, đúng là rất khó, không tôi đã chẳng trả cậu 1 tỷ. Ngô Bình nổi hứng hỏi, tôi muốn biết quan hệ của anh với người trong anh. Mã Đế Quân, đó là kẻ thù đã giết cả nhà tôi. 20 năm trước, cả gia đình tôi đã chết dưới kiếm của người này. Khi ấy, tôi trốn trên cây nên mới thoát chết. Ngô Bình, anh là người chụp ảnh à? Mã Đế Quân, vừa hay, lúc đó tôi đang cầm máy ảnh nên đã lén chụp một bức nhân lúc có chớp. Ngô Bình, anh cũng to gan đấy. Mã Đế Quân, tôi vẫn nhớ mặt người đó, nếu anh thấy ảnh mờ quá thì tôi có thể gửi thêm tranh vẽ tay. Sau đó, anh ta lại gửi một bức ảnh tới, đây là tranh do anh ta tự vẽ. Ngô Bình ngẩn ra khi nhìn thấy bức tranh này, vì anh thấy rất quen, sau khi nhìn thêm một lúc thì giật mình, đây không phải là Đoàn Long sao? Mãi không thấy Ngô Bình trả lời, Mã Đế Quân hỏi, cậu có nhận vụ này không? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi hỏi, nếu người anh muốn tìm có thực lực rất mạnh, anh còn dám báo thù không? Mã Đế Quân, dù người đó mạnh thế nào, tôi cũng phải giết bằng được, để trả thù cho gia đình tôi. Ngô Bình, tôi hơi tò mò một chút, anh có thể nói cho tôi biết tại sao người đó lại hết cả gia đình anh không? Mã Đế Quân, vì cách hít thở của nhà tôi. Ngô Bình giật mình, người đó đã cướp phương pháp hít thở ư? Đúng, Mã Đế Quân đáp. Ngô Bình, ok, tôi nhận vụ này, nhưng khi nào tra được, hoặc có tra được hay không thì tôi không nói trước đâu. Mã Đế Quân, không sao, dẫu sao tôi cũng tìm 20 năm rồi. Ngô Bình rơi vào trầm tư, để cướp phương pháp hít thở mà năm xưa Đoàn Long đã giết cả gia đình này. Nhưng nếu nhà có cách hít thở thì sao lại không đánh lại Đoàn Long được? Ngô Bình ngẫm nghĩ một lát rồi nhắn tiếp, nếu người đó ở cảnh giới nhân tiên rồi, anh dám giết không? Mã Đế Quân nhắn lại ngay, có. Ngô Bình không nói gì nữa, mà ném điện thoại sang một bên. Tôi đến, anh nghe thấy tiếng động lạ nên mở cửa ra ngoài. Có một võ sĩ cao gầy đứng trong sân, người này mặc trang phục võ sĩ đang nhìn anh chằm chằm. Ngô Bình hỏi, ông là Mitsuru hả? Người đó ngạc nhiên nói, chúng ta chưa từng gặp nhau, sao cậu lại biết tôi? Ngô Bình, tu vi của ông chắc ở cấp Nhẫn Thánh rồi. Nhẫn Thánh có mặt ở Cảng Thành hiện giờ, ngoài ông ra chỉ còn Sosuke thôi. Phong cách của Sosuke khá dị, không giống khí chất của ông. Mitsuru nói, cậu tinh mắt đấy, tôi đúng là Mitsuru. Ngô Bình, đến giết tôi đấy à? Mitsuru, tôi muốn thương lượng với cậu trước, nếu cậu đồng ý hợp tác thì chúng ta làm bạn. Ngô Bình cười lạnh nói, ông không xứng làm bạn với tôi đâu. Mitsuru không giận nói, nếu thế thì tôi đành giết cậu vậy. Ngô Bình, tôi vừa học được một môn võ kỹ, ông đến đúng lúc để tôi luyện tay đấy. Mitsuru rút kiếm ra rồi nói, mời. Ngô Bình tung một chưởng tấn công ông ta, đại thủ ấn màu đỏ máu bay đi lặng lẽ. Mitsuru hét lên rồi vung kiếm chém thủ ấn, uỳnh một tiếng, một luồng gió lớn đã thổi quần áo của Mitsuru xộc xệch. Ngay sau đó, Ngô Bình đã tung chưởng thứ hai, thứ ba. Mitsuru vung kiếm chém liên hồi, sau 7 nhát chém, tay ông ta đã tê dần, vì ông ta đã phải dốc hết sức vào 7 kiếm ấy. Ngô Bình lắc đầu nói, mang tiếng là Nhẫn Thánh mà yếu quá, chán thật. Mitsuru, cứ coi thường tôi đi, cậu sắp chết rồi. Dứt lời, một mảnh giấy đen bay từ ống tay áo của ông ta ra, sau đó nổ tung trên cao rồi hóa thành một người khổng lồ tay cầm búa lớn bổ về phía Ngô Bình. Ngô Bình khởi động khả năng nhìn xuyên thấu thì thấy đó là Tà Linh. Anh ném ngay một lá Thiên Vương Trảm Quỷ Phù ra, một ánh sáng lóe lên, người khổng lồ hét lớn rồi bị bổ đôi và biến mất. Cái gì, Mitsuru cả kinh, đến Hắc Ma Thức Thần cũng bị đánh tan ư? Ngô Bình rút kiếm Hắc Long ra rồi lạnh giọng nói, còn chiêu gì dùng nốt đi, không là hết cơ hội đấy. Dứt lời, anh và thanh kiếm hợp nhất rồi hóa thành một bóng hình mảnh như chiếc lá. Mitsuru vung kiếm lên, thanh kiếm của ông ta đứt đôi, sau đó kiếm Hắc Long đã chém xuống. Phập, Nhẫn Thánh chết tại chỗ, mắt vẫn mở to, vì không tin mình bại nhanh đến vậy. Hà Chí Lâm là người chạy ra đầu tiên, ông ấy nhìn đầu Mitsuru ở dưới đất rồi hỏi, đại ca, ai vậy ạ?
Ngô Bình, Mitsuru. Hà Chí Lâm chấn động, nhẫn thánh Mitsuru. Ngô Bình, cũng có chút thực lực. Hà Chí Lâm khiêng thi thể đi, Ngô Bình nói, cứ để dây, mọi người lui đi. Mọi người đi rồi, anh gọi Diệp Thiên Tông tới, ông ấy và Diệp Huyền nhanh chóng đến ngay. Nhìn thấy thi thể của Mitsuru, Diệp Huyền lấy súng ra rồi bắn liên tục vào thi thể. Ngô Bình rằng lấy súng của anh ta rồi nói thôi, người chết rồi còn đâu, lần sau tôi sẽ lưu ý để lại người sống cho anh chút giận. Diệp Huyền quỳ xuống nói, tiền bối, đệ tử cảm ơn người thay cho bố mẹ. Ngô Bình đỡ anh ta dậy, đứng lên đi. Diệp Thiên Tông cũng rơi lệ rồi nói, Chí Nhi, Tô Vân, hai đứa có thể yên lòng được rồi. Diệp Huyền lau nước mắt rồi nói, ông ơi, sau này cháu không kinh doanh nữa, cháu sẽ đi theo tiền bối để tu hành. Giờ, anh ta chỉ muốn mình thật tài giỏi như Ngô Bình. Diệp Thiên Tông gật đầu, ừ, chỉ cần cháu mạnh lên thì chắn chắn sẽ có thành tựu. Đúng lúc này, chợt có một con hạc giấy xuất hiện, nó bay một vòng trên không rồi rơi xuống một cành hoa. Con hạc giang cánh rồi phát ra tiếng nói, dám giết đệ tử của tôi. Tôi sẽ diệt cả gia tộc cậu. Ngô Bình lạnh mặt nói, ông là Gen Tensoku chứ gì. Ông cũng ở cảng thành ư. Con hạc giấy phát ra giọng nói âm u, tôi sẽ cho cậu sống không bằng chết. Chương 648, nhờ giúp đỡ. Ngô Bình bật cười nói, tôi chờ ông đấy. Con hạc giấy bay vút lên cao rồi biến mất. Diệp Thiên Tông biến sắc mặt, Gen Tensoku, sư đệ, cậu mau rời khỏi đây đi. Ngô Bình nói, sư huynh, em không sợ ông ta đến, chỉ lo ông ta không dám đến thôi. Diệp Thiên Tông ngẩn ra, ông ấy hiểu phong cách làm việc của Ngô Bình nên hỏi, sư đệ, lẽ nào cậu có cách đối phó rồi? Ngô Bình, em có một người bạn ở Cảng Thành, nếu cô ấy chịu giúp thì vô tư. Ngô Bình đang nhắc đến Ngô Ngạo Xương, tu vi của cô ấy đã ở cảnh giới địa tiên, hơn nữa sắp đột phá lên chân quân rồi. So ra thì chắc Gen Tensoku mới ở cảnh giới địa tiên tầng thứ 3 thôi. Diệp Thiên Tông và Diệp Huyền đưa mắt nhìn nhau, không ngờ Ngô Bình quen một người bạn tài giỏi như thế. Ngô Bình đi ra chỗ khác rồi gọi cho Ngô Ngạo Xương. Vừa gặp xong đã nhớ tôi rồi à, điện thoại vang lên giọng nói của Ngô Ngạo Xương. Ngô Bình hỏi, rảnh không? Ngô Ngạo Xương, có chuyện gì à? Ngô Bình, có một nhẫn tổ muốn đến giết tôi đang lo không đánh lại được nên định giờ cô xử lão ta giúp. Ngô Ngạo Xương, cậu giỏi gây chuyện thật đấy. Cô ấy hỏi, gửi địa chỉ cho tôi đến ngay. Ngô Bình lập tức nói địa chỉ cho cô ấy biết. Ngô Bình ngắt máy, Diệp Huyền nhỏ giọng hỏi, tiền bối. Gen Tensoku là ai? Có mạnh không ạ? Ngô Bình, nhẫn tổ của Đông Doanh, cường giả cảnh giới địa tiên tầng thứ 3 trở lên. Diệp Huyền run lên, mặt tái nhợt. Ngô Bình, không đánh được thì gọi người thôi. Diệp Thiên Tông hỏi, sư đệ, bạn của cậu là ai thế? Thật ra Ngô Bình cũng không rõ về lai lịch của Ngô Ngạo Xương nên chỉ nói, em mới quen nên cũng chưa rõ. Diệp Huyền chớp mắt, tiền bối, bạn của người có tu vi thế nào? Ngô Bình, chắc cũng cảnh giới địa tiên rồi. Diệp Thiên Tông ngạc nhiên, là chân quân à? Ngô Bình, đúng là khi tiến vào cảnh giới địa tiên thì được gọi là chân quân, nhưng đúng ra phải sau tầng thứ 7 mới là chân quân thật sự. Diệp Huyền ngưỡng mộ nói, tiền bối, chắc cảnh giới địa tiên mạnh lắm nhỉ? Ngô Bình nắm rất rõ về các cảnh giới tu hành nên nói, đương nhiên rồi, 7 tầng cảnh giới đầu của địa tiên là cảnh giới địa tiên hạ, từ tầng thứ 8 đến tầng thứ 10 là địa tiên thượng. Hay còn gọi là cấp thượng tứ. Kể cả thời tiền sử cũng ít ai tiến được tới cảnh giới này. Diệp Thiên Tông đang nghĩ tới vấn đề khác nên nói, sư đệ, ở đất cảng thành bé tẹo này mà một nhẫn thánh lại phải đích thân tới ư. Mục đích họ đến đây là gì? Ngô Bình, em đang điều tra, chắc chắn họ có âm mưu gì đó. Ba người đang trò chuyện trong sân thì Ngô Ngạo Xương đến. Cô ấy đã thay sang bộ đồ của học sinh và ăn vận như học sinh cấp 3, còn đeo ba lô sau lưng. Ngô Bình cạn lời khi nhìn thấy bộ dạng của cô ấy. Ngô Ngạo Xương vừa đến, đã nũng nịu gọi, anh ơi. Ngô Bình thấy da đầu tê dại, gọi anh làm gì không biết. Nhưng anh đang có việc nhờ người ta nên không dám ho he gì, đành hỏi, sao lại ăn mặc thế này. Ngô Ngạo Xương cười nói, khiến kẻ thù lơ là cảnh giác. Ngô Bình lập tức có dự cảm không ổn, cô là chân quân rồi, mà còn phải đánh lừa một chân nhân con còn sao. Ngô Ngạo Xương, ô hay. Anh biết thừa tôi chưa qua được kiếp nạn còn gì, nên đành phải dùng thủ đoạn thôi. Ngô Bình lừ mắt, sao cô dùng thực lực đánh chết chân nhân ấy không phải dễ hơn à?
Ngô Ngạo Xương nói, còn phải xem người đó ở cảnh giới địa tiên tầng thứ 3 hay thứ 5 đã. Nếu là tầng thứ 3 thì tôi hẩy tay cái là chết, còn tầng thứ 5 thì phiền phết đấy chứ đùa. Ngô Bình Chán chẳng buồn nói, sau đó lấy một kiếm phủ ra hỏi, nếu dùng thêm nó thì sao? Ngô Ngạo Xương chấn động rồi ngạc nhiên hỏi, kiếm đạo sát phù, cậu lấy đâu ra đấy? Nói rồi, cô ấy cầm luôn, sau đó cất vào túi, yên tâm, dù có là cường giả cảnh giới địa tiên tầng thứ 5 thì tôi cũng xử được hết. Ngô Bình hỏi, cô không dùng kiếm đạo sát phù à? Ngô Ngạo Xương tỉnh bơ nói, tôi có một kẻ địch rất mạnh, đang không biết phải xử thế nào, giờ có kiếm phù này rồi thì phải tận dụng chứ, cho tôi mượn nhá. Kiếm phù này có thể sử dụng nhiều lần nên Ngô Bình có thể cho cô ấy mượn, nhưng lát đừng để tôi bị rơi đầu đấy. Diệp Thiên Tông và Diệp Huyền đều khom người xuống, thậm chí không dám thở mạnh, vì đứng trước mặt họ là một chân quân. Mãi sau, Ngô Ngạo Xương mới nhìn thấy Diệp Thiên Tông rồi cười nói, anh ơi, bạn anh à. Ngô Bình, đấy là sư huynh của anh và cháu của anh ấy. Ngô Ngạo Xương gật đầu nói, tu vi của người cháu khá đấy. Diệp Huyền ngại ngùng, không biết nói gì nên đành cười trừ. Ngô Bình đá Diệp Huyền một phát, chào cô đi. Diệp Huyền vội vàng chào hỏi, chào cô ạ. Ngô Ngạo Xương bật cười nói, ngoan. Mấy người đi vào nhà, Ngô Bình bảo người chuẩn bị đồ ăn khuya, sau đó bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện. Trong đầu Ngô Bình vẫn hiện lên hình ảnh của con hồ ly chín đuôi, anh hỏi Ngô Ngạo Xương, em có biết hồ ly chín đuôi không? Ngô Ngạo Xương nhíu mày nói, có chứ, đến người bình thường còn biết nữa là. Diệp Huyền tò mò hỏi, tiền bối, hồ ly chín đuôi có tồn tại thật không ạ? Ngô Bình gật đầu, có. Ngô Ngạo Xương, trước kia thì không rõ, nhưng giờ thì không có đâu. Tại sao, Diệp Thiên Tông cũng không kìm nổi tính tò mò. Ngô Ngạo Xương, hồ tộc ở địa tiên giới có một người tu vi rất mạnh, nhưng cũng chỉ tu luyện được 8 đuôi thôi. Thực lực chắc cấp chân quân rồi. Diệp Thiên Tông ngạc nhiên, nói vậy thì hồ ly chín đuôi phải có tu vi cấp thiên tiên ư. Ngô Ngạo Xương, đúng, nên sẽ được gọi là cửu vĩ thiên hồ. Giờ làm gì có cường giả cảnh giới thiên tiên nên lấy đâu ra hồ ly chín đuôi chứ? Ngô Bình, lát bắt được Gen Tensoku, phải hỏi lão mục đích đến đây mới được. Ngô Ngạo Xương nói, yên tâm, em có cách bắt lão mở miệng rồi. Trò chuyện thêm một lát, Ngô Ngạo Xương hỏi, anh, luyện cho em ít đan dược đi. Khi ở đường môn, Ngô Ngạo Xương đã biết Ngô Bình giỏi luyện đan. Ngô Bình nói, nhưng em tự chuẩn bị dược liệu nhé. Ngô Ngạo Xương, muốn đột phá thì em phải uống đốn ngộ đan. Em gom đủ dược liệu rồi, chỉ còn thiếu đúng một vị tử tô tiên thủ thôi. Ngô Bình tròn mắt hỏi, đốn ngộ đan. Ngô Ngạo Xương gật đầu, anh luyện chế được không? Ngô Bình ngẫm nghĩ, chắc là được, nhưng để an toàn thì chờ anh đã thông thần khiếu đã, như thế anh chắc chắn hơn. Ngô Ngạo Xương cười nói, được, miễn có cho em trong 3 năm tới là được. Ngô Bình không nhắc tới chuyện mình đang có dược liệu mà Ngô Ngạo Xương đang thiếu kia, em đưa hết dược liệu đây cho anh sẽ nghĩ cách gom nốt tử tô tiên thủ, nhưng em phải trả tiền. Ngô Ngạo Xương sáng mắt lên, được. Bọn họ ngồi nói chuyện đến 4 giờ sáng, Ngô Bình đang định đi tập bài luyện thể thì chợt có một tiếng động vang lên. Ngay sau đó, anh, Ngô Ngạo Xương cùng hai ông cháu Diệp Thiên Tông đã chạy ra sân. Chương 649, Gen Tensoku. Ngẩng đầu nhìn lên, anh thấy một con hạc giấy dài hàng mét đang từ phía xa bay tới. Đứng trên lưng hạc là một người đàn ông tóc tím, mặc áo bào màu xanh, tóc dài rủ xuống vai. Hạc giấy dừng lại ở độ cao 10 mấy mét, người đàn ông trên lưng hạc lạnh lùng nói, kẻ nào giết Mitsuru. Đứng ra chịu chết đi. Ngô Ngạo Xương đứng khuất sau lưng Ngô Bình, tay cô ấy kết thành ấn, con hạc giấy đột nhiên bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa màu xanh lan lên cả người đàn ông. Người đàn ông giận dữ hét lên, bay lên không trung để tránh ngọn lửa. Kẻ nào ra tay đánh lén ta, ông ta quát lên, ánh mắt hung hãn quét quanh sân. Ngô Ngạo Xương lạnh lùng đáp, dám đứng trên đầu tôi nói chuyện, gan ông to thật đấy. Nói rồi, Ngô Ngạo Xương từ từ bay lên, trong nháy mắt, khí tức mãnh liệt của cô ấy tỏa ra tứ phía khiến những người đứng dưới cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Người đàn ông tóc tím mặt biến sắc, kinh hãi hô lên, cô là chân quân. Ngô Ngạo Xương lạnh lùng đáp, quỳ xuống. Người đàn ông tóc tím tay siết thành nắm đấm, gầm lên, cho dù có là chân quân thì cũng không được phép sỉ nhục tôi. Tôi đã giữ thể diện cho ông rồi đấy. Ngô Ngạo Xương nhấc tay lên,
một bàn tay khổng lồ màu xanh đen xuất hiện trên đầu người đàn ông tóc tím rồi bàn tay đột ngột dùng lực ấn xuống dưới. Người đàn ông tóc tím như bị một ngọn núi đè lên, bị ép xuống lòng đất hơn một mét. Đất cát bay mù mịt. Bàn tay khổng lồ nắm lại thành nắm đấm, vẫn khóa chặt lấy người đàn ông tóc tím. Người đàn ông tóc tím phun ra một ngụm máu đen, sau đó ông ta ngoan ngoãn quỳ xuống đất, run rẩy nói, chân quân tha mạng. Ngô Ngạo Xương lạnh lùng hỏi, nói đi, ông tới Cảng Thành có mục đích gì? Nếu dám nói nửa câu giả dối thì tôi lập tức lấy mạng ông. Người đàn ông tóc tím chính là Gen Tensoku. Vẻ mặt ông ta rất khó coi nhưng lúc này chỉ đành cúi đầu, đáp chân kiêu quân hỏi vậy thì có lẽ cũng đã biết rồi. Chúng tôi nhận được tin có một món bảo vật thời nhà Minh đang được cất giấu ở Cảng Thành. Chúng tôi tới đây chính là để tìm món bảo vật đó. Ngô Bình giật mình, hỏi, là món bảo vật gì vậy? Gen Tensoku lạnh lùng nhìn Ngô Bình, không thèm trả lời anh. Thân là nhẫn tổ, đương nhiên ông ta không thèm tiếp lời một nhân vật nhỏ bé như Ngô Bình. Ngô Ngạo Xương, đang hỏi ông đấy. Gen Tensoku hơi sụ mặt xuống, đáp vâng, đó là món bảo vật được dùng để phong ấn một con cửu vĩ hồ. Ngô Bình, vậy ông có biết chính xác vị trí của nó không? Gen Tensoku, thông tin chúng tôi có được rất mập mờ, cho nên vẫn phải điều tra trên phạm vi rất rộng. Ngô Bình lúc này đã vỡ lẽ, hóa ra người đông doanh các người chiếm lấy nơi này là để tìm món bảo vật đó. Gen Tensoku, vâng. Ngô Bình, giết ông ta đi. Bàn tay trên không kia tiếp tục ấn xuống. Gen Tensoku kêu lên, bình tĩnh. Xin hãy xem thứ này. Ông ta lấy từ trong lòng ra một quyển sổ màu vàng rồi dâng lên đỉnh đầu. Ngô Ngạo Xương phất tay một cái, cuốn sổ vàng đã bay vào tay cô. Cô mở ra xem thì mặt bỗng biến sắc. Lạnh lùng hỏi, tại sao ông lại có pháp chỉ của nhà họ Thẩm? Gen Tensoku, tôi và ông bảy nhà họ Thẩm là bạn. Ngô Ngạo Xương hừ một tiếng, trả lại quyển sổ vàng rồi lạnh lùng đáp, hôm nay tha cho ông một mạng. Ngô Bình, tha cho ông cũng được thôi, nhưng ông phải giao Sosuke ra đây. Gen Tensoku giận dữ đáp, đừng có ức hiếp người khác quá đáng. Ngô Bình đang định nói gì đó thì đột nhiên một cô gái bước vào. Cô gái này chừng ngoài 20 tuổi. Tay đang kéo một người đã bất tỉnh nhân sự. Nhìn thấy mặt người đang hôn mê, Diệp Thiên Tông hô lên, là Sosuke. Cô gái kia ném Sosuke xuống sàn rồi nói với Ngô Ngạo Xương, sư tỷ, có một đám người cứ lượn lờ bên ngoài rất đáng ngờ nên em đã bắt tên đầu sỏ của bọn chúng tới đây. Ngô Ngạo Xương, làm tốt lắm. Cô gái kia mỉm cười, sau đó nhìn Gen Tensoku. Gen Tensoku rất kinh ngạc, bởi ông ta có thể cảm nhận được cô gái mới đến này cũng rất mạnh. Ít nhất là phải mạnh ngang hàng với ông ta. Trong lòng ông ta như đống cho tàn, thở dài nói, được rồi, Sosuke tùy các người xử lý. Ngô Ngạo Xương lạnh lùng đáp, ông nhớ cho kỹ, Cảng Thành giờ là địa bàn của tôi. Nếu lần sau tôi còn bắt gặp ông lảng vảng ở đây thì đến pháp chí của Thẩm Thiên Quân cũng không cứu được ông đâu. Gen Tensoku vái cô một vái, sau đó quay lại nhìn Ngô Bình một cái rồi bay lên không trung, thoáng chốc đã không thấy đâu nữa. Ngô Bình nói với Diệp Thiên Tông, sư huynh, Sosuke này xử lý thế nào, mọi người quyết định đi nhé. Nói rồi, anh gọi Ngô Ngạo Xương ra bên ngoài. Ra đến bên ngoài, anh hỏi, Thẩm Thiên Quân là ai vậy? Theo như anh được biết, chỉ có những nhân vật lợi hại nhất trong số các thiên tiên mới có tư cách tự xưng là Thiên Quân. Ngô Bình có chút không vui vì việc thả Gen Tensoku. Ngô Ngạo Xương nói, Thẩm Thiên Quân là một nhân vật thời Thiên Quốc. Khi gia tộc họ Thẩm chuyển sang thế giới khác sinh sống đã vô tình bỏ lại một thành viên trong tộc. Người đó ở lại trái đất, nhà họ Thẩm sau đó bắt đầu sinh sôi nảy nở, trở thành nhà họ Thẩm như hiện tại. Ngô Bình, nói như vậy, nhà họ Thẩm đích thực là gia tộc bất tử. Ngô Ngạo Xương, đương nhiên rồi. Hơn nữa nhà họ Thẩm hiện tại còn lưu giữ 37 đạo pháp chỉ của Thẩm Thiên Quân, đến nay vẫn còn uy lực vô cùng lớn. Nhờ có những pháp chỉ này mà nhà họ Thẩm trở thành một trong bốn gia tộc bất tử mạnh nhất hiện nay. Ngô Bình trợn mắt, pháp chỉ từ thời Tiên Quốc mà giờ vẫn còn dùng được sao? Ngô Ngạo Xương, đương nhiên, Thẩm Thiên Quân có công xây dựng nên tạo hóa, pháp chỉ của ông ấy đến thiên tiên bình thường cũng phải tuân theo, nếu không sẽ bị tai ương giáng xuống đầu. Ban nãy lão già kia đã đưa ra một đạo pháp chỉ của Thẩm Thiên Quân. Pháp chỉ đó đã bị lão ta luyện hóa, trở thành một lá bùa hộ mệnh. Ngô Bình nói bằng giọng thù hằn, nói như vậy thì không ai có thể giết được lão ta sao? Ngô Ngạo Xương, đương nhiên không phải. Pháp chỉ của lão chỉ có tác dụng 3 lần. Sau 3 lần,
pháp chỉ sẽ không còn tác dụng nữa. Trước đây tôi cũng từng nhận được pháp chỉ. Ngô Bình gật đầu, hóa ra là vậy, vậy thì dễ xử lý rồi. Lúc này Ngô Bình để ý cô gái ban nãy luôn đi theo họ nên anh liền hỏi, đó là sư muội của cô sao? Ngô Ngạo Sương vẫy cô gái kia lại gần, nói, xin giới thiệu một chút, đây là sư muội tôi Mộ Dung Thi Thi. Ngô Bình biết tu vi của Mộ Dung Thi Thi cao thâm, là cao thủ thuộc hàng chân nhân nên vội vã chắp tay nói, hân hạnh được gặp Mộ Dung chân nhân. Mộ Dung Thi Thi khẽ mỉm cười, gật đầu đáp, anh Ngô khách sáo rồi, cứ gọi tôi Thi Thi là được. Ngô Bình cười đáp, có thể cho tôi biết sư môn của hai vị được không? Ngô Ngạo Sương, hai chúng tôi từ nhỏ tình cờ đi vào động tiên rồi được người đi trước chỉ dạy. Ngô Bình kinh ngạc, động tiên. Ngô Ngạo Sương, đây vốn là bí mật lớn nhất của chúng tôi, có điều tôi tin cậu. Ngô Bình cười gượng, cảm ơn cô đã tin tưởng tôi. Trong lòng Ngô Bình biết rõ, sau khi biết bí mật này thì anh đã lên cùng thuyền với Ngô Ngạo Sương. Quả nhiên, Ngô Ngạo Sương cười nói, có hứng thú đi tới động tiên cùng tôi không? Hiện giờ chúng tôi mới khai mở được một bộ phận của động tiên. Cậu đi rồi, biết đâu lại khai mở được cảnh giới thứ hai của động tiên. Ngô Bình chớp chớp mắt, như vậy không hay lắm thì phải. Ngô Ngạo Sương, có gì mà không hay? Nếu cậu đi tới đó thì sau này sẽ trở thành sư đệ của bọn tôi. Ngô Bình nghe đến động tiên thì thực ra cũng vô cùng háo hức. Anh nói, có thời gian thì tôi có thể tới xem. Ngô Ngạo Sương cười đáp, vậy thì sau này tôi gọi cậu là sư đệ nhé. Chương 650, Hòa Thượng đến hỏi tội. Ngô Bình ho khan một tiếng rồi đáp, để tôi tới đó rồi tính tiếp. Ngô Ngạo Sương cười đáp, được, dù gì sớm muộn tôi cũng thành sư tỷ của cậu thôi. Cũng không còn sớm nữa, sư đệ, tỷ tỷ đi trước đây. Sau khi tiễn Ngô Ngạo Sương và Mộ Dung Thi Thi đi khỏi, Ngô Bình đi vào trong sân. Lúc này Sosuke đã trở thành một cái xác, người ra tay chính là Diệp Huyền. Ngô Bình gọi người khiêng cái xác ra ngoài rồi vỗ vai Diệp Huyền, nói, mối thù lớn đã báo được, bố mẹ anh có thể yên nghỉ rồi. Diệp Huyền khẽ thở dài, nói tiền bối, ước gì đệ tử còn bố mẹ thì tốt biết bao. Ngô Bình cũng từng trải qua nỗi đau mất bố nên đương nhiên hiểu cảm giác đó. Anh nói, cuộc đời vốn là như vậy, cố gắng nghĩ thoáng ra một chút. Diệp Thiên Tông, sư đệ, anh và Diệp Huyền sẽ về khách sạn trước. Ngô Bình gật đầu, được, sáng mai em sẽ tới. Sau khi hai người họ đi khỏi, Ngô Bình quay về phòng đánh một giấc ngon lành. Hơn 7 giờ sáng, cuộc gọi của Đường Tử Di đánh thức anh. Cô ấy nói cái đỉnh mà anh đặt mua đã tới cảng rồi. Ngô Bình bất ngờ vì hàng đến nhanh như vậy, anh vội vã đi ra bến cảng. Người gửi là Đường Băng Di, người của hãng vận chuyển đưa Ngô Bình đến trước một chiếc container rồi nói, cậu chủ Ngô, đồ của cậu ở bên trong. Ngô Bình gật đầu, anh đi đi, những việc còn lại, tôi xử lý được rồi. Sau khi người kia đi khỏi, Ngô Bình đi vào trong chiếc container thì nhìn thấy một chiếc đỉnh trông giống hệt đỉnh Hỗn Nguyên được đặt trong một cái thùng gỗ lớn. Ngô Bình thử trọng lượng một chút, chiếc đỉnh này nặng chừng 5 tấn trở lên. Ngô Bình rất hài lòng, sau đó anh xé bao bì đóng gói và cất chiếc đỉnh vào không gian chứa đồ của chiếc nhẫn. Anh làm cái đỉnh này mục đích là để đánh cháo với đỉnh Hỗn Nguyên của Đại Tam Nghĩa. Cái đỉnh này chính là thứ mà đám người Đông Doanh đang tìm kiếm. Hiện giờ Gen Tensoku đã rút khỏi đây, nhưng ai biết trong tương lai lão có còn quay trở lại hay không. Khi trở về Đại Tam Nghĩa, Ngô Bình đi vào căn phòng chứa cái đỉnh rồi bỏ đỉnh Hỗn Nguyên thật vào trong nhẫn chữ đồ trước. Sau đó anh lấy cái đỉnh giả ra đặt vào thay chỗ chiếc đỉnh thật. Sau khi cháo xong cái đỉnh, anh nhìn lại mấy lần không thấy có gì đáng ngờ. Xem ra những người thợ thủ công mà Đường Tử Di tìm để làm cái đỉnh này tay nghề rất được. Chẳng bao lâu sau, Hồng Khôn tới gặp anh. Hồng Khôn nói với anh người của hội Phù Tăng đã giải tán hết, những người đứng đầu cũng dần được khôi phục lại. Hồng Khôn đã lăn lộn giang hồ nhiều năm nên biết chuyện này chắc chắn có liên quan đến Ngô Bình nên liền tới đây để cảm ơn anh. Ngô Bình, ông Hồng, chuyện của Cảng Thành coi như kết thúc ở đây. Về phía Đại Tam Nghĩa, ông tìm giúp tôi một người quản lý. Hồng Khôn cười đáp, được, để tôi tìm một người thay cậu quản lý Đại Tam Nghĩa. Có điều, sau này cậu sẽ vĩnh viễn là người có quyền lực lớn nhất Đại Tam Nghĩa. Ngô Bình không mặn mà gì với vị trí này nên không nói gì cả. Hồng Khôn sau đó cũng nhanh chóng từ biệt anh để ra về. Sau đó, Ngô Bình tới khách sạn gặp Diệp Thiên Tông và Dương Mộ Bạch. Sau một ngày tu luyện, mấy người Lý Long Thần đều tiến bộ vượt bậc. Ngô Bình hướng dẫn họ một chút.
Trần Nhược Tùng không phụ mong đợi của mọi người, đột phá cảnh giới thành công và trở thành nhân tiên. Đến tối, Lý Long Thần cũng lên được tới cảnh giới đan thành của tiên thiên, việc trở thành nhân tiên cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Còn Triệu Phương Ninh luyện hình cũng tiến bộ đáng kể, sớm muộn cũng có thể đột phá cảnh giới. Đến chiều, Ngô Bình đi tới tổng bộ của thiên sát. Những thứ anh truyền dạy trước đó, mọi người đều chăm chỉ tập theo và đạt hiệu quả rất tốt. Cho nên, anh lại dạy họ tiếp đoàn thể thuật và một số tuyệt kỹ võ công anh tự sáng tạo nên. Sáng hôm sau, anh tạm biệt mọi người và rời khỏi Cảng Thành. Về đến Vân Đông, anh kéo Lý Vân Đầu ra một góc không có ai rồi nói, ông nội, chiều nay Lý Vân Thành sẽ chuyển cổ phần của công ty sản xuất ắc quy uy năng cho cháu rồi chuyển ra khỏi Vân Đông này. Sau này ông ta sẽ không kiếm chuyện với ông nữa đâu. Lý Vân Đầu nghe xong thì trầm mặc một lát, sau đó khẽ thở dài, đáp, vậy cũng tốt. Ngô Bình, ông nội, không phải do cháu ra tay tàn độc mà là do Lý Vân Thành đã đi quá giới hạn, sau đó anh đem chuyện hôm trước kể cho Lý Vân Đầu nghe. Lý Vân Đầu giận dữ, Lý Vân Thành dám động tới cháu ông sao? Ngô Bình, thôi bỏ đi, tạm thời cứ tha cho ông ta. Lý Thiếu Bác là cháu ruột của ông ta nhưng năm xưa ông ta cố tình sắp xếp để trộm long cháu phụng hòng cướp sản nghiệp nhà ta. Lý Vân Đầu hừ một cái, đáp, giờ ông ta không những không cướp được gì của ông mà còn mất cả cơ đồ. Đây cũng là báo ứng của ông ta. Ngô Bình, ông nội, phải xử lý sạch sẽ tay chân của Lý Triển Đồ. Lý Vân Đầu, ông đang xử lý rồi. Lý Mai giờ đã có kinh nghiệm, ông định để nó lên thay vị trí của Lý Triển Đồ. Ngô Bình, vậy còn chú hai thì sao? Lý Vân Đầu đáp, thím hai của cháu quá lộng hành. Nếu cho chú hai cháu nắm việc làm ăn thì sản nghiệp nhà ta sớm muộn cũng bị nhà họ Vương nuốt mất. Ngô Bình cau mày hỏi, nhà họ Vương này rất mạnh hả ông? Lý Vân Đầu, đương nhiên rồi. Hơn nữa, gia tộc này còn quen biết không ít nhân sĩ giang hồ. Ngô Bình không kể chuyện Vương Trung đã chết với Lý Vân Đầu. Anh chỉ nói, nếu nhà họ Vương biết thân biết phận thì không sao. Nhưng nếu họ dám dòm ngó sản nghiệp nhà ta thì cháu sẽ không nhẹ tay đâu. Lý Vân Đầu cười đáp, Tiểu Bình, có cháu ở đây ông yên tâm hơn nhiều rồi. Hai ông cháu đang trò chuyện thì quản gia gõ cửa đi vào, nói, ông chủ, Vương Cửu Quý muốn gặp ông chủ. Lý Vân Đầu cau mày, ông ta đến làm gì? Ngô Bình hỏi, Vương Cửu Quý này là ai vậy ông? Lý Vân Đầu, là bố thím hai cháu, thông gia của nhà ta. Nghe tên người nhà họ Vương, Ngô Bình hơi chột dạ. Lẽ nào người nhà họ Vương không phục nên lại muốn tới đây gây rối? Anh nói, ông nội, chúng ta cùng đi đi. Trong phòng khách, một ông già chừng hơn 70 tuổi đang ngồi. Bên cạnh ông ta còn có một vị hòa thượng. Hòa thượng này chừng 40-50 tuổi, mặc đồ tăng ni màu xám, đi giày cỏ, cổ đeo tràng hạt trong suốt. Ngô Bình đi ra phòng khách, lập tức chú ý đến sự hiện diện của hòa thượng này. Lý Vân Đầu cười nói, ông thông gia, sao ông đến mà không báo trước một tiếng để tôi nghênh đón từ xa. Vương Cửu Quý mặt vuông chữ điền. Ông ta cười lạnh đáp, Lý Vân Đầu. Họ Lý các người oai phong thật, lại để cho một người ngoài cướp hết tài sản của con gái tôi. Hắn ta lại còn đến Cảng Thành giết con trai tôi. Lý Vân Đầu sững sờ, cái gì? Con trai ông? Vương Cửu Quý đập bàn quát lớn, họ Lý kia. Giờ mà ông vẫn giả ngu được à? Con trai tôi Vương Trung bị thằng cháu nuôi của ông đánh chết rồi. Lý Vân Đầu kinh ngạc nhìn Ngô Bình. Ngô Bình nói, ông nội. Đây là chuyện nhỏ nên cháu chưa nói với ông. Vương Cửu Quý tức muốn thổ huyết, giết con trai ông ta mà là chuyện nhỏ. Ông ta giận dữ nhìn Ngô Bình quát lớn, thằng khốn nạn. Giết người đền mạng, hôm nay tao sẽ lấy đầu mày để cúng tế linh hồn con trai tao. Ngô Bình mặt không cảm xúc đáp, là con trai ông cấu kết với tiểu vũ Hoàng Trịnh Luân mưu đồ giết tôi trước nhưng tôi lại lật ngược tình thế. Ông ta chết không oan. A-di-đà Phật, giết người đền mạng, có nợ thì phải trả nợ. Vị thí chủ này, mời đi cùng tôi đến chùa Đại Thiền. Vị hòa thượng kia đột nhiên đứng lên. Khi đứng lên, hòa thượng này phải cao chừng 1m95, sừng sững như một ngọn núi khiến người ta e dè. Ngô Bình đã nhận ra từ lúc nãy, vị hòa thượng này tu vi cao thâm. Ít nhất cũng phải là địa tiên thuần dương. Ngô Bình cười lạnh, người của chùa Đại Thiền giờ cũng không cần nói lý lẽ nữa sao. Vương Trung mưu đồ giết tôi, vậy mà tôi không được giết ông ta để tự vệ. Đại hòa thượng lạnh lùng đáp, theo quy tắc chùa Đại Thiền, nếu giết người của chùa thì phải tới chùa để nhận trừng phạt. Nếu tôi không đi thì sao? Ngô Bình lạnh lùng đáp. Đại hòa thượng kia nhìn anh, đáp, nếu anh không đi,
tôi sẽ đánh gãy hai chân rồi kéo anh tới đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 38.